A Di Đà Phật kính bạch thầy do con đi làm về muộn nên đến 8 giờ tối con mới có thể tụng kinh nhưng có người nói với con từ 8 giờ tối trở đi không được thắp hương vì ma vào nhà <laughs> 8 giờ tối thắp hương ma vào nhà không biết ai nói cái này à, như vậy có phải không thầy À, bàn thờ tổ tiên nhà con thờ à, năm chén nước nhưng con thấy trong kinh nói là thời bảy chén à, con có phải thay đổi không ạ à? con kính mong thầy hoan hỉ giải đáp giúp con à, một phân tử gửi câu hỏi có hai ý ý thứ nhất hỏi à, rằng 8 giờ tối thì không được tụng kinh nữa vì lúc đó tụng kinh mà lên hương thắp hương thì ma nó vào nhà Cái này thầy chưa thấy ở trong kinh sách nào nói như thế Chưa thấy lời Phật dạy, lời tổ giảng nào như thế Cho nên chắc chắn cái này chỉ là cái người thế gian chúng ta gọi là đồn thổi truyền miệng với nhau mà thôi nếu không phải là lời Phật, lời Bồ Tát, lời Thánh Tăng, lời Tổ Sư, lời chư vị cao tăng thạc đức các ngài hướng dẫn và chỉ dạy thì chúng ta cũng không nên tin tưởng lắm vì thế gian pháp thì hôm nay đúng mai có thể sai chỗ này đúng chỗ kia có thể sai tất cả các kinh điển của đức phật ở trong luận tạng luật tạng nói đúng hơn là cả trong Tam Tạng Thánh điển thầy cũng chịu khó đọc sách và nghiên cứu rất là nhiều nhưng mà không thấy trong kinh luật luận nào nói rằng sau 8 giờ tối là không được tụng kinh, không được lên hương, vì lên hương sợ ma vào nhà, vân vân. Chúng ta biết là chư tăng của Phật giáo Việt Nam chúng ta, đặc biệt ở phía Bắc này có một cái khóa lễ đó là khóa lễ gì lâm thụy khóa lễ lâm thụy được chư tăng tất cả các hạ trường ở phía bắc chúng ta bây giờ vẫn duy trì và tu tập đó vào cái thời khóa vào lúc 9 giờ đêm lâm thụy à, bài lâm thụy là gì? nhật sắc một thời lâm dạ sắc Khôn cù nhiệu nhiệu hữu trùng tăng đồ chi ngoại điểm tha gia trúc bất khẳng hồi nhiên phản kỷ, à, phản kỷ đăng vân vân và cho đến vào kệ niệm phật và niệm à, ba chàng à, phật hiệu sau đó tứ thánh hiệu bồ tát hồi hướng tam tự quy đấy là khóa tu khuya của chư tăng ở các hạ trường phía bắc chúng ta còn à, các thiền viện ở trung quốc và việt nam ngày xưa thì người ta còn có thời công phu khuya vào lúc khoảng độ một giờ đến hai giờ sáng nữa cơ ấy 11, 12 giờ mới được đi ngủ Vừa ngủ chợp mắt được một tí Một giờ là đã thức chúng Dậy đi ngồi thiền à, Ngồi thiền đến khoảng 3 giờ sáng Thì chợp mắt một tí đến 3 rưỡi, 4 giờ Lại dậy công thu khóa sáng Công thu khóa sáng tiếp Đấy là các chốn đại tổng lâm Các chốn thiền môn ngày xưa à, Các tổ, các cụ chế định Những cái thời khóa nó miên mật như thế mục đích là để cho hành giả tu hành không khởi à, lòng tham kể cả đó là tham ăn tham ngủ mà đây cụ thể là tham ngủ dành cái thời gian cho sự à, tu tập à, cầu đạo giải thoát mong được à, giác ngộ ngay trong đời này khỏi phải tái sinh à, trở lại ở đời sau nữa cho nên à, phật tử này à, nói rằng à, có người bảo rằng à, sau tám giờ không được tụng kinh vì uh, nếu tùng kinh tháp hương thì ma vào nhà cái này không có lý ai nói như vậy toàn là lời xàm ngôn cái lời đó là cái lời không có căn cứ và tam tạng thánh điển của Đức Phật không đáng tin cậy và tất cả các phật tử chúng ta nếu ban ngày sáng chiều mà chúng ta bận công việc uh, công ty công việc cơ quan công việc gia đình mà phải đến tám giờ chín giờ chúng ta mới uh, Ăn cơm mới dọn dẹp xong, công việc gia đình mới xong. Thì chúng ta lên một thời khóa, 8 giờ, 9 giờ, thậm chí 10 giờ cũng được. Nhưng miễn làm sao lúc đó chúng ta chuông mõ khánh thì nhẹ nhàng, đừng phát ra tiếng to quá làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của hàng xóm và của người thân trong gia đình chúng ta. Đấy, khéo léo ở cái chỗ đó là được. Chứ còn không có chuyện mà 8 giờ tối ở tháp hương ma vào nhà. Khẳng định với các quý vị tam tạng thánh điển Phật không dạy như thế tổ không giảng như thế cho nên chắc chắn điều đó là gì là phi pháp phi luật phi phật sở chế các quý vị còn ý thứ hai phật tử này hỏi uh, rằng uh, trên ban thờ gia tiên có thờ năm uh, chén nước như ở trong uh, kinh phật lại bảo là bảy uh, thời bảy chén thì như vậy có phải thêm không cái điều này cũng không quan trọng các quý vị thường thường là các cụ chúng ta ngày xưa là ba chén năm chén bảy chén đều được cả thậm chí là gì là một chén cũng được Nên thường ngày xưa các cụ là thờ lẻ chứ không thờ chẵn một ba năm hoặc bảy vân vân đó thì các quý vị cũng à, biết cái điều đó cũng không nặng nề là cứ phải là đủ bảy năm cũng được rồi mà ban thờ mà chật đó thì cũng không cứ là phải năm ba cũng được rồi bây giờ ban thờ ở chung cư nó bé thì tí có mấy chục phân năm sáu chục phân đó rộng khoảng 40 phân, dài khoảng 60 phân hoặc 80 phân, bát hương rồi mâm bồng rồi đổ lễ hết rồi thì chỉ cần một chén cũng được. Đấy, cái này nó là gì? Ở cái thành tâm ở cái tâm thành của chúng ta đối với đối với thần linh gia tiên à, của gia đình chúng ta thờ phụng thôi hay là đối với tam bảo đối với chư Phật Bồ Tát mà chúng ta thờ phụng ở trong tư gia thôi. Không nhất định là cứ phải từng ấy chén mới là đúng. Còn không đủ từng ấy chén là thì là sai nhưng mà theo quan quan niệm của các tổ với các cụ ngày xưa dạy là là cứ lẻ một ba năm hoặc bảy chứ không thở hai không thở bốn không thở sáu từ xưa là thường thì thầy đi thị giả các uh, tổ các hòa thượng mà đặc biệt cũng may mắn là thầy ngày xưa là đi học là được gần các cụ hòa thượng lớn như là đức đệ tam pháp chủ này rồi hòa thượng hội xá này hòa thượng uh, hà vĩ này hòa thượng uh, chùa hương này rồi hòa thượng uh, thanh tứ này rồi uh, một số các hòa thượng lớn ở trong miền nam ra giảng cái lớp học viện nữa cho nên được gần gũi ấy, các cụ các thầy những cái bậc uh, long tượng ở trong phật pháp uh, Việt, phật giáo việt nam chúng ta uh, vài chục năm uh, trở lại đây uh, gần gũi các cụ như thế thì thấy là cũng học hỏi được uh, rất là nhiều từ nơi uh, các bậc tôn túc trường lão ấy và đặc biệt là cũng hay đi thị giả các cụ cho nên cái này thì Phật à, tử cũng không quá nặng nề về cái chuyện là năm hay là bảy năm à, cũng được rồi à, ban thờ mà 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 bé bé sinh sinh vừa năm chén là được thì để năm thôi không cứ là phải để bảy thậm chí để ba cũng được à, trừ trường hợp khi nào chúng ta lập đàn ấy bây giờ chúng ta lập đàn địa tạng hay là lập đàn quan âm hay là đàn phổ môn hay là đàn đàn địa tạng đàn phổ môn, đàn dược sư, à, thì khi đó chúng ta mới phải để cho nó đủ vào bảy đó, để đủ vào bảy. Ví dụ bảy cái đèn, bảy chén nước, bảy hàng hoa quả, vân vân. À, chúng ta để như thế thì lập đàn đấy như vậy. Còn bình thường thì thành tâm ba năm bảy đều được cả. À, một phật tử nữa hỏi. Kính Bạch Thầy, con đã được tham dự hai Pháp hội ở Chùa Khai Nguyên. Con rất cảm động về cách sống, làm việc và công đức thuyết Pháp của Thầy. Con đã kể cho nhiều người nghe về Thầy. Con biết Thầy có nhiều việc bận, nhưng xin Thầy cho con ít phút. <laughs> nhưng xin Thầy cho con ít phút quý báu để giải đáp cho con con bị bệnh tiểu đường lúc nào cũng cảm thấy trong người mệt mỏi con muốn hỏi thầy có cách nào để có thể đẩy lùi bệnh tật để con có sức khỏe tốt hơn để tu tập và làm việc không ạ à? à xin thưa các quý vị đức phật nói là có thân là có bệnh và có khổ rồi không bệnh nhiều thì bệnh ít không bệnh này thì bệnh nọ hán hiếu lắm mới có người từ khi sinh ra cho đến lúc nằm xuống là không bệnh tật gì hoặc là rất ít bệnh tật ít lắm cái trường hợp như thế là phúc báo họ là phải lớn lắm chúng ta sống trong cái giai đoạn là lịch sử cả thế giới lao đầu vào làm ở kinh tế 4.0 5.0... À, vân vân thời đại công nghiệp phát triển kinh tế xã hội mà phát triển kinh tế xã hội thì đương nhiên là phải phá núi đào đất khai thác mỏ quặng vân vân chặt cây phá rừng ngăn sông đắp suối làm cho thiên nhiên môi trường sống chung quanh của chúng ta nó thay đổi một cách là khủng khiếp cho nên môi trường thì ô nhiễm hiệu ứng nhà kính vân vân hà nội của chúng ta thủ đô của việt nam chúng ta chúng ta nhìn bằng mắt thường thì thấy ngoan lành thế này thôi các quý vị nhưng mà các nhà khoa học họ dùng bằng các biện pháp khoa học của họ đo họ thấy là hà nội chúng ta lọt vào top đầu của các quốc gia ô nhiễm môi trường trên thế giới các vị không tin cái nhà chúng ta đi ba ngày về mà xem cái cửa sổ mà chúng ta quên đóng á bụi bay trong nhà gì Đầy. mặc dù ở là con phố đông đúc con phố ngon lành có thể là phố ba đình ấy ở trong ba đình đấy trong quận ba đình ấy nhưng mà bụi vẫn đầy. bụi về bụi về khí thải ô tô xe máy bụi về các công trình uh, xây dựng chung quanh các quận huyện uh, uh, quanh Ba Đình nó bốc lên rồi nó gió nó đưa vào vân vân đủ các thứ hết uh, cho nên uh, vì uh, ô nhiễm không khí ô nhiễm môi trường như vậy cộng thêm về gì ô nhiễm về các thức ăn mà chúng ta ăn uống hàng hàng ngày đủ các loại uh, hóa chất uh, tẩm xấy ở trong các loại thức ăn của chúng ta bây giờ chính vì vậy mà Bây giờ mà kiếm được con người mà từ khi sinh ra cho đến năm sáu bảy mươi tuổi không có bệnh gì là khó vô cùng các quý vị. Nó cũng là cái cộng nghiệp của nhân loại chúng ta. Chúng ta tham về kinh tế thì chúng ta phải trả giá về về sức khỏe cộng đồng thôi. Không có gì khác. Cho nên cái chuyện là ốm đau bệnh tật, xin thưa các quý vị nó là chuyện bình thường rồi Đấy, thầy hôm qua tự nhiên là đến trưa hôm qua thì người nó khó chịu phải đi cạo gió suốt cái chiều hôm qua rồi sáng nay nay mới lên ngồi được đây không khí đi đưa mấy bác thợ đi lên trên tầng 5, tầng 9, tầng 10 đi một vòng để chỉ đạo các công việc xuống rồi bắt đầu nghe nó khác ngay rồi. chắc là hôm qua đông người lên đó mà trên đó đang làm nó bụi quá nó không thoát hết ra được sức khỏe mình kém là mình hít vào những cái bụi bẩn, những cái ở trong đó thì có cả những cái bụi sợi thủy tinh như thợ đang làm, hít vào mình yếu là mình mệt thôi. Thế cho nên cái chuyện là sức khỏe à, chúng ta đừng có đòi hỏi là tại sao con tụng kinh Phật, con học Phật mà con cứ ốm. Tức Phật nói có thân, có già, có bệnh, có chết mình tụng kinh phật không phải là không bệnh tụng kinh phật không phải không chết điều quan trọng ở các phật tử những hành giả tu hành của chúng ta chúng ta học phật tu phật chúng ta có thân bệnh nhưng mà tâm chúng ta không bệnh thân bệnh mà chúng ta không lo lắng không sợ sệt không sợ chết chúng ta sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào à, còn sống thì làm phật sự còn sống thì à, tiếp tục tu hành chết thì chúng ta về tây phương luôn luôn có một cái à, tâm niệm như thế thì chúng ta thấy nhẹ nhàng chúng ta không có lo lắng gì cả nếu được về tây phương á, chúng ta được thân kim cương na la diên bền chắc thọ lượng vô lượng vô biên như đức phật a di đà gọi là vô lượng thọ công đức phúc báo á, trang nghiêm thanh tịnh thân thể đẹp đẽ do công đức á, mà từ hoa sen hóa sinh ra không phải bị cái cảnh sinh già bệnh chết như thế gian chúng ta này nữa thì tội gì chúng ta không tu không cầu để được vãng sinh tây phương nói thế nhưng mà phật tử này nói rằng à, bị bệnh phật tử này à, à, bị bệnh cho nên là muốn là chỉ cho cái phương pháp để tu tập làm sao để cho nó có sức khỏe để còn làm công việc gia đình cũng như là À, tu tập đỡ mệt mỏi để à, tu tập thì à, cái bệnh tiểu đường này á à, thực sự là cũng có nhiều người đi bệnh viện khám bác sĩ bác sĩ họ okay, kê đơn thuốc cho cũng có người khỏi nhưng cũng khá nhiều người không khỏi nó cứ tái đi tái lại vì cái bộ phận trong cơ thể của chúng ta nó bị hỏng cho nên nó mới sinh ra như vậy có người bảo là ăn đường thì nó sinh ra tiểu đường không phải đâu thầy cũng gần mấy cụ rất là giỏi về thuốc về nghiên cứu về thuốc các cụ nói không phải là ăn đường mà nó sinh ra bệnh tiểu đường ăn cơm ăn các thứ bình thường của chúng ta ăn chất béo đó mà nó cũng sinh ra bệnh tiểu đường thì thân thể của chúng ta nó không cân bằng cái chức năng ở trong gan trong thận của chúng ta nó mất một cái chức năng nào đó cho nên nó không cân bằng vậy nó sinh ra cái đó. Thế có một cụ cụ cũng dạy cái phương pháp là chữa bệnh tiểu đường ấy cứ hàng ngày chúng ta uống cái chai nước la vi nước trắng chúng ta này này đun sôi lên để nguội hoặc là nước la vi tiệt trùng đó chúng ta cho mấy hạt muối vào. nó hơi đậm đậm một chút cho vào khuấy lên là uống cả ngày như thế thế dần dần cái bệnh tiểu đường nó cũng thuyên giảm à, bệnh tiểu đường nó thuyên giảm đấy là một à, cụ thầy thuốc hơn trăm tuổi cụ à, ra đây mấy lần cụ hướng dẫn mà cũng có một vài phật tử họ à, đi theo đoàn của cụ họ đến họ nói rằng à, họ nhờ cái uống như thế mà họ khỏi đấy đấy là cứ một cái phương, phương pháp mà thầy biết được cái phương pháp thứ hai đó là cách đây tháng hơn tháng thì các phật tử nhà mình có người đi vào trong miền nam nghe cái thông tin là cái củ bạc hà với cái lá đu đủ uống nó cũng chữa được rất nhiều căn bệnh có những căn bệnh quái ác như căn bệnh ung thư à, nhiều người cũng khỏi thế các phật tử đi vào kia về thì xin được cái công thức uống và các cụ các thầy các cư sĩ ở trong uh, miền nam các vị uh, cũng hoan hỉ cho công thức uống thì về uh, nhiều người uống cũng đã đỡ và đã khỏi rất nhiều đặc biệt là như bệnh xương khớp bệnh trĩ à có người tiểu đường cũng khỏi có người uống tiểu đường uh, nửa tháng một tháng là đi đo lại nó bình thường rồi đi khám khám lại nó lại nó xuống cái mức là bình thường rồi bệnh gút cũng khỏi đấy nó nhiều cái hay thế nó rất là đơn giản có hai cái loại thôi mà bệnh gút cũng khỏi có cái chú uh, giáo viên cũng quen thầy ở dưới hà nội vì bệnh gút mà đêm đau có không ngủ được thậm chí là còn khóc vợ bảo con không ngờ chồng của con nó yếu đuối như thế thế thầy mới bảo là làm sao mà bảo bảo là chồng yếu đuối và nó nhà con nó đau chân mà tối nó khóc như là trẻ con ấy. khóc nỉ khóc non mà là con không ngủ được <laughs> thế thầy mới bảo là cô chưa biết cái người bị đau hút nó đau đến mức độ nào đâu bị cái bệnh hút đó thầy ngày xưa ông tiếp xúc với mấy bác doanh nghiệp với mấy bác lãnh đạo á kiểu như là hay đi tiếp khách nhiều ăn uống nhiều cho nên nó thừa chất đạm trong người á nó bị bệnh hút cho nên nó sưng nó nứt nẻ chân lên các bác bảo đêm lại mà nó đau đặc biệt là mùa đông nó đau đau là không thể nào mà chịu được nó đau nó từng cái cơn nó cắn nó rất nó rỉa như là lấy từng cái cái dao cùn để xẻo thịt mình ấy cái dao sắc xẻo thịt thì nó, nó đau nó, nó mát đi một cái là nó mới đau còn dao cùn và xẻo thịt nó cứ thế là nó cứa 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 cứ mà nó như cắn như rỉa như rút như rỉa ấy. đau vô cùng thế thầy mới bảo cô đấy người ta đau thì người ta khóc tí thì có sao và nhưng mà có con nhỏ con đã khóc rồi chồng cũng khóc À đây đây hai bố con nó khóc thì thầy bảo đấy lộn đến cả ruột ra ban ngày thì đi làm cả ngày chiều về tối về thì thổi cơm à, cho ăn ăn xong rồi đến đêm vào lại thì, thì chồng khóc con khóc à, khổ lắm thế thầy bảo là gì sinh ra làm kiếp gì má hồng là như thế đấy à, đi lấy chồng thì may mắn gặp vào cái người chồng mà chính nhân quân tử mà à, đầu đội trời chân đạp đất đó thì vợ được nhờ cái ông chồng mà nó mềm mềm yếu yếu nó nó, nó 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 hơi một tí là nó làm núng vợ núng con thì người phụ nữ thì khổ ấy thế thầy bảo thôi nhưng chắc chú ấy đau quá thế lấy cái thử cái thuốc đó cụ bạc hà về chú ấy uống xem vì một số người ở trong miền nam họ uống là bảo khỏi thế uống mới có tuần thế là nó hết đau khoảng độ hơn chục ngày thế là gọi điện cho thầy cảm ơn rối rít đó bảo ôi rồi bạch thầy thuốc nhà Phật màu nhiệm quá. <laughs> thế là khỏi hơn chục ngày thế khỏi không đau nữa đi làm bình thường mà nó hết sưng rồi hết đau hết tấy hết sưng hết đau à, cái này thì không phải bây giờ thì cái cái củ bạc hà này mới chữa bệnh hút đâu qua cái tìm hiểu thì tôi mới thấy là ở miền bắc chúng ta hàng chục năm trước hơn chục năm trước ở các cụ ở trong quê với các cụ ở trên người giao trên ba vì ấy họ đã đi lấy củ bạc hà phơi khô sắc hạ thổ để à, cho những người bị bệnh hút uống rồi họ đã khỏi rồi đấy cũng là một cái phương pháp nhưng bây giờ thì mình uống tươi thì nó sẽ tốt hơn nếu uống tươi thì nó lại phải đun đúng liều lượng và đúng cách đun không có lại bị ngứa thế cho nên phật tử này bị bệnh tiểu đường này ở những người bị bệnh tiểu đường này, đặc biệt bệnh xương khớp mà bệnh trĩ là nhanh nhất. Vừa qua ba bốn người bệnh trĩ uống chỉ có tuần hơn tuần nữa là khỏi. Mà trước đấy thì bị hai ba chục năm rồi. Đi viện nó không khỏi, cắt rồi nó lại thì nó lại bị tiếp. Thế là uống vào là tuần hơn tuần hai tuần thì nó khỏi rồi. Đấy. Mà bệnh ung thư không có vài người thông báo là khỏi rồi. Vài người đại đa số là đã đỡ nhiều ở đây đang có ai uống mà đã khỏi hoặc đã đỡ nhiều chứ giơ tay xem nào trong hội trường giơ cao lên cao lên à, vẫy vẫy cái tay ra là thế xem nào, nào? cũng khá nhiều người đỡ và khỏi bệnh đúng không và có thể là ngày cuối cùng chúng ta làm một cái chương trình thôi không phải phật pháp nhiệm màu đâu gọi lên và phỏng vấn luôn tại chỗ cho nó nhanh để cho một số phật tử họ cũng có cái niềm tin họ uống cho khỏi bệnh có sức khỏe cho tốt thì cũng phải nói là đây cũng là một cái nhân duyên đặc biệt mà phật pháp các ngài cũng gia trì cho ở đấy trường hợp phật tử này thì khuyên như thế kết hợp thêm kết hợp thêm là chịu khó tụng kinh niệm phật chỉ chú ngồi thiền vân vân tùy theo có duyên pháp nào tu pháp đó để cho nó tiêu nghiệp đi và học lễ phật y học được nữa thì càng tốt hoặc là vẩy tay dịch cân kinh đó để làm sao để cho nó cân bằng cái khí huyết trong cơ thể của mình những cái tuyến mồ hôi những cái chất độc trong cơ thể nó ra theo cái tuyến mồ hôi nó ra sạch đi mỗi lần dịch cân kinh hoặc là lễ phật y học đó thì nó ra mồ hôi thì chúng ta tắm bằng nước nóng hoặc lấy nước nóng mà lau sạch sẽ đi thì nó sẽ tốt cho sức khỏe rồi đấy mỗi thứ một tí vừa uống thuốc vừa tụng kinh niệm phật vừa là chịu khó thể dục thể thao các cụ già rồi không chạy được như thanh niên như phụ nữ như người trẻ ngoài đường nữa thì tốt nhất chúng ta vừa à, tu vừa gì thể dục dịch cân kinh thì thể soạn ra cái bài dịch cân kinh vừa vừa thể dục dịch cân kinh vừa niệm a di đà phật lễ phật y học cũng thế vừa lễ phật y học lại vừa niệm a di đà phật cho nên một công đôi việc vừa được cho sức khỏe vừa được công đức tu hành cái tội gì các hành giả phật tử chúng ta không thực hành đó à, về câu hỏi phật tử đấy Thế xin trả lời như thế một phật tử nữa hỏi Nam Mô A Di Đà Phật kính bài trời hoan hỉ bố thí cho con xin hỏi ạ con là Nguyễn Thị Sáu ở Thái Bình con làm tiền vàng tức vàng mã để xuất khẩu sang Đài Loan. Như vậy con có bị tổn phúc hay quả báo gì không ạ? À? Con nghe nhiều thầy giảng làm vàng mã sẽ bị nghiệp rất nặng. Không chỉ đời này mà con cháu cũng bị ảnh hưởng. Kính mong thầy giải đáp cho con được hiểu. Con xin tri ân công đức thầy ạ. À. Con nam mô A Di Đà Phật. À, xin thưa các quý vị thầy nhớ là ngày xưa thầy còn đang đi học ngồi ở trên học viện phật giáo việt nam tại hà nội thầy có đọc thêm một cái quyển sách nói về cái nghiệp làm vàng mã mà trong đấy nói rất rõ là dẫn chứng cái đức quán thế âm ngài thị hiện và ngài nói rằng có mấy cái tội những người tạo tội thậm chí là tạo tội uh, tứ trọng ngũ nghịch thập ác đủ duyên bồ tát uh, quan thế vẫn có thể cứu được thoát nạn nhưng uh, có mấy cái tội uh, ngài không thể cứu được xin uh, liệt kê ra đây là chúng ta suy nghĩ cái tội thứ nhất là cái tội những người làm mắm những người làm mắm ấy làm mắm tôm ấy mắm ngày xưa làm làm nghề mắm tôm mắm uh, nước mắm các thứ gì đấy vân vân và lúc đầu đọc ấy, thì thầy cũng chưa hiểu sâu thì cái tại sao cái tội người làm mắm làm nước mắm mà họ làm sao mà lại tội đức quan âm không thể cứu được sau khi đọc vào cái phần giảng giải ấy, thì mới thấy là gì họ là cái phần giảng giải mới nói là những người làm mắm làm mắm tôm ấy làm nước mắm ấy là tất cả những cái con cá con cua con tôm con ốc con ếch vân vân họ đánh ở ngoài biển về không biết là bao nhiêu tấn bao nhiêu chục tấn bao nhiêu trăm tấn bao nhiêu nghìn tấn càng làm lớn thì giết hại sinh linh càng càng nhiều tất tần tật họ về họ đem họ cho vào những cái bể đó họ cho vào đấy hết vào đấy bắt đầu cái thân những con tôm con cá cua ốc ếch vân vân tất tần tật đó nó thối rữa ra rồi nó đục đầy ở trên đó sau đó thì người ta mới rồi chắt lọc lấy cái Nước giống như mình nấu rượu á các quý vị Đấy Thế là ra nước mắm Ra mắm Hay là nghề làm mắm tôm cũng thế Thế thôi Tất cả những cái con vật giết rồi cho vào đây Cho nó thối lên Vài tháng, ba tháng, sáu tháng, thậm chí cả năm Thối lên Ăn à. Chính vì á Tàn sát không biết bao nhiêu các loài thủy tộc Các loài chúng sinh nhỏ bé yếu thế Chính vì vậy mà những nỗi oan khuất ấy Những oan gia trái chủ ấy Nó dâng biểu nó gì Nó kiện lên Diêm Vương Thậm chí là nó kiện lên cả gì Đức Phật luôn đấy, Đệ tử của của Ngài Giết chúng tôi không gì Không một chút thương tiếc Làm sao mà có thể Để các vị thành Bồ Tát thành Thánh Tăng thành A-La-Hán thành Bích Chi Phật được Làm sao để các vị về Tây Phương Cực Lạc được khi vị đó thì các vị đó còn uh, nợ mạng chúng con uh, rất nhiều cho nên uh, các phật tử chúng ta đức phật uh, trong ba mươi bảy phẩm trợ uh, đạo thì uh, có cái pháp bát chính đạo trong bát chính đạo thì uh, có một uh, uh, cái chính đó là gì đó là chính nghiệp tức là nghề nghiệp sinh sống phải chân gì chân chính đó cho nên những nghề nghiệp mà các phật tử chúng ta chọn để làm nên làm những nghề nghiệp chân chính không tổn hại đến mạng sống của chúng sinh không lừa gạt gian dối nhân loại làm đồ mã là đồ giả mà đồ mã là đồ giả làm mắm là gì là cực ác nghề làm mắm là cực ác ấy có mấy cái nghề, nghề thứ nhất là gì, nghề làm mắm, vì nó cực ác. Nghề thứ hai Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nói chính là nghề buôn bán quan tài. Hay nó là có cả nghề buôn bán quan tài. Nhưng bây giờ chúng ta là buôn bán quan tài chúng ta phải phân ra hai loại. Một loại là buôn bán quan tài là gì? Là vô tư. À, ngày nào có người không may họ mất thì chúng tôi mình đem mình bán thì không sao nhưng các cụ các phật tử chúng ta biết mà ấy bán còn được hai ba ngày mà không bán được cái nào thì uh, sốt ruột còn gì nữa đúng không cửa hàng thì đi thuê nhân viên khi uh, phải trả lương hai ba ngày đến tuần trả uh, bán được cái nào thì đương nhiên là cái tâm nó khởi lên đi ra đi vào đá thúng đụng mía làm sao cả cái xóm này cả cái phố này mà cả tháng nay hay cả tuần nay chẳng có đứa nào chết <laughs> cả tuần hay chẳng có đứa nào chết thì bà thì bà sống bằng cái gì á à, bà sống bằng cái gì cho nên là trong tâm là khởi ra gì ngày nào cũng phải muốn bán được vài gì vài bộ quan tài mà một khởi ra cái tâm ngày nào cũng muốn bán bán được vài bộ quan tài trong khu phố của mình trong xã của mình thì đồng nghĩa là ngày nào chúng ta cũng mong cho có người có người chết đó là khởi ác gì ác tâm ác tính, ác hạnh, ác duyên. Chính vì vậy mà cái tâm ác dần dần nó từ đó nó lớn lên, nó trưởng thành và nó đi vào con đường, con đường ma sự. Chính vì vậy mà chúng ta thấy Đức Quán Thế Bồ Tát Ngài bảo rằng hạng người thứ hai mắc tội Ngài khó thể cứu được Đó là chính là nghề buôn bán là quan tài nói vậy thôi ở đây nếu trong hội trường này hay trong phật tử ấy, những người mà nghe giảng mà nhà mình đang buôn bán quan tài thì cũng phải xem xét nếu nhà mình không mong với cái mục đích là phục vụ à thôi cả tháng không có người mất thì càng tốt trong khu phố của mình trong xã của mình cả tháng hoặc là hai ba tháng mà không có ai mất thì à, có nghĩa là nhân dân đang được bình yên càng tốt có người mất họ đến họ mua thì chúng ta gì Chúng ta bán cho họ bằng cái khởi cái tâm mà từ bi thương xót, khổ thân ông ấy, khổ thân bà ấy, à, khổ thân anh ấy, chị ấy còn trẻ như thế mà không may bị bệnh hiểm nghèo hoặc bị tai nạn hay bị gì đó mà gì? qua đời thật là gì? thật là đáng thương xót thay. Cầu nguyện Tam Bảo chư Phật Bồ Tát gia trì cho cứu độ cho cho thần thức của họ sớm được sinh về cõi cõi lành. À, bán hàng như thế thì không sao. À, nhưng chúng ta biết rằng đấy để mà làm được như thế thì không phải là đơn đơn giản đối với người người buôn bán chúng ta đấy nó nhiều thứ cho nên là lựa chọn cái nghề nghiệp để làm ăn cũng phải à, suy nghĩ cho nó kỹ vậy đó là cái à, thứ hai cái thứ ba cái thứ ba mà thầy đọc trong đó thì thấy là đức quan thế Bồ tát ngài dạy rằng cái nghề thứ ba mà ngài không thể cứu độ được đó chính là làm người hạng mã Vì sao mà bảo là không thì cứu độ được Vì Lừa Thần dối quỷ Lừa thần dối quỷ Lừa thần dối quỷ lừa gì Lừa cả nhân gian Khiến cho cả nhân gian là gì Phần lớn là mê mờ Khiến cả nhân gian là mê mờ bây giờ chúng ta thấy có những cái đám ma có những cái đám dỗ, có những đám cúng thất thất trai tuần có những đám cúng ba năm bốn chín có những cái lễ vô lan ở trong chùa một số các quý thầy không hiểu thì kiểu gì mà đốt vàng mã ghê lắm phật tử cũng đốt vàng mã ghê lắm chúng tôi biết là có những ngôi chùa cứ mỗi một vong là một bộ quần áo nữ thì thêm à, nón nam thì thêm mũ rồi thậm chí gia đình nào có điều kiện thì mỗi vong một cái gì một cái xe may bách hay là một cái xe uh, 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 ô tô thậm chí là gì? mấy năm trước tôi còn uh, đang đi học á hơn hơn hai chục năm trước đang đi học á. đến có một cái đám dự một cái đám một cái chùa các cụ đốt cho thì mỗi cụ một cái Boeing 747 à. Thế tôi mới trêu uh, với mấy thầy cùng học là chả biết ngày xưa các cụ ấy còn sống đã được đi uh, máy bay lần nào chưa nhỉ? Thế bảo chả biết. Bà thấy mình mà bảo bây giờ con cháu đốt bốn yên 747 xuống thế thì các cụ đi làm sao? Các cụ trong cái cả đời các cụ có lúc còn sống có được đi đi máy bay bao giờ chưa? Bây giờ đem uh, cúng cái máy bay cho các cụ xuống thế các cụ làm kiểu gì mà lái được? À mà nuôi uh, lái máy bay thì phải là gì? đại gia mới nuôi được, mới nuôi được máy bay. Chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta mấy năm trước có mấy uh, ông bầu uh, lớn, mấy đại gia lớn mua máy bay nhưng dần dần bán gần hết rồi. Vì sao? Phải thuê bến bãi, thuê uh, phi công, thuê đủ các thứ mỗi một tháng như vậy nó hàng phải thuê nó phải chi hàng tỷ cho gì vài tỷ cho cái máy bay ấy. Cuộc sống các cụ lúc còn sống á một lần cưỡi máy bay đi máy bay từ đây vào thành phố hồ chí minh chưa chắc đã được đi bây giờ đùng một cái đúng là giàu lên một cách gọi là bất ngờ nó bỏ ra vài triệu nó mua một cái boeing 747 nó bảy nó, nó nó đốt nó hóa và nó dâng cho các cụ các cụ ở dưới có sướng không chắc chắn không một số những vị theo cái tín ngưỡng dân gian họ nói là đốt vàng mã ở dưới kia nhận được cứ đốt là dưới kia nhận được và nói rằng đấy có cái vong linh nó nhập vào cái bà đồng ấy nó kêu là ở dưới kia không có tiền tiêu cho nên đốt xong một cái ở dưới thì cười khinh khách ra bảo là từ giờ trở đi là gì là không thiếu thốn gì nữa và còn dặn là mỗi năm là gì? nên đốt cho cho các cụ một lần như thế vân vân chính vì xuất phát từ những cái mê lầm như vậy, cho nên chúng ta thấy nhà nước chúng ta chính phủ chúng ta mấy năm trước về bộ văn hóa cũng có cái 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 chỉ đạo cấm đốt vàng mã trong các khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia văn hóa cấp tỉnh trong đó có đền chùa miếu mạo vì nó làm ô nhiễm vào môi trường nó gây tốn kém tiền của trong nhân dân mà là cái nguy cơ hỏa hoạn là rất là cao đặc biệt những ngôi chùa cổ thì thường hay làm bằng gỗ mà làm gỗ mà đốt như thế về nguy cơ hỏa hoạn rất cao các quý vị rồi mấy năm trước có trường hợp là đốt vàng mã ở nhà cũng làm cháy cả cái cháy cả mấy cái nhà bên cạnh nữa vì nhà liền kề với nhau nó cháy nhà này lan sang nhà kia ở hà nội chúng ta chứ ở đâu thành phố hồ chí minh cũng có một vài trường hợp rồi mấy năm trước báo chí đang ngầm lên Cho nên cái đốt vàng mã xin thưa các vị nó không phải là văn hóa của Phật giáo Cũng không phải là văn hóa của Việt Nam chúng ta Cái khởi nguồn của đốt vàng mã này nó xuất phát từ ở thời nhà Nhà gì bên Trung Quốc nhỉ? Nhà Tần bên Trung Quốc Từ trước vua Tần Thủy Hoàng về trước Các vị vua, vị quan lại đầu chiều của Trung Quốc mà mất những người giàu có đại gia của trung quốc họ mất thì thường họ chôn theo gì tỷ thiếp thế chôn theo vợ chôn theo à, người hầu á nó, tội đó nó rất là ác vua chết thì các cung tần mỹ nữ phải đem chôn sống theo Và quan niệm là để hầu gì sống làm thê thiếp của vua thì à, vua chết thì cũng phải đi theo vua để hầu hạ cho nên chôn sống ác quá thế đến sang tới tần thì hoàng À, chúng ta biết Tần Thủy Hoàng là một vị vua rất là nổi tiếng của Trung Quốc Nhưng mà cũng cực kỳ độc ác Ông ấy rất là giỏi Ông ấy thống nhất được đất nước Trung Quốc rộng lớn Và đặc biệt chúng ta thấy cái di tích của ông bây giờ còn để lại đó chúng là gì Đó là cái, cái thành gì Trung Quốc nhỉ cái thành gì mà dài nhất thế giới bây giờ? Tường thành nhé, vạn lý trường, vạn lý trường thành. Ông là người có công xây dựng đặt nền tảng đầu tiên. Tất nhiên, á, một thời các thời vua chúa sau họ vừa tu bổ vừa xây thêm nó mới dài như thế. Nhưng mà ông là người đầu tiên đặt cái nền móng á, và xây dựng cái đó. Đến thời của ông ấy, thì thay đổi đi một chút. Đó chính là từ cái chỗ là tuấn táng các cung tần mỹ nữ đi theo vua thay vào đó là gì là nặn đất gì đất nung thành hình gì nặn hình nộm hình người đó thành cái lấy đất ngày xưa chưa có bê tông chưa có xi măng như bây giờ lấy đất đất sét đó trộn với gì với uh, cái uh, giấy hoặc là tải đay hoặc là cái giấy bản trộn với gì trộn với đường mía cái đường mía mình gọi là mật đó, cái mật nó 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 hơi đen đen đó trộn vào Đấy, thầy về cái chùa khai nguyên ngày xưa tượng phật khỏi đó tàn toàn bằng gì đất chấu với là cái vôi với cái đường mía về đất ấy, trộn với nhau nó rất là dẻo và thậm chí có khi nó còn tốt hơn là xi măng nữa và chúng ta thấy cái đội quân đất nung của tần thị hoàng ở bên trung quốc xem họ khảo cổ lên hàng nghìn năm nay hai nghìn năm nay mà nhiều pho tượng vẫn còn nguyên vẹn đấy thì sang thời tần tùy hoàng thì bắt đầu là không uh, tuấn táng này, các cung tần mỹ nữ theo vua nữa mà chuyển thành, thành đội quân đất nung ở trên uh, dương thế như thế nào thì ở dưới coi uh, âm nhà tần tùy hoàng cũng chuẩn bị cho mình uh, tất cả quan lại tất cả những uh, binh lính uh, rồi uh, hoàng hậu uh, thê tử vân vân uh, theo mình như thế với cái uh, suy nghĩ có thể là suy nghĩ là sau khi chết đi vua là một bậc thiên tử chết đi xuống cái âm phủ thì phải có người hầu hạ vân vân để tiếp tục làm vua suy nghĩ như thế con họ mới làm vậy và song song với cái giai đoạn đó ở thế gian những người nghèo thì không thể có tiền để bỏ tiền ra để nặn cái gì nặn cái hình đất nung bằng người như thế để cúng theo cho nên nó xuất phát từ hai mẹ con một là gia đình ông chồng làm nghề tiểu phu đi rừng đốn củi và hôm đó bị 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 ngã và bị chết ở trong rừng bà vợ thương chồng quá không biết làm thế nào cho nên mới nặn gì nặn mới mới dùng bằng cái hình thức là lúc đầu là nặn bằng cái cắt bằng cái mo cau lấy cái mo cau để cắt thành hình gì hợp vợ và con nhé cắt thành hình vợ và con để để cho à, để đem à, để bên cạnh vào cái quan tài để trong quan tài của của, của chồng ấy để chôn ý là gì là vợ và con được chôn theo chồng làm bầu bạn với chồng ở dưới quái cõi âm thế rồi thì à, đến ngày à, dỗ ba mươi bốn chín gì đó hay trăm ngày gì đó cái sách thì không nói rõ cái đó đến ngày dỗ đó thì à, lúc uh, chồng còn uh, còn khỏe á, thì chồng đi củi để nuôi uh, hai mẹ con bán củi để nuôi hai mẹ con bây giờ chồng chết rồi thì vợ thì chân níu tay mềm uh, từ trước chưa bao giờ đi lên rừng đốn củi để uh, bán cả thế bây giờ nuôi con bằng cách gì à, cho nên bà mới nghĩ ra một cái kế đó là gì đứa con nó cũng lớn lớn mấy tuổi rồi thế nghĩ là một cái kế cái kế đó là vào cái ngày rỗ hết của bố con đấy dạy cho con cái cách là gì đấy. hôm đó thì tự nhiên là đến ngày rỗ thì con thì con lên con khóc lóc con khóc lóc con làm ầm lên giả dạng như là bố con ấy và người hàng xóm và họ hàng đến dự cái rỗ hôm đó này là, là thấy lạ cái đứa trẻ như thế thì khóc lóc nó vừa trẻ mấy tuổi mà đã biết như thế kêu khóc lóc làm đúng như bố nó ngày xưa, thế bảo là ở dưới thì gì buồn lắm, có một mình buồn bã, à, vân vân, à, thiếu thốn mọi cái, vân vân. Thế bây giờ người vợ mới nói, chuẩn bị sẵn rồi, cho nên mới cắt cái gì cái giấy, cắt cái giấy tiền vàng với cắt cái giấy hình nhân thế mạng hai mẹ con thì mới đốt, đốt xuống kia, đốt một tí thì đốt xong rồi cái đứa trẻ kia là gì? nó cười nó vui vẻ và nó không khóc nó cười vui vẻ và nó bảo là vui vẻ rồi đã gặp được hai mẹ con rồi ở dưới kia đã nhận được những cái phần vật phẩm của hai mẹ con dâng cho rồi cho nên vui lắm à, bắt đầu từ đó cái tục đốt vàng mã của trung quốc bắt đầu xuất phát nguyên thủy từ đó các quý vị à, và bắt đầu từ đó hai mẹ con sống bằng cái nghề làm vàng làm vàng mã cho hàng xóm, à, đến lúc đó bắt đầu ở trong làng cứ nhà ai có người chết thì lại đến đặt cô ấy cô ấy làm vàng mã thế đương nhiên cô ấy có tiền để nuôi uh, nuôi con tục lệ từ đó việt nam chúng ta có thể là gì? do nghìn năm á uh, bắc thuộc cho nên cái văn hóa của trung quốc nó xâm nhập vào việt nam chúng ta và việt nam chúng ta um, cũng uh, tiếp thu những cái uh, tin ngưỡng của họ và cái tục vàng mã thì nó cũng bắt đầu ở từ đó các vị. Còn trong Phật giáo chúng ta không có đốt vàng mã, Phật giáo không đốt vàng mã. Đấy thì cũng nói như vậy để chúng ta cũng biết được thêm. Vì vậy phật tử này bảo làm vàng mã này thì để xuất khẩu đi Đài Loan, hỏi có tội không? Có tội hay không thì thầy không dám khẳng định là có tội hay không. Vị cứ lên trên tam bảo mà hỏi Phật tổ xem có tội hay không nên <laughs> ta bảo hỏi Phật tổ có tội hay không bây giờ thầy bảo tội thì cũng khó lấy gì để chứng minh bây giờ thầy bảo không có tội thì cũng khó như vậy là thầy lại nói trái với lời Phật dạy lời Bồ Tát quan tâm dạy mà ngày xưa thầy được học được đọc được biết cho nên nay xin kể ra câu chuyện đó để cho Phật tử này gì tự suy nghĩ đi còn thầy cũng không dám nói là Phật tử làm như thế là có tội cũng không dám khuyên phật tử này cứ thế mà làm mà tiếp đi để mà lấy tiền mà nuôi con cái nuôi gia đình mà làm giàu vân vân nếu thầy khuyên như thế là trái với lời Phật ý tổ trái với cái thuần mong phong mỹ tục của Phật giáo chúng ta vì Phật giáo chúng ta nói thật vì không có đốt những cái đó Đấy, cái dân gian thôi cái tín ngưỡng dân gian xuất phát như thầy nói là xuất phát từ Trung Quốc như thế thôi đó, cho nên cái trường hợp này thì thầy cũng đưa ra cái dữ liệu, cái câu chuyện như thế và phật tử này và những ai có bất cứ những ai đang làm cái nghề vàng mã hoặc những cái nghề tương tự như thế thì phải suy nghĩ ví dụ làm mắm này, bán quan tài này, buôn bán quan tài và làm nghề vàng mã này nên suy nghĩ Đó. A Di Đà Phật kính bạch thầy. Do con đi làm về muộn nên đến 8 giờ tối con mới có thể tụng kinh. Nhưng có người nói với con, từ 8 giờ tối trở đi, không được thắp hương vì ma vào nhà. <laughs> 8 giờ tối thắp hương ma vào nhà, không phải ai nói cái này. <laughs> à, như vậy có phải không thầy? À, bàn thờ tổ tiên nhà con thờ năm chén nước, nhưng con thấy trong kinh nói là thời bảy chén. À, con có phải thay đổi không ạ à? con kính mong thầy hoan hỉ giải đáp giúp con à, một phật tử gửi câu hỏi có hai ý ý thứ nhất đó, là hỏi rằng tám giờ tối thì không được tụng kinh nữa vì lúc đó tụng kinh mà lên hương thắp hương thì ma nó vào nhà cái này thầy chưa thấy ở trong kinh sách nào nói như thế chưa thấy lời Phật dạy lời tổ giảng nào như thế cho nên chắc chắn cái này cũng chỉ là cái người thế gian chúng ta gọi là đồn thổi truyền miệng với nhau mà thôi nếu không phải là lời phật lời bồ tát lời thánh tăng lời tổ sư lời chư vị cao tăng thạc đức các ngài hướng dẫn và chỉ dạy thì chúng ta cũng không nên tin tưởng lắm vì thế gian pháp thì hôm nay đúng mai có thể sai chỗ này đúng chỗ kia có thể sai tất cả các kinh điển của đức phật ở trong luận tạng luật tạng nói đúng hơn là cả trong tam tạng thánh điển thầy cũng chịu khó đọc sách và nghiên cứu rất là nhiều nhưng mà không thấy trong kinh luật luận nào nói rằng sau 8 giờ tối là không được tụng kinh không được lên hương vì lên hương sợ ma vào nhà vân vân chúng ta biết là chư tăng của phật giáo việt nam chúng ta đặc biệt ở phía bắc này có một cái khóa lễ đó là khóa lễ gì lâm thụy khóa lễ lâm thụy được chư tăng ạ Tất cả các hạ trường ở phía Bắc chúng ta bây giờ vẫn duy trì Và tu tập Đó vào cái thời khóa vào lúc 9 giờ đêm Lâm Thụy à, Bài Lâm Thụy này. Nhật sắc một thời lâm dạ sắc hôn củ nhiệu nhiệu hữu trùng tăng Đồ chi ngoại điểm tha gia trúc Bất khẳng hồi nhiên phản kỷ, à, phản kỷ đăng Vân vân và cho đến vào kệ niệm Phật và niệm à, ba chàng Phật hiệu sau đó tứ thánh hiệu Bồ Tát hồi hướng tam tự quy đây là khóa tu khuya của chư tăng ở các hạ trường phía bắc chúng ta còn các thiền viện ở Trung Quốc và Việt Nam ngày xưa thì người ta còn có thời công phu khuya vào lúc khoảng độ 1 giờ đến 2 giờ sáng nữa cơ. Ấy 11, 12 giờ mới được đi ngủ. Vừa ngủ chợp mắt được một tí 1 giờ là đã thức chúng. Dậy đi ngồi thiền. À, ngồi thiền đến uh, khoảng ba uh, giờ sáng thì uh, chợp mắt một tí đến ba rưỡi bốn giờ lại dậy uh, công thu khóa sáng công phu khóa sáng tiếp đấy là các chốn uh, đại tổng lâm các chốn thiền môn ngày xưa uh, các tổ các cụ uh, chế định những cái thời khóa nó miên mật như thế mục đích là để cho uh, hành giả tu hành không khởi uh, lòng tham kể cả đó là tham uh, ăn tham ngủ mà đây cụ thể là tham ngủ dành cái thời gian cho sự uh, tu tập uh, cầu đạo giải thoát mong được uh, giác ngộ ngay trong đời này khỏi phải tái sinh uh, trở lại ở đời sau nữa cho nên uh, phật tử này uh, nói rằng uh, có người bảo rằng uh, sau tám giờ không được tụng kinh vì uh, nếu tụng kinh thắp hương thì ma vào nhà cái này không có lý ai nói như vậy toàn là lời sàm ngôn cái lời đó là lời không có căn cứ vào Tam tạng Thánh điển của Đức Phật không đáng tin cậy. Và tất cả các Phật tử chúng ta nếu ban ngày sáng chiều mà chúng ta bận công việc công ty, công việc cơ quan, công việc gia đình mà phải đến 8 giờ 9 giờ chúng ta mới ăn cơm mới dọn dẹp xong công việc gia đình mới xong thì chúng ta lên một thời khóa 8 giờ 9 giờ thậm chí 10 giờ cũng được. Nhưng miễn làm sao lúc đó chúng ta chuông mõ khánh thì nhẹ nhàng, đừng phát ra tiếng to quá làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của hàng xóm và của người thân trong gia đình chúng ta. Đấy, khéo léo ở cái chỗ đó là được. Chứ còn không có chuyện mà 8 giờ tối ở tháp hương ma vào nhà khẳng định với các quý vị tam tạng thanh điển Phật không dạy như thế, tổ không giảng như thế. Cho nên chắc chắn điều đó là gì? Là phi pháp, phi luật, phi Phật sở chế các quý vị còn ý thứ hai phật tử này hỏi à, rằng à, trên ban thờ gia tiên có thờ năm à, chén nước nhưng ở trong à, kinh phật lại bảo là bảy à, thời bảy chén thì như vậy có phải thêm không cái điều này cũng không quan trọng các quý vị thường thường là các cụ chúng ta ngày xưa là ba chén năm chén bảy chén đều được cả thậm chí là gì là một chén cũng được Đó thường ngày xưa các cụ là thờ lẻ thì không thờ chẵn một ba năm hoặc bảy vân vân đó thì các quý vị cũng à, biết cái điều đó cũng không nặng nề là cứ phải là đủ bảy năm cũng được rồi mà ban thờ mà chật đó thì cũng không cứ là phải năm ba cũng được rồi với ban thờ ở chung cư nó bé tí tí có mấy chục phân năm sáu chục phân rộng khoảng bốn mươi phân dài khoảng sáu mươi phân hoặc tám mươi phân bát hương rồi mâm bồng rồi đồ lễ hết rồi thì chỉ cần một chén cũng được đấy cái này nó là gì ở cái thành tâm ở cái tâm thành của chúng ta đối với đối với thần linh gia tiên à, của gia đình chúng ta thờ phụng thôi hay là đối với tam bảo đối với chư phật bồ tát mà chúng ta thờ phụng ở trong tư gia thôi không nhất định là cứ phải từng ấy chén mới là đúng còn không đủ từng ấy chén là gì là sai đấy. nhưng mà theo quan quan niệm của các tổ với các cụ ngày xưa dạy là gì? là cứ lẻ một, ba, năm hoặc bảy Chứ không thở hai, không thở bốn, không thở sáu Đấy, Từ xưa là thường thì thầy đi thị giả các uh, tổ các hòa thượng Mà đặc biệt cũng may mắn là thầy ngày xưa là đi học Là được gần các cụ hòa thượng lớn Như là Đức Đệ Tam Pháp Chủ này Rồi hòa thượng Hội Xá này Hòa thượng uh, Hà Vĩ này Hòa thượng uh, Chùa Hương này Rồi hòa thượng uh, Thanh Tứ này rồi một số các hòa thượng lớn ở trong miền Nam ra giảng cái lớp học viện nữa cho nên được gần gũi các cụ các thầy những cái bậc long tượng ở trong Phật pháp Việt, Phật giáo Việt Nam chúng ta à vài chục năm trở lại đây gần gũi các cụ như thế thì thấy là cũng học hỏi được rất là nhiều từ nơi các bậc tôn túc trường lão ấy và đặc biệt là cũng hay đi thị giả các cụ cho nên cái này thì thật tử cũng không quá nặng nề về cái chuyện là năm hay là bảy à, năm cũng được rồi à, ban thờ mà 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 bé bé sinh sinh vừa năm chén là được thì để năm thôi không cứ là phải để bảy thậm chí để ba cũng được ừ. trừ trường hợp khi nào chúng ta lập đàn đấy bây giờ chúng ta lập đàn địa tạng hay là lập đàn quan âm hay là đàn phổ môn hay là đàn à, đàn địa tạng đàn phổ môn đàn dược sư à, thì khi đó chúng ta mới phải à, để cho nó đủ vào bảy đó, để đủ vào bảy, ví dụ bảy cái đèn, bảy chén nước, bảy hàng hoa quả, vân vân. Chúng ta để như thế thì lập đàn đấy như vậy. Còn bình thường thì thành tâm mà ba năm bảy đều được cả. À, một phật tử nữa hỏi kính bạch thầy, con đã được tham dự hai pháp hội ở chùa Khai Nguyên con rất cảm động về cách sống làm việc và công đức thuyết pháp của thầy con đã kể cho nhiều người nghe về thầy con biết thầy có nhiều việc bận nhưng xin thầy cho con ít phút <laughs> nhưng xin thầy cho con ít phút quý báu để giải đáp cho con con bị bệnh tiểu đường lúc nào cũng cảm thấy trong người mệt mỏi con muốn là hỏi Thầy có cách nào để có thể đẩy lùi bệnh tật, để con có sức khỏe tốt hơn, để tu tập và làm việc không ạ? À? à, xin thưa các quý vị, Đức Phật nói là có thân, là có bệnh và có khổ rồi. Không bệnh nhiều thì bệnh ít, không bệnh này thì bệnh nọ. Hán hiếu lắm mới có người từ khi sinh ra cho đến lúc nó nằm xuống là không nghe bệnh tật gì Hoặc là rất ít ra bệnh tật Ít lắm những trường hợp như thế là phúc báo họ là phải lớn lắm Chúng ta sống trong cái giai đoạn là lịch sử Cả thế giới lao đầu vào làm ở kinh tế 4.0, 5.0, vân vân Thời đại công nghiệp Phát triển kinh tế xã hội mà phát triển kinh tế xã hội thì đương nhiên là phải phá núi đào đất khai thác mỏ quặng vân vân chặt cây phá rừng ngăn sông đắp suối làm cho thiên nhiên môi trường sống chung quanh của chúng ta nó thay đổi một cách là khủng khiếp cho nên môi trường thì ô nhiễm hiệu ứng nhà kính vân vân hà nội của chúng ta thủ đô của việt nam chúng ta chúng ta nhìn bằng mắt thường thì thấy ngoan lành thế này thôi các quý vị nhưng mà các nhà khoa học họ dùng bằng các biện pháp khoa học của họ đo họ thấy là hà nội chúng ta lọt vào tốp đầu của các quốc gia ô nhiễm môi trường trên thế giới các vị không tin cái nhà chúng ta đi ba ngày về mà xem cái cửa sổ mà chúng ta quên đóng á bụi bay trong nhà gì đẩy mặc dù ở là con phố đông đúc con phố ngon lành có thể là phố ba đình ở trong ba đình trong quận ba đình nhưng mà bụi vẫn đầy bụi về bụi về khí thải ô tô xe máy bụi về các công trình xây dựng chung quanh các quận huyện à quanh ba đình nó bốc lên rồi nó gió nó đưa vào vân vân, đủ các thứ hết. À, cho nên á vì ô nhiễm không khí ô nhiễm môi trường như vậy, cộng thêm về gì? ô nhiễm về các thức ăn mà chúng ta ăn uống hàng hàng ngày. đủ các loại hóa chất tẩm sấy ở trong các loại thức ăn của chúng ta bây giờ. Chính vì vậy mà bây giờ mà kiếm được con người mà từ khi sinh ra cho đến năm sáu bảy mươi tuổi không có bệnh gì là khó vô cùng các quý vị nó cũng là cái cộng nghiệp của nhân loại chúng ta chúng ta tham về kinh tế thì chúng ta phải trả giá về về sức khỏe cộng đồng thôi không có gì khác cho nên cái chuyện là ốm đau bệnh tật xin thưa các quý vị nó là chuyện bình thường rồi Đấy, thầy hôm qua tự nhiên là đến trưa hôm qua thì người nó khó chịu phải đi cạo gió suốt cái chiều hôm qua Rồi sáng nay nay mới lên ngồi được đây không khí đi đưa mấy bác thở đi lên trên tầng 5, tầng 9, tầng 10 đi một vòng để chỉ đạo các công việc xuống rồi bắt đầu nghe nó khác ngay à chắc là hôm qua đông người lên đó mà trên đó đang làm nó bụi quá nó không thoát hết ra được sức khỏe mình kém là mình hít vào những cái bụi bẩn, những cái ở trong đó thì có cả những cái bụi sợi thủy tinh như thợ đang làm, hít vào mình yếu là mình mệt thôi. Thế cho nên cái chuyện là sức khỏe à, chúng ta đừng có đòi hỏi là tại sao con tụng kinh Phật, con học Phật mà con cứ ốm. Tức Phật nói có thân có già có bệnh có chết mình tụng kinh phật không phải là không bệnh tụng kinh phật không phải không chết điều quan trọng ở các phật tử những hành giả tu hành của chúng ta chúng ta học phật tu phật chúng ta có thân bệnh nhưng mà tâm chúng ta không bệnh thân bệnh mà chúng ta không lo lắng không sợ sệt không sợ chết chúng ta sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào à, còn sống thì làm phật sự còn sống thì à, tiếp tục tu hành chết thì chúng ta về tây phương luôn luôn có một cái à, tâm niệm như thế thì chúng ta thấy nhẹ nhàng chúng ta không có lo lắng gì cả nếu được về tây phương á chúng ta được thân kim cương na la diên bền chắc thọ lượng vô lượng vô biên như đức phật a di đà gọi là vô lượng thọ công đức phúc báo trang nghiêm thanh tịnh thân thể đẹp đẽ do công đức mà từ hoa sen hóa sinh ra không phải bị cái cảnh sinh già bệnh chết như thế gian chúng ta này nữa cái tội gì chúng ta không tu không cầu để được vãng sinh tây phương nói thế nhưng mà phật tử này nói rằng à, bị bệnh phật tử này à, à, bị bệnh cho nên là muốn là chỉ cho cái phương pháp để tu tập làm sao để cho nó có sức khỏe để còn làm công việc gia đình cũng như là À, tu tập đỡ mệt mỏi để à, tu tập thì à, cái bệnh tiểu đường này á à, thực sự là cũng có nhiều người đi bệnh viện khám bác sĩ bác sĩ họ kê đơn thuốc cho cũng có người khỏi nhưng cũng khá nhiều người không khỏi nó cứ tái đi tái lại vì cái bộ phận trong cơ thể của chúng ta nó bị hỏng cho nên nó mới sinh ra như vậy có người bảo là ăn đường thì nó sinh ra tiểu đường không phải đâu thầy cũng gần mấy cụ rất là giỏi về thuốc về nghiên cứu về thuốc các cụ nói không phải là ăn đường mà nó sinh ra bệnh tiểu đường ăn cơm ăn các thứ bình thường của chúng ăn chất béo đó mà nó cũng sinh ra bệnh tiểu đường thì thân thể của chúng ta nó không cân bằng cái chức năng ở trong gan trong thận của chúng ta nó mất một cái chức năng nào đó cho nên nó không cân bằng vậy nó sinh ra cái đó. Thế có một cụ cụ cũng dạy cái phương pháp là chữa bệnh tiểu đường ấy cứ hàng ngày chúng ta uống cái chai nước la vi nước trắng chúng ta này này đun sôi lên để nguội hoặc là nước la vi tiệt trùng đó chúng ta cho mấy hạt muối vào nó hơi đậm đậm một chút cho vào khuấy lên là uống cả ngày như thế thế dần dần cái bệnh tiểu đường nó cũng thuyên giảm à, bệnh tiểu đường nó thuyên giảm đấy là một à, cụ thầy thuốc hơn trăm tuổi cụ à, ra đây mấy lần cụ hướng dẫn Và cũng có một vài phật tử họ à, đi theo đoàn của cụ họ đến họ nói rằng à, họ nhờ cái uống như thế mà họ khỏi đấy đấy là có một cái phương, phương pháp mà thầy biết được cái phương pháp thứ hai đó là cách đây tháng hơn tháng thì các phật tử nhà mình có người đi vào trong miền nam nghe cái thông tin là cái củ bạc hà với cái lá đu đủ uống nó cũng chữa được rất nhiều căn bệnh có những căn bệnh quái ác như căn bệnh ung thư à, nhiều người cũng khỏi thế các phật tử đi vào kia về thì xin được cái công thức uống và các cụ các thầy các cư sĩ ở trong uh, miền nam các vị uh, cũng hoan hỉ cho công thức uống thì về uh, nhiều người uống cũng đã đỡ và đã khỏi rất nhiều đặc biệt là như bệnh xương khớp bệnh trĩ à có người tiểu đường cũng khỏi có người uống tiểu đường uh, nửa tháng một tháng là đi đo lại nó bình thường rồi đi khám khám lại nó lại nó xuống cái mức là bình thường rồi bệnh gút cũng khỏi đấy nó nhiều cái hay thế nó rất là đơn giản có hai cái loại thôi mà bệnh gút cũng khỏi có cái chú uh, giáo viên cũng quen thầy ở dưới hà nội vì bệnh gút mà đêm đau có không ngủ được thậm chí là còn khóc vợ bảo con không ngờ chồng của con nó yếu đuối như thế thế thầy mới bảo là làm sao mà bảo bảo là chồng yếu đuối và nó nhà con nó đau chân mà tối nó khóc như là trẻ con ấy. khóc nghỉ khóc non mà là con không ngủ được <laughs> thế thầy mới bảo là cô chưa biết cái người bị đau hút nó đau đến mức độ nào đâu bị cái bệnh hút, đó thầy ngày xưa ông tiếp xúc với mấy bác doanh nghiệp với mấy bác lãnh đạo á kiểu như là hay đi tiếp khách nhiều ăn uống nhiều cho nên nó thừa chất đạm trong người á nó bị bệnh hút. cho nên nó sưng nó nứt nẻ chân lên các bác bảo đêm lại mà nó đau đặc biệt là mùa đông nó đau đau là không thể nào mà chịu được nó đau nó từng cái cơn nó cắn nó rất nó rỉa như là lấy từng cái cái dao cùn để xẻo thịt mình ấy cái dao sắc xẻo thịt thì nó, nó đau nó, nó mát đi một cái là nó mới đau còn dao cùn và xẻo thịt thì cứ thế là nó cứa cứa cứa, cứa mà nó như cắn như rỉa như rúc như rỉa ấy. đau vô cùng thế thầy mới bảo cô đấy người ta đau thì người ta khóc tí thì có sao và nhưng mà có con nhỏ con đã khóc rồi chồng cũng khóc À đây đây hai bố con nó khóc thì thầy bảo đấy lộn hết cả ruột ra ban ngày thì đi làm cả ngày chiều về tối về thì thổi cơm à, cho ăn ăn xong rồi đến đêm vào lại thì chồng khóc con khóc à, khổ lắm thế thầy bảo là gì sinh ra làm kiếp gì má hồng là như thế đấy à, đi lấy chồng thì may mắn gặp phải cái người chồng mà chính nhân quân tử mà à, đầu đội trời chân đạp đất thì vợ được nhờ cái ông chồng mà nó mềm mềm yếu yếu nó 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 hơi một tí là nó làm núng vợ núng con thì người phụ nữ thì khổ ấy thế thầy bảo thôi nhưng chắc chú ấy đau quá thế lấy cái thử cái thuốc đó củ bạc hà về chú ấy uống xem vì một số người ở trong miền nam họ uống là bảo khỏi thế uống mới có tuần thế là nó hết đau khoảng độ hơn chục ngày thế là gọi điện cho thầy cảm ơn rối rít đấy bảo ôi rồi bạch thầy thuốc nhà phật màu nhiệm quá <laughs> thế là khỏi hơn chục ngày thế khỏi không đau nữa đi làm bình thường mà nó hết sưng rồi hết đau hết tấy hết sưng hết đau à cái này thì không phải bây giờ thì cái cái củ bạc hà này mới chữa bệnh hút đâu qua cái tìm hiểu thì tôi mới thấy là ở miền bắc chúng ta hàng chục năm trước hơn chục năm trước ở các cụ ở trong quê với các cụ ở trên người giao trên ba vì ấy họ đã đi lấy củ bạc hà phơi khô sắc hạ thổ để à, cho những người bị bệnh hút uống rồi họ đã khỏi rồi đấy, đấy cũng là một cái phương pháp nhưng bây giờ thì mình uống tươi thì nó sẽ tốt hơn nếu uống tươi thì nó lại phải đun đúng liều lượng và đúng cách đun không có lại bị ngứa thế cho nên phật tử này vì bệnh à, tiểu đường này ở những người bị bệnh tiểu đường này, đặc biệt bệnh xương khớp mà bệnh trí là nhanh nhất. Vừa qua ba bốn người bệnh trí uống chỉ có tuần hơn tuần nữa là khỏi. Mà trước đấy thì bị hai ba chục năm rồi. Đi viện nó không khỏi, cắt rồi nó lại thì nó lại bị tiếp. Thế là uống vào là tuần hơn tuần hai tuần thì là khỏi đó Đấy. Mà bệnh ung thư không có vài người thông báo là khỏi rồi. Vài người đại đa số là đã đỡ nhiều ở đây đang có ai uống mà đã khỏi hoặc đã đỡ nhiều chứ giơ tay xem nào trong hội trường giơ cao lên cao lên à vẫy vẫy cái tay ra là thế xem nào, nào? cũng khá nhiều người đỡ và khỏi bệnh đúng không rồi có thể là ngày cuối cùng chúng ta làm một cái chương trình à, thôi không phải phật pháp nhiệm màu đâu gọi lên và là phỏng vấn luôn tại chỗ cho nó nhanh để cho một số phật tử họ cũng có cái niềm tin họ uống cho khỏi bệnh có sức khỏe cho tốt thì cũng phải nói là đây cũng là một cái nhân duyên đặc biệt phật pháp các ngài cũng gia trì cho để đấy trường hợp phật tử này thì khuyên như thế kết hợp thêm kết hợp thêm là chịu khó tụng kinh niệm phật chỉ chú ngồi thiền vân vân, tùy theo có duyên pháp nào tu pháp đó để cho nó tiêu nghiệp đi và học lễ Phật y học được nữa thì càng tốt, hoặc là vẩy tay dịch cân kinh đó. Để làm sao để cho nó cân bằng cái khí huyết trong cơ thể của mình. Những cái tuyến mồ hôi, những cái chất độc trong cơ thể nó ra ra theo cái tuyến mồ hôi nó ra sạch đi. À mỗi lần dịch cân kinh hoặc là um, lễ Phật y học đó thì nó uh, ra mồ hôi thì chúng ta tắm bằng nước nóng hoặc lấy nước nóng mà lau sạch sẽ đi thì uh, nó sẽ tốt cho sức khỏe thôi đấy mỗi thứ một tí vừa uống thuốc vừa tụng kinh niệm phật vừa là chịu khó thể dục thể thao các cụ già rồi không chạy được như thanh niên như phụ nữ như người trẻ ngoài đường nữa thì tốt nhất chúng ta vừa à, tu vừa gì thể dục dịch cân kinh thì thể soạn ra cái bài dịch cân kinh vừa vừa thể dục dịch cân kinh vừa niệm a di đà phật lễ phật y học cũng thế vừa lễ phật y học lại vừa niệm a di đà phật cho nên một công đôi việc vừa được cho sức khỏe vừa được công đức tu hành để tội gì các hành giả phật tử chúng ta không thực hành đó à, về câu hỏi phật tử đấy thế xin trả lời như thế một phật tử nữa hỏi Nam Mô A Di Đà Phật kính thầy hoan hỉ bố thí cho con xin hỏi ạ con là Nguyễn Thị Sáu ở Thái Bình con làm tiền vàng tức vàng mã để xuất khẩu sang Đài Loan như vậy con có bị tổn phúc hay quả báo gì không ạ? À? Con nghe nhiều thầy giảng làm vàng mã sẽ bị nghiệp rất nặng, không chỉ đời này mà con cháu cũng bị ảnh hưởng. kính mong thầy giải đáp cho con được hiểu. Con xin tri ân công đức thầy ạ. À. Con nam mô a di đà phật. À, xin thưa các quý vị thầy nhớ là ngày xưa thầy còn đang đi học ngồi ở trên học viện phật giáo việt nam tại hà nội thầy có đọc thêm một cái quyển sách nói về cái nghiệp làm vàng mã mà trong đấy nói rất rõ là dẫn chứng cái đức quán thế âm ngài thị hiện và ngài nói rằng có mấy cái tội những người tạo tội thậm chí là tạo tội tứ trọng ngũ nghịch thập ác đủ duyên bồ tát quan thế vẫn có thể cứu được thoát nạn nhưng có mấy cái tội ngài không thể cứu được xin liệt kê ra đây là chúng ta suy nghĩ cái tội thứ nhất là cái tội những người làm mắm những người làm mắm ấy làm mắm tôm ấy mắm ngày xưa làm làm nghề mắm tôm mắm nước mắm các thứ gì đấy vân vân và lúc đầu đọc thì thầy cũng chưa hiểu sâu thì nghĩ tại sao cái tội người làm mắm làm nước mắm mà họ làm sao mà lại tội đức quan âm không thể cứu được nhưng sau khi đọc vào cái phần giảng giải ấy, thì mới thấy là gì họ cái phần giảng giải mới nói là những người làm mắm làm mắm tôm ấy làm nước mắm ấy là tất cả những cái con cá con cua con tôm con ốc con ếch vân vân họ đánh ở ngoài biển về không biết là bao nhiêu tấn bao nhiêu chục tấn bao nhiêu trăm tấn bao nhiêu nghìn tấn càng làm lớn thì giết hại sinh linh càng càng nhiều tất tần tật họ về họ đem họ cho vào những cái bể đó họ cho vào đấy hết vào đấy bắt đầu cái thân những con tôm con cá cua ốc ếch vân vân tất tần tật đó nó thối rữa ra rồi nó đục đầy ở trên đó sau đó thì người ta mới rồi chắt lọc lấy cái Nước giống như mình nấu rượu á các quý vị Đấy Thế là ra nước mắm Ra mắm Hay là nghề là mắm tôm cũng thế Thế thôi Tất cả những cái con vật giết rồi cho vào đây Cho nó thối lên Vài tháng, ba tháng, sáu tháng Thì cả năm Thối lên Ăn à, Chính vì á Tàn sát Không biết bao nhiêu các loài thủy tộc Các loài chúng sinh nhá Nhỏ bé yếu thế Chính vì vậy mà những nỗi oan khuất ấy Những oan gia trái chủ ấy Nó dâng biểu nó gì Nó kiện lên Diêm Vương Thậm chí là nó kiện lên cả gì Đức Phật luôn đấy, Đệ tử của của Ngài Giết chúng tôi không gì Không một chút thương tiếc Làm sao mà có thể Để các vị thành Bồ Tát thành Thánh Tăng thành A-la-hán thành Bích Chi Phật được Làm sao để các vị về Tây Phương cực lạc được khi vị đó thì các vị đó còn à, nợ mạng chúng con à, rất nhiều, cho nên các Phật tử chúng ta, Đức Phật à, trong ba mươi bảy phẩm trợ à, đạo thì à, có cái pháp bát chính đạo, trong bát chính đạo thì à, có một à, à, cái chính đó là gì? đó là chính nghiệp, tức là nghề nghiệp sinh sống phải chân gì? chân chính đó cho nên những nghề nghiệp mà các phật tử chúng ta chọn để làm nên làm những nghề nghiệp chân chính không tổn hại đến mạng sống của chúng sinh không lừa gạt gian dối nhân loại làm đồ mã là đồ giả mà đồ mã là đồ giả làm mắm là gì là cực ác nghề làm mắm là cực ác ấy có mấy cái nghề, nghề thứ nhất là gì, nghề làm mắm, vì nó cực ác. Nghề thứ hai Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nói chính là nghề buôn bán quan tài. Hay nó là có cả nghề buôn bán quan tài. Nhưng bây giờ chúng ta là buôn bán quan tài chúng ta phải phân ra hai loại. Một loại là buôn bán quan tài là gì? Là vô tư. À, ngày nào có người không may họ mất thì chúng tôi mình đem mình bán thì không sao nhưng các cụ các phật tử chúng ta biết mà ấy bán còn hai ba ngày mà không bán được cái nào thì sốt ruột còn gì nữa đúng không cửa hàng thì đi thuê nhân viên khi phải trả lương hai ba ngày đến tuần trả bán được cái nào thì đương nhiên là cái tâm nó khởi lên đi ra đi vào đá thúng đụng mía làm sao cả cái xóm này cả cái phố này mà cả tháng nay hay cả tuần nay chẳng có đứa nào chết <laughs> cả tuần nay chẳng có đứa nào chết thì bà thì bà sống bằng cái gì á à, bà sống bằng cái gì cho nên là trong tâm là khởi ra gì ngày nào cũng phải muốn bán được vài gì vài bộ quan tài mà một khởi cái tâm ngày nào cũng muốn bán bán được vài bộ quan tài trong khu phố của mình trong xã của mình thì đồng nghĩa là ngày nào chúng ta cũng mong cho có người có người chết đó là khởi ác gì ác tâm ác tính, ác hạnh, ác duyên. Chính vì vậy mà cái tâm ác dần dần nó từ đó nó lớn lên, nó trưởng thành và nó đi vào con đường, con đường ma sự. Chính vì vậy mà chúng ta thấy Đức Quán Thế Bồ Tát, Ngài bảo rằng hạng người thứ hai mắc tội, Ngài khó thể cứu được. Đó là chính là nghề buôn bán là quan tài nói vậy thôi ở đây nếu trong hội trường này hay trong phật tử ấy những người mà nghe giảng mà nhà mình đang buôn bán quan tài thì cũng phải xem xét nếu nhà mình không mong với cái mục đích là phục vụ à thôi cả tháng không có người mất thì càng tốt trong khu phố của mình trong xã của mình cả tháng hoặc hai ba tháng mà không có ai mất thì à có nghĩa là nhân dân đang được bình yên càng tốt có người mất họ đến họ mua thì chúng ta gì chúng ta bán cho họ bằng cái khởi cái tâm là từ bi thương xót khổ thân ông ấy khổ thân bà ấy à, khổ thân anh ấy chị ấy còn trẻ như thế mà không may bị bệnh hiểm nghèo hoặc bị tai nạn là bị gì đó mà gì qua đời thật là gì thật là đáng thương xót thay cầu nguyện tam bảo chư Phật Bồ Tát gia trì cho cứu độ cho cho thần thức của họ sớm được sinh về cõi cõi lành à, bán hàng như thế thì không sao đó nhưng chúng ta biết rằng đấy để mà làm được như thế thì không phải là đơn đơn giản đối với người người buôn bán chúng ta đấy nó nhiều thứ cho nên là lựa chọn cái nghề nghiệp để làm ăn cũng phải à, suy nghĩ cho nó kỹ vậy đó là cái uh, thứ hai cái thứ ba cái thứ ba mà thầy đọc trong đó thì thấy là đức quan thế bồ tát ngài dạy rằng uh, cái nghề thứ ba mà ngài không thể cứu độ được đó chính là làm người hạng mã. Vì sao mà bảo là không thể cứu độ được? Vì lừa thần dối quỷ. Lừa thần dối quỷ. Lừa thần dối quỷ lừa gì? Lừa cả nhân gian. Khiến cho cả nhân gian là gì? Phần lớn là mê mờ. Khiến cả nhân gian là mê mờ. bây giờ chúng ta thấy có những cái đám ma, có những cái đám dỗ, có những cái đám cúng thất thất trai tuần, có những đám cúng ba năm bốn chín, có những cái lễ vô lan ở trong chùa, một số các quý thầy không hiểu thì kiểu gì mà đốt vàng mã ghê lắm, phật tử cũng đốt vàng mã ghê lắm. Chúng tôi biết là có những ngôi chùa cứ mỗi một vong là một bộ quần áo, nữ thì thêm à, nón nam thì thêm mũ rồi thậm chí gia đình nào có điều kiện thì mỗi vong một cái thì một cái xe may bách hay là một cái xe à, à, ô tô thậm chí là gì? mấy năm trước tôi còn à, đang đi học ấy. hơn hơn hai chục năm trước đang đi học ấy. đến có một cái đám dự một cái đám một cái chùa các cụ đốt cho thì mỗi cụ một cái Boeing 747 à. Thế tôi mới trêu uh, với mấy thầy cùng học là Chả biết ngày xưa các cụ ấy còn sống đã được đi uh, máy bay lần nào chưa nhỉ? Thế bảo chả biết Bà thấy mình mà bảo bây giờ con cháu đốt vui bốn 747 xuống thế thì các cụ đi làm sao? Các cụ trong cái cả đời các cụ có lúc còn sống có được đi, đi máy bay bao giờ chưa? Bây giờ đem uh, cúng cái máy bay cho các cụ xuống đấy các cụ làm kiểu gì mà lái được? À, mà nuôi uh, lái máy bay thì phải là gì? đại gia mới nuôi được. mới nuôi được máy bay. Chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta mấy năm trước có mấy ông bầu lớn, mấy đại gia lớn mua máy bay cho dần dần bán gần hết rồi. Vì sao? Phải thuê bến bãi, thuê phi công, thuê đủ các thứ. Mỗi một tháng như vậy nó hàng phải thuê nó phải chi hàng tỷ cho gì, vài tỷ cho cái máy bay ấy. Cuộc sống các cụ lúc còn sống một lần cưỡi máy bay đi máy bay từ đây vào thành phố hồ chí minh chưa chắc là được đi bây giờ đùng một cái đúng là giàu lên một cách gọi là bất ngờ nó bỏ ra vài triệu nó mua một cái boeing 747 nó bảy nó, nó nó đốt nó hóa và nó dâng cho các cụ các cụ ở dưới có sướng không chắc chắn không một số những vị theo cái tín ngưỡng dân gian họ nói là đốt vàng mã ở dưới kia nhận được cứ đốt là dưới kia nhận được và nói rằng đấy có cái vong linh nó nhập vào cái bà đồng ấy nó kêu là ở dưới kia không có tiền tiêu cho nên đốt xong một cái ở dưới thì cười khinh khách ra bảo là từ giờ trở đi là gì là không thiếu thốn gì nữa và còn dặn là mỗi năm là nên đốt cho cho các cụ một lần như thế vân vân à, chính vì xuất phát từ những cái mê lầm như vậy cho nên chúng ta thấy nhà nước chúng ta chính phủ chúng ta mấy năm trước về bộ văn hóa cũng có cái 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 chỉ đạo cấm đốt vàng mã trong các khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia văn hóa cấp tỉnh trong đó có đền chùa miếu mạo vì nó làm ô nhiễm vào môi trường nó gây tốn kém tiền của trong nhân dân mà là cái nguy cơ hỏa hoạn là rất là cao đặc biệt những ngôi chùa cổ thì thường hay làm bằng gỗ mà làm gỗ mà đốt như thế về nguy cơ hỏa hoạn rất cao các quý vị rồi mấy năm trước có trường hợp là đốt vàng mã ở nhà cũng làm cháy cả cái cháy cả mấy cái nhà bên cạnh nữa vì nhà liền kề với nhau nó cháy nhà này lan sang nhà kia ở hà nội chúng ta chứ ở đâu thành phố hồ chí minh cũng có một vài trường hợp rồi mấy năm trước báo chí đang ngầm lên cho nên cái đốt vàng mã xin thưa các vị nó không phải là văn hóa của Phật giáo cũng không phải là văn hóa của Việt Nam chúng ta cái khởi nguồn của đốt vàng mã này nó xuất phát từ ở thời nhà nhà gì bên Trung Quốc nhỉ nhà Tần bên Trung Quốc từ trước vua Tần Thủy Hoàng về trước các vị vua vị quan lại đầu chiều của Trung Quốc mà mất những người giàu có đại gia của Trung Quốc họ mất thì thường họ trôn theo gì tỷ thiếp, Thế trôn theo vợ, trôn theo à, người hầu á nó, tội đó nó rất là ác. Vua chết thì các cung tần mỹ nữ phải đem trôn sống theo, Và quan niệm là để hầu gì sống làm thê thiếp của vua thì à, vua chết thì cũng phải đi theo vua để hầu hạ cho nên trôn sống ác quá. Thế đến sang tới tần thì hoàng. À, chúng ta biết Tần Thủy Hoàng là một vị vua rất là nổi tiếng của Trung Quốc Nhưng mà cũng cực kỳ độc ác Ông ấy rất là giỏi Ông ấy thống nhất được đất nước Trung Quốc rộng lớn Và đặc biệt chúng ta thấy cái di tích của ông bây giờ còn để lại đó chúng là gì Đó là cái, cái thành gì Trung Quốc nhỉ cái thành gì mà dài nhất thế giới bây giờ? Tường thành nhé, vạn lý trường, vạn lý trường thành. Ông là người có công xây dựng đặt nền tảng đầu tiên. Tất nhiên, một thời các thời vua chúa sau họ vừa tu bổ vừa xây thêm nó mới dài như thế. Nhưng mà ông là người đầu tiên đặt cái nền móng và xây dựng cái đó. Đến thời của ông ấy, thì thay đổi đi một chút. Đó chính là từ cái chỗ là tuấn táng các cung tần mỹ nữ đi theo vua thay vào đó là gì là nặn đất gì đất nung thành hình gì nặn hình nộm hình người đó thành cái lấy đất ngày xưa chưa có bê tông chưa có xi măng như bây giờ lấy đất đất xét đó trộn với gì với uh, cái uh, giấy hoặc là tải đay hoặc là cái giấy bản trộn với gì trộn với đường mía cái đường mía mình gọi là mật đó cái mật nó 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 hơi đen đen đó trộn vào thầy về cái chùa khai nguyên ngày xưa tượng phật khỏi đó tà toàn bằng gì đất trấu với là cái vôi với cái đường mía về đất ấy. trộn với nhau nó rất là dẻo và thậm chí có khi nó còn tốt hơn là xi măng nữa và chúng ta thấy cái đội quân đất nung của tần thị hoàng ở bên trung quốc xem họ khảo cổ lên hàng nghìn năm nay hai nghìn năm nay mà nhiều pho tượng vẫn còn nguyên vẹn đấy thì sang thời tần tùy hoàng thì bắt đầu là không uh, tuấn táng này các cung tần mỹ nữ theo vua nữa mà chuyển thành, thành đội quân đất nung ở trên uh, dương thế như thế nào thì ở dưới coi uh, âm là tần tùy hoàng cũng chuẩn bị cho mình uh, tất cả quan lại tất cả những uh, binh uh, lính rồi uh, hoàng hậu uh, thê tử vân vân uh, theo mình như thế với cái uh, suy nghĩ có thể là suy nghĩ là sau khi chết đi vua là một bậc thiên tử chết đi xuống cái âm phủ thì phải có người hầu hạ vân vân để tiếp tục làm vua suy nghĩ như thế con học mới làm vậy và song song với cái giai đoạn đó ở thế gian những người nghèo thì không thể có tiền để bỏ tiền ra để nặn cái gì nặn cái hình đất nung bằng người như thế để cúng theo cho nên nó xuất phát từ hai mẹ con một gia đình ông chồng làm nghề tiểu phu đi rừng đốn củi và hôm đó bị 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 ngã và bị chết ở trong rừng bà vợ thương chồng quá không biết làm thế nào cho nên mới nặn gì nặn mới mới dùng bằng cái hình thức là lúc đầu là nặn bằng cái cắt bằng cái mo cau lấy cái mo cau để cắt thành hình gì hở vợ và con nhé cắt thành hình vợ và con để để cho à để đem à, để bên cạnh vào cái quan tài để trong quan tài của của, của chồng ấy để chôn ý là gì là vợ và con được chôn theo chồng làm bầu bạn với chồng ở dưới quái cõi, cõi âm thế rồi thì à, đến ngày rỗ ba năm bốn chín gì đó hay trăm ngày gì đó cái sách thì không nói rõ cái đó đến ngày rỗ đó thì à, lúc uh, chồng còn uh, còn khỏe á, thì chồng đi củi để nuôi uh, hai mẹ con bán củi để nuôi hai mẹ con bây giờ chồng chết rồi thì vợ thì chân níu tay mềm uh, từ trước chưa bao giờ đi lên rừng đốn củi để uh, bán cả thế bây giờ nuôi con bằng cách gì à, cho nên bà mới nghĩ ra một cái kế đó là gì đứa con nó cũng lớn lớn mấy tuổi rồi thế nghĩ là một cái kế cái kế đó là vào cái ngày dỗ hết của bố con. Đấy, dạy cho con cái cách là gì? Đấy. Hôm đó thì tự nhiên là đến ngày dỗ thì con thì con lên con khóc lóc. Con khóc lóc con làm ầm lên, giả dạng như là bố con ấy. Và người hàng xóm và họ hàng đến dự cái dỗ hôm đó này là, là thấy lạ. Cái đứa trẻ như thế thì khóc lóc nó vừa trẻ mấy tuổi mà đã biết như thế kêu khóc lóc làm đúng như bố nó ngày xưa, thế bảo là ở dưới thì gì buồn lắm, có một mình buồn bã, à, vân vân, à, thiếu thốn mọi cái, vân vân. Thế bây giờ người vợ mới uh, nói, chuẩn bị sẵn rồi, cho nên mới cắt cái gì cái giấy, cắt cái giấy tiền vàng với cắt cái giấy hình nhân thế mạng hai mẹ con thì mới đốt, đốt xuống kia, đốt một tí đốt xong rồi cái đứa trẻ kia là gì? nó cười nó vui vẻ và nó không khóc nó cười vui vẻ và nó bảo là vui vẻ rồi đã gặp được hai mẹ con rồi ở dưới kia đã nhận được những cái phần vật phẩm của hai mẹ con dâng cho rồi cho nên vui lắm à, bắt đầu từ đó cái tục đốt vàng mã của trung quốc bắt đầu xuất phát nguyên thủy từ đó các quý vị đó à, và bắt đầu từ đó hai mẹ con sống bằng cái nghề làm vàng làm vàng mã cho hàng xóm à, đến lúc đó bắt đầu ở trong làng cứ nhà ai có người chết thì lại đến đặt cô ấy cô ấy làm vàng mã thế đương nhiên cô ấy có tiền để nuôi uh, nuôi con tục lệ từ đó Việt Nam chúng ta có thể là gì? do nghìn năm á, uh, bắc thuộc cho nên cái văn hóa của Trung Quốc nó xâm nhập vào Việt Nam chúng ta và Việt Nam chúng ta uh, cũng uh, tiếp thu những cái uh, tin ngưỡng của họ và cái tục vàng mã thì nó cũng bắt đầu từ đó các vị. Còn trong Phật giáo chúng ta không có đốt vàng mã, Phật giáo không đốt vàng mã. Đấy thì cũng nói như vậy để chúng ta cũng biết được thêm. Vì vậy phật tử này Bảo làm vàng mã này thì để xuất khẩu đi Đài Loan, hỏi có tội không? Có tội hay không thì thầy không dám khẳng định là có tội hay không. Vậy cứ lên trên Tam Bảo mà hỏi Phật tổ xem có tội hay không nên <laughs> tam bảo hỏi phật tổ có tội hay không bây giờ thầy bảo tội thì cũng khó lấy gì để chứng minh bây giờ thầy bảo không có tội thì cũng khó như vậy là thầy lại nói trái với lời phật dạy lời bồ tát quan Âm dạy mà ngày xưa thầy được học được đọc được biết cho nên nay xin kể ra câu chuyện đó để cho phật tử này gì tự suy nghĩ đi còn thầy cũng không dám nói là phật tử làm như thế là có tội cũng không dám khuyên phật tử này cứ thế mà làm mà tiếp đi để mà lấy tiền mà nuôi con cái nuôi gia đình mà làm giàu vân vân nếu thầy khuyên như thế là trái với lời Phật ý tổ trái với cái thuần mong phong mỹ tục của Phật giáo chúng ta vì Phật giáo chúng ta nói thật vị không có đốt như cái đó Đấy, cái dân gian thôi cái tín ngưỡng dân gian xuất phát như thầy nói là xuất phát từ Trung Quốc như thế thôi À, cho nên cái trường hợp này thì thầy cũng đưa ra cái dữ liệu cái câu chuyện như thế và Phật tử này và những ai có bất cứ những ai đang làm cái nghề vàng mã hoặc những cái nghề tương tự như thế thì phải suy nghĩ. Ví dụ làm mắm này, bán quan tài này, buôn bán quan tài và làm nghề vàng mã này nên suy nghĩ. À, A Di Đà Phật. Kính bạch thầy do con đi làm về muộn nên đến 8 giờ tối con mới có thể tụng kinh. Nhưng có người nói với con từ 8 giờ tối trở đi không được thắp hương vì ma vào nhà. <laughs> 8 giờ tối thắp hương ma vào nhà có phải ai nói cái này. <laughs> à, như vậy có phải không thầy à, bàn thờ tổ tiên nhà con thờ năm chén nước nhưng con thấy trong kinh nói là thời bảy chén À, con có phải thay đổi không ạ à? con kính mong thầy hoan hỉ giải đáp giúp con à, một phân tử gửi câu hỏi có hai ý ý thứ nhất hỏi rằng tám giờ tối thì không được tụng kinh nữa vì lúc đó tụng kinh mà lên hương thắp hương thì ma nó vào nhà cái này thầy chưa thấy ở trong kinh sách nào nói như thế chưa thấy lời Phật dạy, lời tổ giảng nào như thế. Cho nên chắc chắn cái này cũng chỉ là cái người thế gian chúng ta gọi là đồn thổi truyền miệng với nhau mà thôi. Nếu không phải là lời Phật, lời Bồ Tát, lời Thánh Tăng, lời Tổ Sư, lời chư vị Cao Tăng Thạc Đức, các ngài hướng dẫn và chỉ dạy thì chúng ta cũng không nên tin tưởng lắm vì thế gian pháp thì hôm nay đúng mai có thể sai chỗ này đúng chỗ kia có thể sai tất cả các kinh điển của đức phật ở trong luận tạng luật tạng nói đúng hơn là cả trong tam tạng thánh điển thầy cũng chịu khó đọc sách và nghiên cứu rất là nhiều nhưng mà không thấy uh, trong uh, kinh luật luận nào nói rằng uh, sau tám giờ uh, tối là không được tụng kinh, không được lên hương vì lên hương sợ ma vào nhà vân vân. Chúng ta biết là chư tăng của Phật giáo Việt Nam chúng ta đặc biệt ở phía Bắc này có một cái khóa lễ đó là khóa lễ gì Lâm Thụy khóa lễ Lâm Thụy uh, được chư tăng uh, tất cả các hại trường ở phía bắc chúng ta bây giờ vẫn duy trì và tu tập đó vào cái thời khóa vào lúc 9 giờ đêm lâm thụy à, bài lâm thụy này. nhật sắc một thời lâm dạ sắc hôn cù nhiệu nhiệu hữu trùng tăng đồ chi ngoại điểm tha gia trúc bất khẳng hồi nhiên phản kỷ à, phản kỷ đăng vân vân và cho đến vào kệ niệm phật và niệm à, ba chàng Phật hiệu sau đó tứ thánh hiệu Bồ Tát hồi hướng tam tự quy đây là khóa tu khuya của chư tăng ở các hạ trường phía bắc chúng ta còn à, các thiền viện ở Trung Quốc và Việt Nam ngày xưa thì người ta còn có thời công phu khuya vào lúc khoảng độ 1 giờ đến 2 giờ sáng nữa cơ. Ấy 11, 12 giờ mới được đi ngủ. Vừa ngủ chợp mắt được một tí 1 giờ là đã thức chúng, dậy đi ngồi thiền. À, ngồi thiền đến à, Khoảng, uh, 3 giờ sáng thì uh, chợp mắt một tí đến uh, 3 rưỡi 4 giờ lại dậy uh, công thu khóa sáng công phu khóa sáng tiếp đấy là các chốn uh, đại tổng Lâm các chốn thiền môn ngày xưa uh, các tổ các cụ uh, chế định những cái thời khóa là miên mật như thế mục đích là để cho uh, hành giả tu hành uh, không khởi uh, lòng tham kể cả đó là tham uh, ăn tham ngủ mà đây cụ thể là tham ngủ dành cái thời gian cho sự uh, tu tập uh, cầu đạo giải thoát mong được uh, giác ngộ ngay trong đời này khỏi phải tái sinh uh, trở lại ở đời sau nữa cho nên uh, phật tử này uh, nói rằng uh, có người bảo rằng uh, sau 8 giờ không được tụng kinh vì uh, nếu tụng kinh thắp hương thì ma vào nhà cái này không có lý ai nói như vậy toàn là lời sàm ngôn cái lời đó là lời không có căn cứ và tam tạng thánh điển của đức phật không đáng tin cậy và tất cả các Phật tử chúng ta nếu ban ngày sáng chiều mà chúng ta bận công việc công ty, công việc cơ quan, công việc gia đình mà phải đến 8 giờ, 9 giờ chúng ta mới ăn cơm, mới dọn dẹp xong, công việc gia đình mới xong thì chúng ta lên một thời khóa 8 giờ, 9 giờ, thậm chí 10 giờ cũng được. Nhưng miễn làm sao lúc đó chúng ta chuông mõ khánh thì nhẹ nhàng, đừng phát ra tiếng to quá làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của hàng xóm và của người thân trong gia đình chúng ta Đấy, khéo léo ở cái chỗ đó là được chứ còn không có chuyện mà 8 giờ tối ở thắp hương ma vào nhà khẳng định với các quý vị tam tạng thanh điển phật không dạy như thế tổ không giảng như thế cho nên chắc chắn điều đó là gì là phi pháp phi luật phi phật sở chế các quý vị còn ý thứ hai phật tử này hỏi uh, rằng uh, trên ban thờ gia tiên có thờ uh, năm chén nước như ở trong kinh Phật lại bảo là bảy thời bảy chén thì như vậy có phải thêm không? Cái điều này cũng không quan trọng các quý vị. Thường thường là các cụ chúng ta ngày xưa là ba chén, năm chén, bảy chén đều được cả. Thậm chí là gì? là một chén cũng được. Nên thường ngày xưa các cụ là thờ lẻ chứ không thờ chẵn một, ba, năm hoặc bảy vân vân. Đó thì các quý vị cũng à, biết cái điều đó cũng không nặng nề là cứ phải là đủ bảy năm cũng được rồi mà ban thờ mà chật đó thì cũng không cứ là phải năm ba cũng được rồi bây giờ ban thờ ở chung cư nó bé thì tỉa có mấy chục phân năm sáu chục phân rộng khoảng bốn mươi phân dài khoảng sáu mươi phân hoặc tám mươi phân bát hương rồi mâm bồng rồi đồ lễ hết rồi thì chỉ cần một chén cũng được đấy cái này nó là gì ở cái thành tâm ở cái tâm thành của chúng ta đối với đối với thần linh gia tiên của gia đình chúng ta thờ phụng thôi. Hay là đối với tam bảo, đối với chư Phật Bồ Tát mà chúng ta thờ phụng ở trong tư gia thôi. Không nhất định là cứ phải từng ấy chén mới là đúng. Còn không đủ từng ấy chén là gì là sai. Nhưng mà theo quan quan niệm của các tổ với các cụ ngày xưa dạy là gì? là cứ lẻ một, ba, năm hoặc bảy chứ không thờ hai, không thờ bốn, không thờ sáu. Từ xưa là thường thì thầy đi thị giả các tổ các hòa thượng mà đặc biệt cũng may mắn là thầy ngày xưa là đi học là được gần các cụ hòa thượng lớn. Như là Đức Đệ Tam Pháp chủ này, rồi hòa thượng Hội Xá này, hòa thượng Hà Vĩ này, hòa thượng chùa Hương này, rồi hòa thượng Thanh Tứ này. Rồi một số các hòa thượng lớn ở trong miền Nam ra giảng cái lớp học viện nữa, cho nên được gần gũi các cụ các thầy những cái bậc long tượng ở trong Phật pháp À, Việt Phật giáo Việt Nam chúng ta à, vài chục năm à, trở lại đây à, gần gũi các cụ như thế thì thấy là cũng học hỏi được à, rất là nhiều từ nơi à, các bậc tôn túc trường lão ấy và đặc biệt là cũng hay đi thị giả các cụ cho nên cái này thì à, Phật tử cũng không quá nặng nề về cái chuyện là năm hay là bảy à, năm cũng được rồi à, ban thờ mà 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 bé bé sinh sinh vừa năm chén là được thì để năm thôi không cứ là phải để bảy thậm chí để ba cũng được ừ. trừ trường hợp khi nào chúng ta lập đàn ấy ví dụ chúng ta lập đàn địa tạng hay là lập đàn quan âm hay là đàn phổ môn hay là đàn a đàn địa tạng đàn phổ môn đàn dược sư ấy thì khi đó chúng ta mới phải để cho nó đủ vào bảy đó để đủ vào bảy ví dụ bảy cái đèn bảy chén nước bảy hàng hoa quả vân vân đấy chúng ta để như thế thì lập đàn đấy như vậy còn bình thường thì thành tâm ba năm bảy đều được cả à, một phật tử nữa hỏi kính bạch thầy con đã được tham dự hai pháp hội ở chùa khai nguyên con rất cảm động về cách sống làm việc và công đức thuyết pháp của thầy con đã kể cho nhiều người nghe về thầy con biết thầy có nhiều việc bận nhưng xin thầy cho con ít phút <laughs> nhưng xin thầy cho con ít phút quý báu để giải đáp cho con con bị bệnh tiểu đường lúc nào cũng cảm thấy trong người mệt mỏi con muốn hỏi thầy có cách nào để có thể đẩy lùi bệnh tật để con có sức khỏe tốt hơn để tu tập và làm việc không ạ à. À, xin thưa các quý vị đức phật nói là có thân là có bệnh và có khổ rồi không uh, bệnh nhiều thì bệnh ít không bệnh này thì bệnh nọ hán hiếu lắm mới có người uh, từ khi sinh ra cho đến lúc uh, nằm xuống là không uh, bệnh tật gì hoặc là rất ít uh, bệnh tật ít lắm cái trường hợp như thế là phúc báo họ là phải lớn lắm. Chúng ta sống trong cái giai đoạn là lịch sử cả thế giới lao đầu vào làm ở kinh tế 4.05.0 vân vân thời đại công nghiệp phát triển kinh tế xã hội mà phát triển kinh tế xã hội thì đương nhiên là phải phá núi đào đất khai thác mỏ quặng vân vân chặt cây phá rừng ngăn sông đắp suối làm cho thiên nhiên môi trường sống chung quanh của chúng ta nó thay đổi một cách là khủng khiếp cho nên môi trường thì ô nhiễm hiệu ứng nhà kính vân vân hà nội của chúng ta thủ đô của việt nam chúng ta chúng ta nhìn bằng mắt thường thì thấy ngoan lành thế này thôi các quý vị nhưng mà các nhà khoa học Họ dùng bằng các biện pháp khoa học của họ đo Họ thấy là Hà Nội chúng ta Lọt vào top đầu của các quốc gia ô nhiễm môi trường trên thế giới Các vị không tin cái nhà chúng ta đi 3 ngày về mà xem Cái cửa sổ mà chúng ta quên đóng á, Bụi bay trong nhà gì Đây Mặc dù là con phố á, đông đúc con phố ngon lành có thể là phố ba đình ấy, ở trong ba đình nhé, trong quận ba đình ấy. nhưng mà bụi vẫn đầy bụi về bụi về khí thải ô tô xe máy bụi về các công trình xây dựng chung quanh các quận huyện quanh ba đình nó bốc lên rồi nó gió nó đưa vào vân vân đủ các thứ hết à. Cho nên á, vì ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường như vậy Cộng thêm về gì? Ô nhiễm về các thức ăn mà chúng ta ăn uống hàng hàng ngày Đủ các loại hóa chất tẩm sấy ở trong các loại thức ăn của chúng ta bây giờ Chính vì vậy mà bây giờ mà kiếm được con người mà từ khi sinh ra cho đến năm sáu bảy mươi tuổi không có bệnh gì là khó vô cùng các quý vị nó cũng là cái cộng nghiệp của nhân loại chúng ta chúng ta tham về kinh tế thì chúng ta phải trả giá về về sức khỏe cộng đồng thôi không có gì khác cho nên cái chuyện ốm đau bệnh tật xin thưa các quý vị nó là chuyện bình thường rồi thầy hôm qua tự nhiên đến trưa hôm qua thì người nó khó chịu phải đi cạo gió suốt cái chiều hôm qua lại sáng nay nay mới lên ngồi được đây không khí đi đưa mấy bác thợ đi lên trên tầng năm, tầng chín, tầng 10 đi một vòng để chỉ đạo các công việc xuống rồi bắt đầu nghe nó khác ngay chắc là hôm qua đông người lên đó mà trên đó đang làm nó bụi quá nó không thoát hết ra được sức khỏe mình kém là mình hít vào những cái bụi bẩn những cái ở trong đó thì có cả những cái bụi sợi thủy tinh như thợ đang làm hít vào mình yếu là mình mệt thôi. Thế cho nên cái chuyện là sức khỏe à, chúng ta đừng có đòi hỏi là tại sao con tụng kinh Phật, con học Phật mà con cứ ốm. Đức Phật nói có thân, có già, có bệnh, có chết. Mình tụng kinh Phật không phải là không bệnh, tụng kinh Phật không phải không chết. Điều quan trọng ở các Phật tử, những hành giả tu hành của chúng ta, chúng ta học Phật, tu Phật, chúng ta có thân bệnh nhưng mà tâm chúng ta không bệnh. Thân bệnh mà chúng ta không lo lắng, không sợ sệt, không sợ chết. Chúng ta sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào. À, còn sống thì làm Phật sự. Còn sống thì uh, tiếp tục tu hành. Chết thì chúng ta về Tây Phương. Luôn luôn có một cái uh, tâm niệm như thế thì chúng ta thấy nhẹ nhàng. Chúng ta không có lo lắng gì cả. Nếu được về Tây Phương á, chúng ta được thân uh, Kim Cương Na La Diên bền chắc, thọ lượng uh, vô lượng vô biên như Đức Phật A-di-đà, gọi là vô lượng thọ công đức phúc báo trang nghiêm thanh tịnh thân thể đẹp đẽ do công đức mà từ hoa sen hóa sinh ra không phải bị cái cảnh sinh già bệnh chết như thế gian chúng ta này nữa thì tội gì chúng ta không tu không cầu để được vãng sinh tây phương nói thế nhưng mà phật tử này nói rằng à, bị bệnh phật tử này À, bị bệnh cho nên là muốn là chỉ cho cái phương pháp để tu tập làm sao để cho nó có sức khỏe để còn làm công việc gia đình cũng như là à, tu tập đỡ mệt mỏi để à, tu tập thì à, cái bệnh tiểu đường này á à thực sự là cũng có nhiều người đi bệnh viện khám bác sĩ Bác sĩ họ kê đơn thuốc cho cũng có người khỏi Nhưng cũng khá nhiều người không khỏi Nó cứ tái đi tái lại Vì cái bộ phận trong cơ thể của chúng ta nó bị hỏng Cho nên nó mới sinh ra như vậy Có người bảo là Ăn đường thì nó sinh ra tiểu đường không phải đâu Thầy cũng gần mấy cụ rất là giỏi về thuốc, về nghiên cứu, về thuốc các cụ nói không phải là ăn đường mà nó sinh ra bệnh tiểu đường. Ăn cơm, ăn các thứ bình thường của chúng ta, ăn chất béo đó mà nó cũng sinh ra bệnh tiểu đường. Thì thân thể của chúng ta nó không cân bằng. Cái chức năng ở trong gan trong thận của chúng ta nó mất một cái chức năng nào đó cho nên nó không cân bằng vậy nó sinh ra cái đó. Thế có một cụ cụ cũng dạy cái phương pháp là chữa bệnh tiểu đường ấy cứ uh, hàng ngày chúng ta uống uh, cái chai nước uh, la vi nước trắng chúng ta này này đun sôi lên để nguội hoặc là nước la vi tiệt trùng đó chúng ta cho mấy hạt muối vào nó hơi đậm đậm một chút cho vào khuấy lên là uống uh, cả ngày như thế thế dần dần cái bệnh tiểu đường nó cũng thuyên giảm à, bệnh tiểu đường nó thuyên giảm đấy là một uh, uh, cụ thầy thuốc hơn trăm tuổi cụ uh, ra đây mấy lần cụ hướng dẫn cũng có một vài phật tử họ à, đi theo đoàn của cụ họ đến họ nói rằng à, họ nhờ cái uống ấy, như thế mà họ khỏi đấy đấy là cái một cái phương phương pháp mà thầy à, biết được cái phương pháp thứ hai đó là cách đây tháng hơn tháng thì các phật tử nhà mình có người đi vào trong uh, miền nam nghe cái uh, thông tin là cái củ bạc hà với cái lá đu đủ uống nó cũng chữa được rất nhiều uh, căn bệnh có những căn bệnh quái ác như căn bệnh ung thư à nhiều người cũng khỏi thế các phật tử đi vào kia về thì xin được cái công thức uống và các cụ các thầy các cư sĩ ở trong miền nam các vị cũng hoan hỉ cho công thức uống thì về nhiều người uống cũng đã đỡ và đã khỏi rất nhiều đặc biệt là như bệnh xương khớp bệnh trĩ à có người tiểu đường cũng khỏi có người uống tiểu đường nửa tháng một tháng là đi đo lại nó bình thường rồi, đi khám, khám lại nó lại nó xuống cái mức là bình thường. rồi bệnh gút cũng khỏi, ấy nó nhiều cái hay thế. nó rất là đơn giản, có hai cái loại thôi mà bệnh gút cũng khỏi. có cái chú uh, giáo viên, cũng quen thầy, ở dưới hà nội vì bệnh gút mà đêm đau có không ngủ được thậm chí là còn khóc vợ bảo con không ngờ chồng của con nó yếu đuối như thế. thế thầy mới bảo là làm sao mà bảo, bảo là chồng yếu đuối, và nó, nhà con nó đau chân mà tối nó khóc như là trẻ con ấy khóc nỉ khóc non mà là con không ngủ được <laughs> thế thầy mới bảo là cô chưa biết cái người bị đau hút nó đau đến mức độ nào đâu bị cái bệnh hút đó thầy ngày xưa ông tiếp xúc với mấy bác doanh nghiệp với mấy bác lãnh đạo á kiểu như là hay đi tiếp khách nhiều ăn uống nhiều cho nên nó thừa chất đạm trong người á nó bị bệnh hút cho nên nó sưng nó nứt nẻ chân lên các bác bảo đêm lại mà nó đau, đặc biệt là mùa đông. Nó đau đau là không thể nào mà chịu được. Nó đau nó từng cái cơn nó cắn, nó rứt nó rỉa như là lấy từng cái, cái cái dao cùn để xẻo thịt mình ấy. Cái dao sắc xẻo thịt thì nó, nó đau, nó, nó mát đi một cái là nó mới đau. Còn dao cùn và xẻo thịt thì cứ thế là nó cứa, 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 cứ mà. Nó như cắn, như rỉa, như rúc, như rỉa ấy. Đau vô cùng. Thế thầy mới bảo cô đấy, người ta đau thì người ta khóc tí thì có sao? và nhưng mà có con nhỏ, con đã khóc rồi chồng cũng khóc. À đây đây hai bố con nó khóc thì thầy bảo đấy lộn đến cả ruột ra. ban ngày thì đi làm cả ngày, chiều về tối về thì thổi cơm à, cho ăn, ăn xong rồi đến đêm mà lại thì, thì chồng khóc con khóc, à, khổ lắm. thế thầy bảo là gì? sinh ra làm kiếp gì? má hồng là như thế đấy. À, đi lấy chồng thì may mắn gặp vào cái người chồng mà chính nhân quân tử mà à, đầu đội trời chân đạp đất đó thì vợ được nhờ cái ông chồng mà nó mềm mềm yếu yếu nó 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 hơi một tí là nó làm núng vợ núng con đó, thì người phụ nữ thì khổ ấy thế thầy bảo thôi nhưng chắc chú ấy đau quá thế lấy cái thử cái thuốc đó cụ bạc hà về chú ấy uống xem vì một số người ở trong miền nam mà uống mà bảo khỏi uống mới có tuần thế là nó hết đau khoảng độ hơn chục ngày thế là gọi điện cho thầy cảm ơn rối rít đấy bảo ôi rồi bạch thầy thuốc nhà phật màu nhiệm quá <laughs> thế là khỏi hơn chục ngày thế khỏi không đau nữa đi làm bình thường mà nó hết sưng rồi hết đau hết tấy hết sưng hết đau à cái này thì không phải bây giờ thì cái cái củ bạc hà này mới chữa bệnh hút đâu qua cái tìm hiểu thì tôi mới thấy là ở miền Bắc chúng ta hàng uh, chục năm trước hơn chục năm trước ở các cụ ở trong quê với các cụ ở trên uh, người giao trên ba Vì ấy họ đã đi lấy củ bạc hào phơi khô sắc hạ thổ để uh, cho những người bị bệnh hút uống rồi. Đấy, họ đã khỏi rồi. Đấy cũng là một cái uh, phương pháp nhưng bây giờ thì mình uống tươi thì nó sẽ tốt hơn. Nếu uống tươi thì nó lại phải đun uh, đúng liều lượng và đúng cách đun không có lại bị ngứa thế cho nên phật tử này vì bệnh uh, tiểu đường này và những người bị bệnh tiểu đường này đặc biệt bệnh xương khớp mà bệnh trĩ là nhanh nhất vừa qua ba bốn người bệnh trĩ uống chỉ có tuần hơn tuần nữa là khỏi mà trước đấy thì bị hai ba chục năm rồi đi viện nó không khỏi cắt rồi nó lại thì nó lại uh, bị tiếp thế là uống vào là tuần hơn tuần hai tuần thì nó khỏi đó đấy mà bệnh ung thư cũng có vài người thông báo là khỏi rồi vài người đại đa số là đã đỡ nhiều ở đây đang có ai uống mà đã khỏi hoặc đã đỡ nhiều cho giơ tay xem nào trong hội trường này giơ cao lên cao lên à vẫy vẫy cái tay ra là thế xem nào cũng khá nhiều người đỡ và khỏi bệnh đúng không Và có thể là ngày cuối cùng chúng ta làm một cái chương trình à... thôi không phải phật pháp nhiệm màu đâu gọi lên và phỏng vấn luôn tại chỗ cho nó nhanh. Để cho một số Phật tử họ cũng có cái niềm tin để họ uống cho khỏi bệnh, có sức khỏe cho tốt. Thì cũng phải nói là đây cũng là một cái nhân duyên đặc biệt Phật pháp các ngài cũng gia trì cho. Ở đấy trường hợp Phật tử này thì khuyên như thế kết hợp thêm kết hợp thêm là chịu khó tụng kinh niệm Phật thì chú ngồi thiền vân vân tùy theo có duyên cái pháp nào tôi pháp đó để cho nó tiêu nghiệp đi và học lễ Phật y học được nữa thì càng tốt hoặc là vẩy tay dịch cân kinh đó để làm sao để cho nó cân bằng cái khí huyết trong cơ thể của mình những cái tuyến mồ hôi những cái chất độc trong cơ thể nó ra theo cái tuyến mồ hôi nó ra sạch đi à, mỗi lần dịch cân kinh hoặc là lễ Phật y học đó thì nó ra mồ hôi thì chúng ta tắm bằng nước nóng hoặc lấy nước nóng mà lau sạch sẽ đi thì nó sẽ tốt cho sức khỏe thôi đấy mỗi thứ một tí vừa uống thuốc vừa tụng kinh niệm phật vừa là chịu khó thể dục thể thao các cụ già rồi không chạy được như thanh niên như phụ nữ như người trẻ ngoài đường nữa thì tốt nhất chúng ta vừa à, tu vừa gì thể dục dịch cân kinh thì thể soạn ra cái bài dịch cân kinh vừa vừa thể dục thì cân kinh vừa niệm a di đà phật lễ phật y học cũng thế vừa lễ phật y học lại vừa niệm a di đà phật cho nên một công đôi việc vừa được cho sức khỏe vừa được công đức tu hành cái tội gì các hành giả phật tử chúng ta không đã thực hành Đó. À, về, về câu hỏi phật tử đấy thế xin trả lời như thế một phật tử nữa hỏi nam mô a di đà phật kính bạch thầy hoan hỉ bố thí cho con xin hỏi ạ con là nguyễn thị sáu ở thái bình con làm tiền vàng tức vàng mã để xuất khẩu sang đài loan như vậy con có bị tổn phúc hay quả báo gì không ạ à? con nghe nhiều thầy giảng làm vàng mã sẽ bị nghiệp rất nặng không chỉ đời này mà con cháu cũng bị ảnh hưởng kính mong thầy giải đáp cho con được hiểu con xin tri ân công đức thầy ạ à. Con Nam Mô A Di Đà Phật. À, xin thưa các quý vị, thầy nhớ là ngày xưa thầy còn đang đi học, ngồi ở trên học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Thầy à, có đọc thêm một cái quyển sách nói về cái nghiệp làm vàng mã. Mà trong đấy nói rất rõ là dẫn chứng cái Đức Quán Thế Âm Ngài thị hiện và Ngài nói rằng có mấy cái tội Những người tạo tội thậm chí là tạo tội tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác Đủ duyên Bồ Tát, Quan Thế Âm vẫn có thể cứu được, thoát nạn Nhưng có mấy cái tội Ngài không thể cứu được Xin liệt kê ra đây là chúng ta suy nghĩ Cái tội thứ nhất là cái tội những người làm mắm những người làm mắm ấy, làm mắm tôm ấy, mắm ngày xưa làm làm nghề mắm tôm, mắm nước mắm các thứ gì đấy, vân vân. Và lúc đầu đọc ấy, thì thầy cũng chưa hiểu sâu. Thầy cái tại sao cái tội nghề làm mắm, làm nước mắm mà họ làm sao mà lại tội Đức Quan Âm không thể cứu được. sau khi đọc vào cái phần giảng giải ấy, thì mới thấy là gì? Họ cái phần giảng giải mới nói là những người làm mắm làm mắm tôm ấy, làm nước mắm ấy là tất cả những cái con cá, con cua, con tôm, con ốc, con ếch vân vân Họ đánh ở ngoài biển về không biết là bao nhiêu tấn, bao nhiêu chục tấn, bao nhiêu trăm tấn, bao nhiêu nghìn tấn. Càng làm lớn thì giết hại sinh linh càng càng nhiều. Tất tần tật họ về họ đem họ cho vào những cái bể đó. Họ cho vào đấy hết vào đấy. Bắt đầu cái thân những con tôm, con cá, cua, ốc, ếch vân vân tất tần tật đó. Nó thối rửa ra. Rồi nó đục đầy ở trên đó sau đó thì người ta mới rồi chất lọc lấy cái nước giống như mình nấu rượu đó các quý vị đấy thế là ra nước mắm ra mắm hay là nghề làm mắm tôm cũng thế thế thôi tất cả những cái con vật giết rồi cho vào đây cho nó thối lên vài tháng ba tháng sáu tháng rồi chỉ cả năm thối lên ăn à. chính vì á tàn sát không biết bao nhiêu các loài thủy tộc các loại chúng sinh nhỏ bé yếu thế chính vì vậy mà những nỗi oan khuất ấy những oan gia trái chủ ấy nó dâng biểu nó gì nó kiện lên diêm vương thậm chí là nó kiện lên cả gì đức phật luôn ấy đệ tử của của ngài giết chúng tôi không gì không một chút thương tiếc làm sao mà có thể để các vị thành bồ tát thành thánh tăng thành a la hán thành bích chi phật được làm sao để các vị về tây phương cực lạc được khi vị đó thì các vị đó còn nợ mạng chúng con rất nhiều cho nên các phật tử chúng ta đức phật trong ba mươi bảy phẩm trợ đạo thì có cái pháp bát chính đạo trong bát chính đạo thì có một À, cái chính đó là gì? đó là chính nghiệp, tức là nghề nghiệp sinh sống phải chân gì? chân chính, đó. cho nên những nghề nghiệp mà các phật tử chúng ta chọn để làm nên làm những nghề nghiệp chân chính, không tổn hại đến mạng sống của chúng sinh, không lừa gạt, gian dối, nhân loại, làm đồ mã là đồ giả mà đồ mã là đồ giả làm mắm là gì là cực ác nghề làm mắm là cực ác đấy có mấy cái nghề nghề thứ nhất là gì nghề làm mắm vì nó cực ác nghề thứ hai đức quan thế âm bồ tát nói chính là nghề buôn bán quan tài hay nó là có cả nghề buôn bán quan tài nhưng bây giờ chúng ta là buôn bán quan tài chúng ta phải phân ra hai loại một loại là buôn bán quan tài là gì là vô tư à ngày nào có người không may họ mất thì chúng tôi mình đem mình bán thì không sao nhưng các cụ các phật tử chúng ta biết mà ấy bán khoảng được hai ba ngày mà không bán được cái nào thì sốt ruột còn gì nữa đúng không cửa hàng thì đi thuê nhân viên khi phải trả lương hai ba ngày đến tuần trả bán được cái nào thì đương nhiên là cái tâm nó khởi lên đi ra đi vào đá thúng đụng nia làm sao cả cái xóm này cả cái phố này mà cả tháng nay hay cả tuần nay chẳng có đứa nào chết <laughs> cả tuần nay chẳng có đứa nào chết thì bà gì bà sống bằng cái gì á à, bà sống bằng cái gì cho nên là trong tâm là khởi ra gì ngày nào cũng phải muốn bán được vài gì ấy? vài bộ quan tài mà một khởi cái tâm ngày nào cũng muốn bán bán được vài bộ quan tài trong khu phố của mình trong xã của mình thì đồng nghĩa là ngày nào chúng ta cũng mong cho có người có người chết đó là khởi ác gì ác tâm ác tính ác hạnh ác duyên chính vì vậy mà cái tâm ác dần dần nó từ đó nó lớn lên nó trưởng thành và nó đi vào con đường con đường ma sự chính vì vậy mà chúng ta thấy đức Quán Thế Bồ Tát ngài bảo rằng hạng người thứ hai mắc tội ngài khó thể cứu được đó là chính là nghề buôn bán và quan tài nói vậy thôi ở đây nếu trong hội trường này hay trong phật tử ấy, những người mà nghe giảng mà nhà mình đang buôn bán quan tài thì cũng phải xem xét nếu nhà mình không mong với cái mục đích là phục vụ à thôi cả tháng không có người mất thì càng tốt trong khu phố của mình trong xã của mình cả tháng hoặc là hai ba tháng mà không có ai mất thì À, có nghĩa là nhân dân đang được bình yên càng tốt. Có người mất họ đến họ mua thì chúng ta gì? Chúng ta bán cho họ bằng cái khởi cái tâm mà tử bi thương xót khổ thân ông ấy khổ thân bà ấy à, khổ thân anh ấy chị ấy còn trẻ như thế mà không may bị bệnh hiểm nghèo hoặc bị tai nạn hay bị gì đó mà gì qua đời thật là gì thật là đáng thương xót thay cầu nguyện tam bảo chư Phật Bồ Tát gia trì cho cứu độ cho cho thần thức của họ sớm được sinh về cõi cõi lành bán hàng như thế thì không sao Đó. nhưng chúng ta biết rằng đấy để mà làm được như thế thì không phải là đơn đơn giản đối với người người buôn bán chúng ta đấy nó nhiều thứ cho nên là lựa chọn cái nghề nghiệp để làm ăn cũng phải suy nghĩ cho nó kỹ vậy đó cái uh, thứ hai cái thứ ba cái thứ ba mà thầy đọc trong đó thì thấy là Đức Quan Thế Bồ Tát ngài dạy rằng uh, cái nghề thứ ba mà ngài không thể cứu độ được đó chính là làm nghề hàng mã vì sao mà bảo là không thì cứu độ được vì uh, lừa thần dối quỷ cái lừa thần dối quỷ uh, lừa thần dối quỷ lừa gì lừa cả nhân gian khiến cho cả nhân gian là gì phần lớn là mê mờ khiến cả nhân gian là mê mờ bây giờ chúng ta thấy có những cái đám ma có những cái đám dỗ có những đám cúng thất thất trai tuần có những đám cúng ba mươi có những cái lễ vô lan ở trong chùa một số các quý thầy không hiểu thì như kiểu gì mà đốt vàng mã ghê lắm phật tử cũng đốt vàng mã ghê lắm chúng tôi biết là có những ngôi chùa cứ mỗi một vong là một bộ quần áo nữ thì thêm à, nón nam thì thêm mũ rồi thậm chí gia đình nào có điều kiện thì mỗi vong một cái gì một cái xe may bách hay là một cái xe à, à, ô tô thậm chí là gì? mấy năm trước tôi còn đang đi học á, hơn hai hơn chục năm trước đang đi học á. đến có một cái đám dự một cái đám một cái chùa, các cụ đốt cho thì, mỗi cụ một cái bo in bảy bốn à. thế tôi mới trêu uh, với mấy thầy cùng học là, chả biết ngày xưa các cụ ấy còn sống đã được đi uh, máy bay lần nào chứ nhỉ, thế bảo chả biết bà thấy mình mà bảo bây giờ con cháu đốt vui bảy bốn bảy xuống thế thì các cụ đi làm sao các cụ trong cái cả đời các cụ có lúc còn sống có được đi, đi máy bay bao giờ chưa bây giờ đem uh, cúng cái máy bay cho các cụ xuống thế các cụ làm kiểu gì mà lái được à, mà nuôi uh, lái máy bay thì phải là gì đại gia mới nuôi được à, mới nuôi được máy bay chúng ta thấy ở việt nam chúng ta mấy năm trước có mấy uh, uh, ông bầu uh, lớn mấy đại gia lớn mua máy bay cho dần dần bán gần hết rồi vì sao? Phải thuê bến bãi, thuê uh, phi công, thuê đủ các thứ. Mỗi một tháng như vậy nó hàng, phải thuê, nó phải chi hàng tỷ cho gì? Vài tỷ cho cái máy bay ấy. Cuộc sống, các cụ lúc còn sống, một lần cưỡi máy bay đi máy bay từ đây vào thành phố Hồ Chí Minh chưa chắc là được đi. Bây giờ đùng một cái, đúng là giàu lên một cách gọi là bất ngờ nó bỏ ra vài triệu nó mua một cái Boeing 747 nó bảy nó, nó nó đốt nó hóa và nó dâng cho các cụ các cụ ở dưới có sướng không chắc chắn không một số những vị theo cái tín ngưỡng dân gian họ nói là đốt vàng mã ở dưới kia nhận được cứ đốt là dưới kia nhận được và họ nói rằng đấy có cái vong linh nó nhập vào cái bà đồng ấy kêu là ở dưới kia không có tiền tiêu cho nên đốt xong một cái ở dưới thì cười khinh khách ra bảo là từ giờ trở đi là gì là không thiếu thốn gì nữa và còn dặn là mỗi năm là gì? nên đốt cho cho các cụ một lần như thế vân v chính vì xuất phát từ những cái mê lầm như vậy cho nên chúng ta thấy nhà nước chúng ta chính phủ chúng ta mấy năm trước về bộ văn hóa cũng có cái 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 chỉ đạo cấm đốt vàng mã trong các khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia văn hóa cấp tỉnh trong đó có đền chùa miếu mạo vì nó làm ô nhiễm vào môi trường nó gây tốn kém tiền của trong nhân dân mà là cái nguy cơ hỏa hoạn là rất là cao đặc biệt những ngôi chùa cổ thì thường hay làm bằng gỗ mà làm gỗ mà đốt như thế về nguy cơ hỏa hoạn rất cao các quý vị rồi mấy năm trước có trường hợp là à, đốt vàng mã ở nhà cũng làm cháy cả cái cháy cả mấy cái nhà bên cạnh nữa. Vì nhà liền kề với nhau nó cháy nhà này lan sang nhà kia. Ở Hà Nội chúng ta chứ ở đâu? Thành phố Hồ Chí Minh cũng có một vài trường hợp rồi mấy năm trước báo chí đang ngầm lên. Cho nên cái đốt vàng mã xin thưa các vị nó không phải là văn hóa của Phật giáo cũng không phải là văn hóa của Việt Nam chúng ta. cái khởi uh, nguồn của đốt vàng mã này nó xuất phát từ ở uh, thời nhà nhà gì bên Trung Quốc nhỉ? Nhà Tần bên Trung Quốc. Từ trước vua Tần thì hoàng về trước. Các vị vua vị quan uh, lại uh, đầu chiều của Trung Quốc mà mất, những người giàu có, đại gia của Trung Quốc họ mất thì thường họ chôn theo gì? Tỷ thiếp. Thế chôn theo vợ, chôn theo uh, người hầu á uh, tội đó nó rất là ác vua chết thì các cung tần mỹ nữ phải đem chôn sống theo Và quan niệm là để hầu gì sống làm thê thiếp của vua thì vua chết thì cũng phải đi theo vua để hầu hạ cho nên chôn sống ác quá thế đến sang tới tần thủy hoàng à, chúng ta biết tần thủy hoàng là một vị vua rất là nổi tiếng của trung quốc nhưng mà cũng cực kỳ độc ác ông ấy rất là giỏi ông thống nhất được đất nước Trung Quốc rộng lớn và đặc biệt chúng ta thấy cái di tích của ông bây giờ còn để lại đó chúng là gì đó là cái cái thành gì Trung Quốc nhỉ cái thành gì mà dài nhất thế giới bây giờ tường thành nhé vạn lý trường vạn lý trường thành ông là người có công xây dựng đặt nền tảng đầu tiên tất nhiên một thời các thời vua chúa sau họ vừa tu bổ vừa xây thêm nó mới dài như thế nhưng mà ông là người đầu tiên đặt cái nền móng ấy và xây dựng cái đó đến thời của ông ấy thì thay đổi đi một chút đó chính là từ cái chỗ là tuấn táng các cung tần mỹ nữ đi theo vua thay vào đó là gì là nặn đất gì đất nung thành hình gì nặn hình nộm hình người đó thành cái lấy đất Ngày xưa chưa có bê tông, chưa có xi măng như bây giờ Lấy đất, đất xét đó Trộn với gì? Với uh, cái uh, giấy hoặc là tải đay hoặc là cái giấy bản Trộn với thì Trộn với đường mía Cái đường mía mình gọi là mật đó, cái mật nó nó, nó hơi đen đen đó Trộn vào Thầy về cái chùa Khai Nguyên ngày xưa tượng Phật uh, khỏi đó tàn toàn bằng gì Đất chấu với là cái uh, vôi với cái đường mía với đất ấy. Trộn với nhau nó rất là dẻo mà thậm chí có khi nó còn tốt hơn là xi măng nữa. Và chúng ta thấy cái đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng ở bên Trung Quốc. Xem họ khảo cổ lên hàng nghìn năm nay, hai nghìn năm nay mà nhiều pho tượng vẫn còn nguyên vẹn. Đấy thì sang thời Tần Thủy Hoàng thì bắt đầu là không tuấn táng các cung tần mỹ nữ theo vua nữa. Mà chuyển thành, thành nhà, đội quân đất nung. Ở trên dương thế như thế nào thì ở dưới. À quái âm nhà Tần Thủy Hoàng cũng chuẩn bị cho mình tất cả quan lại, tất cả những uh, binh uh, lính rồi uh, hoàng hậu, uh, thê tử vân vân uh, theo mình như thế. Với cái uh, suy nghĩ có thể là suy nghĩ là sau khi chết đi, vua là một bậc thiên tử, chết đi xuống cái uh, âm phủ thì phải có người hầu hạ vân vân để tiếp tục làm vua. Suy nghĩ như thế con không mới làm vậy. Và song song với cái giai đoạn đó ở thế gian những người nghèo thì không thể có tiền để bỏ tiền ra để nặn cái gì nặn cái hình đất nung bằng người như thế để cúng theo cho nên nó xuất phát từ hai mẹ con một gia đình ông chồng làm nghề tiểu phu đi rừng đốn củi và hôm đó bị bị bị, bị ngã và bị chết ở trong rừng bà vợ thương chồng quá không biết làm thế nào cho nên thế mới nặn gì nặn mới mới dùng bằng cái hình thức là lúc đầu là nặn bằng cái cắt bằng cái mo cau lấy cái mo cau để cắt thành hình gì vợ và con nhé cắt thành hình vợ và con để để cho để đem để bên cạnh vào cái quan tài để trong quan tài của của, của chồng ấy để chôn ý là gì là vợ và con được chôn theo chồng làm bầu bạn với chồng ở dưới cõi cõi âm thế rồi thì đến ngày dỗ ba năm bốn chín gì đó hay trăm ngày gì đó cái sách thì không nói rõ cái đó đến ngày dỗ đó thì lúc chồng còn còn khỏe thì chồng đi củi để nuôi hai mẹ con bán củi để nuôi hai mẹ con bây giờ chồng chết rồi thì vợ thì chân níu tay mềm từ trước chưa bao giờ đi lên rừng đốn củi để à, bán cả thế bây giờ nuôi con bằng cách gì à cho nên bà mới nghĩ ra một cái kế đó là gì đứa con nó cũng lớn lớn mấy tuổi rồi thế nghĩ là một cái kế cái kế đó là vào cái ngày rỗ hết của bố con đấy dạy cho con cái cách là gì đấy. hôm đó thì tự nhiên là đến ngày rỗ thì con thì con lên con khóc lóc con khóc lóc con làm ầm lên giả dạng như là bố con ấy và người hàng xóm và họ hàng đến dự cái dỗ hôm đó này là, là thấy lạ. Cái đứa trẻ như thế thì khóc lóc nó với trẻ mấy tuổi mà đã biết như thế kêu khóc lóc làm đúng như bố nó ngày xưa. Thế là bảo là ở dưới thì gì buồn lắm. Có một mình buồn bã. À vân vân. À thiếu thốn mọi cái. Vân vân. Thế bây giờ người vợ mới nói, chuẩn bị sẵn rồi cho nên mới cắt cái gì, cái giấy, cắt cái giấy tiền vàng với cắt cái giấy hình nhân thế mạng hai mẹ con thì mới đốt, đốt xuống kia đốt một tí thì đốt xong được cái đứa trẻ kia là gì, nó cười nó vui vẻ và nó không khóc nó cười vui vẻ và nó bảo là vui vẻ rồi, đã gặp được hai mẹ con rồi, ở dưới kia đã nhận được những cái phần vật phẩm của hai mẹ con dâng cho rồi cho nên vui lắm Đấy, bắt đầu từ đó cái tục đốt vàng mã của Trung Quốc bắt đầu xuất phát nguyên thủy từ đó các quý vị, đó. và bắt đầu từ đó hai mẹ con sống bằng cái nghề làm vàng, làm vàng mã cho hàng xóm. Đó. đến lúc đó bắt đầu ở trong làng cứ nhà ai có người chết thì lại đến đặt, cô ấy cô ấy làm vàng mã thì đương nhiên cô ấy có tiền để nuôi uh, nuôi con, tục lệ từ đó. Việt Nam chúng ta có thể là gì? do nghìn năm á. Uh, bắc thuộc. Cho nên cái văn hóa của Trung Quốc Nó xâm nhập vào Việt Nam chúng ta và Việt Nam chúng ta um, cũng uh, tiếp thu những cái uh, tín ngưỡng của họ và cái tục vàng mã thì nó cũng bắt đầu ở từ đó các vị. Còn trong Phật giáo chúng ta không có đốt vàng mã. Phật giáo không đốt vàng mã. Đấy thì cũng nói như vậy để chúng ta cũng uh, biết được thêm. Vì vậy Phật tử này bảo làm vàng mã này thì uh, để xuất khẩu đi Đài Loan thầy hỏi có tội không có tội hay không thì thầy không dám khẳng định là có tội hay không vì cứ lên trên Tam Bảo mà hỏi Phật Tổ xem có tội hay không <laughs> lên Tam Bảo hỏi Phật Tổ có tội hay không bây giờ thầy bảo tội thì cũng khó lấy gì để chứng minh bây giờ thầy bảo không có tội thì cũng khó như vậy là thầy lại nói trái với lời Phật dạy lời Bồ Tát quan tâm dạy mà ngày xưa thầy được học được đọc được biết. Cho nên nay xin kể ra câu chuyện đó để cho phật tử này gì tự suy nghĩ đi. Còn thầy cũng không dám nói là phật tử này làm như thế là có tội. Cũng không dám khuyên phật tử này cứ thế mà làm mà tiếp đi để mà lấy tiền mà nuôi con cái nuôi gia đình mà làm giàu vân vân. Nếu thầy khuyên như thế là trái với lời phật ý tổ trái với cái thuần mong phong mỹ tục của phật giáo chúng ta vì phật giáo chúng ta nói thật vì không có đốt những cái đó Đấy, cái dân gian thôi cái tín ngưỡng dân gian xuất phát như Thầy nói là xuất phát từ trung quốc như thế thôi đó, cho nên cái trường hợp này thì thầy cũng đưa ra cái dữ liệu cái câu chuyện như thế và phật tử này và những ai có bất cứ những ai đang làm cái nghề vàng mã hoặc những cái nghề tương tự như thế thì phải suy nghĩ. Ví dụ làm mắm này, bán quan tài này, buôn bán quan tài và làm nghề vàng mã này, nên suy nghĩ. A-di-đà Phật kính bạch Thầy. Do con đi làm về muộn nên đến 8 giờ tối con mới có thể tụng kinh. Nhưng có người nói với con từ 8 giờ tối trở đi không được thắp hương, vì ma vào nhà <laughs> tám giờ tôi thắp hương ma vào nhà không biết ai nói cái này <laughs> à, như vậy có phải không thầy à, bàn thờ tổ tiên nhà con thờ à, năm chén nước nhưng con thấy trong kinh nói là thời bảy chén à, con có phải thay đổi không ạ à? con kính mong thầy hoan hỉ giải đáp giúp con à, một phật tử người câu hỏi có hai ý ý thứ nhất đó hỏi rằng tám giờ tối thì không được tụng kinh nữa vì lúc đó tụng kinh mà lên hương thắp hương thì ma nó vào nhà cái này thầy chưa thấy ở trong kinh sách nào nói như thế chưa thấy lời phật dạy lời tổ giảng nào như thế cho nên chắc chắn cái này cũng chỉ là cái người thế gian chúng ta gọi là À, đồn thổi truyền miệng với nhau mà thôi. Nếu không phải là lời Phật, lời uh, Bồ Tát, lời Thánh Tăng, lời Tổ Sư, lời Chư vị uh, cao tăng Thạc Đức các ngài uh, hướng dẫn và chỉ dạy thì uh, chúng ta cũng không nên uh, tin tưởng lắm. Vì uh, thế gian pháp thì hôm nay đúng mai có thể sai, chỗ này đúng chỗ kia có thể sai tất cả các kinh điển của đức phật ở trong luận tạng luật tạng nói đúng hơn là cả trong tam tạng thánh điển thầy cũng chịu khó đọc sách và nghiên cứu rất là nhiều nhưng mà không thấy trong kinh luật luận nào nói rằng sau tám giờ tối là không được tụng kinh không được lên hương vì lên hương sợ ma vào nhà vân vân chúng ta biết là chư tăng của phật giáo việt nam chúng ta đặc biệt ở phía bắc này có một cái khóa lễ đó là khóa lễ gì lâm thụy khóa lễ lâm thụy được chư tăng tất cả các hạ trường ở phía bắc chúng ta bây giờ vẫn duy trì và tu tập đó vào cái thời khóa vào lúc 9 giờ đêm lâm thụy À, bài lâm thụy này nhật sắc một thời lâm dạ sắc hôn cù nhiệu nhiệu hữu trùng tăng đồ chi ngoại điểm tha gia trúc bất khẳng hồi nhiên phản kỷ, à, phản kỷ đăng vân vân và cho đến vào kệ niệm phật và niệm à, ba chàng phật hiệu sau đó tứ thánh hiệu bồ tát hồi hướng tam tự quy Đây là khóa tu khuya của chư tăng ở các hạ trường phía bắc chúng ta còn uh, các thiền viện ở Trung Quốc và Việt Nam ngày xưa thì người ta còn có thời công phu khuya vào lúc khoảng độ 1 giờ đến 2 giờ sáng nữa cơ. một 11 12 giờ mới được đi ngủ. Vừa ngủ chợp mắt được một tí 1 giờ lại đã thức chúng. Dậy đi ngồi thiền. À, ngồi thiền đến uh, khoảng uh, 3 giờ sáng. Thì uh, chợp mắt một tí đến uh, 3 rưỡi 4 giờ lại dậy ạ. Uh công thu khóa sáng công phu khóa sáng tiếp đấy là các chốn đại tổng lâm các chốn thiền môn ngày xưa à, các tổ các cụ chế định những cái thời khóa là miên mật như thế mục đích là để cho hành giả tu hành không khởi à, lòng tham kể cả đó là tham ăn tham ngủ mà đây cụ thể là tham ngủ dành cái thời gian cho sự uh, tu tập uh, cầu đạo giải thoát mong được giác ngộ ngay trong đời này khỏi phải tái sinh uh, trở lại ở đời sau nữa cho nên uh, phật tử này uh, nói rằng uh, có người bảo rằng uh, sau 8 giờ không được tụng kinh vì uh, nếu tụng kinh thắp hương thì ma vào nhà cái này không có lý ai nói như vậy toàn là lời sàm ngôn cái lời đó là lời không có căn cứ và tam tạng thánh điển của đức phật không đáng tin cậy và tất cả các phật tử chúng ta nếu ban ngày sáng chiều mà chúng ta bận công việc công ty, công việc cơ quan, công việc gia đình mà phải đến 8 giờ, 9 giờ chúng ta mới ăn cơm, mới dọn dẹp xong, công việc gia đình mới xong thì chúng ta lên một thời khóa 8 giờ, 9 giờ, thậm chí 10 giờ cũng được. Nhưng miễn làm sao lúc đó chúng ta chuông mõ khánh thì nhẹ nhàng, đừng phát ra tiếng to quá làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của hàng xóm và của người thân trong gia đình chúng ta. Đấy, khéo léo ở cái chỗ đó là được chứ còn không có chuyện mà 8 giờ tối ở tháp hương ma vào nhà khẳng định với các quý vị tam tạng thanh điển phật không dạy như thế tổ không giảng như thế cho nên chắc chắn điều đó là gì là phi pháp phi luật phi phật sở chế các quý vị còn ý thứ hai phật tử này hỏi à, rằng à, trên ban thờ gia tiên có thờ à, năm chén nước như ở trong à, kinh phật lại bảo là bảy à, thời bảy chén thì như vậy có phải thêm không cái điều này cũng không quan trọng các quý vị thường thường là các cụ chúng ta ngày xưa là gì? ba chén năm chén bảy chén đều được cả thậm chí là gì là một chén cũng được đó. thường ngày xưa các cụ là thở lẻ chứ không thở chẵn một ba năm hoặc bảy vân vân đó thì các quý vị cũng à, biết cái điều đó cũng không nặng nề là cứ phải là đủ bảy năm cũng được rồi mà ban thờ mà chật đó thì cũng không cứ là phải năm ba cũng được rồi. Với cái ban thờ chung cư nó bé thì chị có mấy chục phân, năm sáu chục phân, rộng khoảng bốn mươi phân, dài khoảng sáu mươi phân hoặc tám mươi phân, bát hương rồi mâm bồng rồi đồ lễ hết rồi thì chỉ cần một chén cũng được. Đấy. cái này nó là gì ở cái thành tâm ở cái tâm thành của chúng ta đối với đối với thần linh gia tiên à, của gia đình chúng ta thờ phụng thôi, hay là đối với tam bảo đối với chư Phật Bồ Tát mà chúng ta thờ phụng ở trong tư gia thôi không nhất định là cứ phải từng ấy chén mới là đúng còn không đủ từng ấy chén là thì là sai nhưng mà theo quan quan niệm của các tổ và các cụ ngày xưa dạy là là cứ lẻ một ba năm hoặc bảy chứ không thờ hai không thờ bốn không thờ sáu Để từ xưa là thường thì thầy đi thị giả các tổ các hòa thượng đặc biệt cũng may mắn là thầy ngày xưa là đi học là được gần các cụ hòa thượng lớn như là đức đệ tam pháp chủ này rồi hòa thượng hội xá này hòa thượng hà vĩ này hòa thượng chùa hương này rồi hòa thượng thanh tứ này rồi một số các hòa thượng lớn ở trong miền nam ra giảng cái lớp học viện nữa cho nên được gần gũi các cụ các thầy những cái bậc long tượng ở trong phật pháp việt phật giáo việt nam chúng ta vài chục năm trở lại đây à, gần gũi các cụ như thế thì thấy là cũng học hỏi được à, rất là nhiều từ nơi à, các bậc tôn túc trưởng lão ấy ừ. và đặc biệt là cũng hay đi thị giả các cụ cho nên cái này thì à, phật tử cũng không quá nặng nề về cái chuyện là năm hay là bảy à, năm cũng được rồi à, ban thờ mà 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 bé bé sinh sinh vừa năm chén là được thì để năm thôi không cứ là phải để bảy thậm chí để ba cũng được ừ. Trừ trường hợp khi nào chúng ta lập đàn ấy. Bây giờ chúng ta lập đàn Địa Tạng, hay là lập đàn Quan Âm, hay là đàn phổ môn, hay là đàn A đàn Địa Tạng, đàn phổ môn, đàn Dược sư. À, thì khi đó chúng ta mới phải để cho nó đủ vào bảy đó. Để đủ vào bảy, ví dụ bảy cái đèn, bảy chén nước, bảy hàng hoa quả, vân vân. chúng ta để như thế thì lập đàn đấy như vậy còn bình thường thì thành tâm mà ba năm bảy đều được cả. À, một phật tử nữa hỏi kính bạch thầy, con đã được tham dự hai pháp hội ở chùa Khai Nguyên, con rất cảm động về cách sống, làm việc và công đức thuyết pháp của thầy. Con đã kể cho nhiều người nghe về thầy. Con biết thầy có nhiều việc bận nhưng xin thầy cho con ít phút. <laughs> Nhưng xin thầy cho con ít phút quý báu để giải đáp cho con. Con bị bệnh tiểu đường. Lúc nào cũng cảm thấy trong người mệt mỏi. Con muốn hỏi thầy có cách nào để có thể đẩy lùi bệnh tật để con có sức khỏe tốt hơn để tu tập và làm việc không ạ? À? à xin thưa các quý vị, đức phật nói là có thân là có bệnh và có khổ rồi không bệnh nhiều thì bệnh ít không bệnh này thì bệnh nọ hán hữu lắm mới có người từ khi sinh ra cho đến lúc nằm xuống là không bệnh tật gì hoặc là rất ít bệnh tật ít lắm cái trường hợp như thế là phúc báo họ là phải lớn lắm chúng ta sống trong cái giai đoạn là lịch sử cả thế giới lao đầu vào làm ở kinh tế 4.0 5.0 vân vân thời đại công nghiệp phát triển kinh tế xã hội mà phát triển kinh tế xã hội thì đương nhiên là phải phá núi đào đất khai thác mỏ quặng vân vân chặt cây phá rừng ngăn sông đắp suối làm cho thiên nhiên môi trường sống chung quanh của chúng ta Nó thay đổi một cách là khủng khiếp Cho nên môi trường thì ô nhiễm Hiệu ứng nhà kính Vân vân Hà Nội của chúng ta Thủ đô của Việt Nam chúng ta Chúng ta nhìn bằng mắt thường thì thấy ngoan lành thế này thôi các quý vị Nhưng mà các nhà khoa học Họ dùng bằng các biện pháp khoa học họ đo họ thấy là hà nội chúng ta lọt vào tốp đầu của các quốc gia ô nhiễm môi trường trên thế giới các vị không tin cái nhà chúng ta đi ba ngày về mà xem cái cửa sổ mà chúng ta quên đóng á bụi bay trong nhà gì đầy mặc dù ở là con phố đông đúc con phố ngon lành có thể là phố ba đình ấy ở trong ba đình đấy trong quận ba đình ấy nhưng mà bụi vẫn đẩy bụi về gì bụi về khí thải ô tô xe máy bụi về các công trình xây dựng chung quanh các quận huyện quanh ba đình nó bốc lên rồi nó gió nó đưa vào vân vân đủ các thứ hết cho nên vì ô nhiễm không khí ô nhiễm môi trường như vậy cộng thêm về gì ô nhiễm về các thức ăn mà chúng ta ăn uống hàng hàng ngày đủ các loại hóa chất tẩm sấy ở trong các loại thức ăn của chúng ta bây giờ chính vì vậy mà bây giờ mà kiếm được con người mà từ khi sinh ra cho đến năm sáu bảy mươi tuổi không có bệnh gì là khó vô cùng các quý vị nó cũng là cái cộng nghiệp của nhân loại chúng ta chúng ta tham về kinh tế thì chúng ta phải trả giá về về sức khỏe cộng đồng thôi không có gì khác. Cho nên là cái chuyện là ốm đau bệnh tật, xin thưa các quý vị, nó là chuyện bình thường rồi. Thầy hôm qua tự nhiên là đến trưa hôm qua, thì người nó khó chịu phải đi cạo gió suốt cái chiều hôm qua là sáng nay, nay mới lên ngồi được đây, không khí. Đi đưa mấy bác thở đi lên trên tầng 5, tầng 9, tầng 10, đi một vòng để chỉ đạo các công việc. Xuống rồi bắt đầu nghe nó khác ngay à chắc là hôm qua đông người lên đó mà trên đó đang làm nó bụi quá nó không uh, thoát hết ra được sức khỏe mình kém là mình hít vào những cái bụi bẩn những cái uh, ở trong đó thì có cả những cái bụi sợi thủy tinh như thợ đang làm hít vào mình yếu là mình uh, mệt thôi thế cho nên cái chuyện là sức khỏe uh, chúng ta đừng có đòi hỏi là tại sao con tụng kinh phật con học phật uh, mà con cứ ốm Tức Phật nói có thân có già có bệnh có chết. Mình tụng kinh Phật không phải là không bệnh, tụng kinh Phật không phải không chết. Điều quan trọng ở các Phật tử, những hành giả tu hành của chúng ta, chúng ta học Phật tu Phật, chúng ta có thân bệnh nhưng mà tâm chúng ta không bệnh. Thân bệnh mà chúng ta không lo lắng, không sợ sệt, không sợ chết, chúng ta sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào. À, còn sống thì làm Phật sự. Còn sống thì tiếp tục tu hành, chết thì chúng ta về Tây Phương. Luôn luôn có một cái tâm niệm như thế thì chúng ta thấy nhẹ nhàng. Chúng ta không có lo lắng gì cả. Nếu được về Tây Phương á, chúng ta được thân Kim Cương Na La Diên bền chắc thọ lượng vô lượng vô biên như Đức Phật A-di-đà, gọi là vô lượng thọ. Công đức phúc báo á, trang nghiêm thanh tịnh thân thể, đẹp đẽ. Do công đức mà từ hoa sen hóa sinh ra không phải bị cái cảnh sinh già bệnh chết như thế gian chúng ta này nữa thì tội gì chúng ta không tu không cầu để được vãng sinh tây phương nói thế nhưng mà phật tử này nói rằng à, bị bệnh à, phật tử này à, à, bị bệnh cho nên là muốn là chỉ cho cái à, phương pháp để tu tập làm sao để cho nó có sức khỏe để còn làm công việc, gia đình cũng như là à, tu tập đỡ mệt mỏi để à, tu tập. thì à, cái bệnh tiểu đường này á à, thực sự là cũng có nhiều người đi bệnh viện khám bác sĩ bác sĩ họ kê đơn thuốc cho cũng có người khỏi nhưng cũng khá nhiều người không khỏi nó cứ tái đi tái lại vì cái bộ phận trong cơ thể của chúng ta nó bị hỏng cho nên nó mới sinh ra như vậy có người bảo là ăn đường thì nó sinh ra tiểu đường không phải đâu thầy cũng gần mấy cụ rất là giỏi về thuốc về nghiên cứu về thuốc các cụ nói không phải là ăn đường mà nó sinh ra bệnh tiểu đường ăn cơm ăn các thứ bình thường của chúng ta, ăn chất béo đó mà nó cũng sinh ra bệnh tiểu đường vì thân thể của chúng ta nó không cân bằng cái chức năng ở trong gan trong thận của chúng ta nó mất một cái chức năng nào đó cho nên nó không cân bằng vậy nó sinh ra cái đó. Thế có một cụ cụ cũng dạy cái phương pháp là chữa bệnh tiểu đường ấy cứ hàng ngày chúng ta uống cái chai nước la vi nước trắng chúng ta này này đun sôi lên để nguội hoặc là nước la vi tiệt trùng đó chúng ta cho mấy hạt muối vào nó hơi đậm đậm một chút cho vào khuấy lên là uống cả ngày như thế thế dần dần cái bệnh tiểu đường nó cũng thuyên giảm à, bệnh tiểu đường nó thuyên giảm đấy là một à, cụ thầy thuốc hơn trăm tuổi cụ à, ra đây mấy lần cụ hướng dẫn cũng có một vài phật tử họ à đi theo đoàn của cụ họ đến họ nói rằng họ nhờ cái uống ấy, như thế mà họ khỏi đấy đấy là cứ một cái phương, phương pháp mà thầy biết được cái phương pháp thứ hai đó là cách đây tháng hơn tháng thì các phật tử nhà mình có người đi vào trong miền nam nghe cái thông tin là cái củ bạc hà với cái lá đu đủ uống nó cũng chữa được rất nhiều căn bệnh có những căn bệnh quái ác như căn bệnh ung thư À, nhiều người cũng khỏi. Thế các Phật tử đi vào kia về thì xin được cái công thức uống và các cụ các thầy các cư sĩ ở trong miền Nam các vị cũng hoan hỉ cho công thức uống. thì về nhiều người uống cũng đã đỡ và đã khỏi rất nhiều. Đặc biệt là như bệnh xương khớp, bệnh trĩ, à, có người tiểu đường cũng khỏi. Có người uống tiểu đường nửa tháng một tháng là đi đo lại nó bình thường rồi đi khám khám lại nó lại nó xuống cái mức là bình thường rồi bệnh gút cũng khỏi ấy nó nhiều cái hay thế nó rất là đơn giản có hai cái loại thôi mà bệnh gút cũng khỏi có cái chú uh, giáo viên cũng quen thầy ở dưới hà nội vì bệnh gút mà đêm đau có không ngủ được thậm chí là còn khóc vợ bảo con không ngờ chồng của con nó yếu đuối như thế thế thầy mới bảo là làm sao mà bảo bảo là chồng yếu đuối và nó nhà con nó đau chân mà tối nó khóc như là trẻ con ấy khóc nỉ khóc non mà là con không ngủ được <laughs> thế thầy mới bảo là cô chưa biết cái người bị đau hút nó đau đến mức độ nào đâu bị cái bệnh hút đó thầy ngày xưa ông tiếp xúc với mấy bác doanh nghiệp với mấy bác lãnh đạo á kiểu như là cứ hay đi tiếp khách nhiều ăn uống nhiều cho nên nó thừa chất đạm trong người á nó bị bệnh hút cho nên nó sưng nó nứt nẻ chân lên các bác bảo đêm lại mà nó đau, đặc biệt là mùa đông. Nó đau đau là không thể nào mà chịu được. Nó đau nó từng cái cơn nó cắn, nó rất nó rỉa như là lấy từng cái, cái cái dao cùn để xẻo thịt mình ấy. Cái dao sắc xẻo thịt thì nó, đau, nó đau nó, mát đi một cái là nó mới đau. Còn dao cùn mà xẻo thịt thì cứ thế là nó cứa 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 cứ mà. Nó như cắn như rỉa như rúc như rỉa ấy, đau vô cùng. Thế thầy mới bảo cô đấy, người ta đau thì người ta khóc tí thì có sao và nhưng mà có con nhỏ con nó khóc rồi chồng cũng khóc à đây đây hai bố con nó khóc thì thầy bảo đấy lộn đến cà ruột ra ban ngày thì đi làm cả ngày chiều về tối về thì thổi cơm à, cho ăn ăn xong rồi đến đêm vào lại thì chồng khóc con khóc à, khổ lắm thế thầy bảo là gì sinh ra làm kiếp gì má hồng là như thế đấy à đi lấy chồng thì may mắn gặp với cái người chồng mà chính nhân quân tử mà à, đầu đội trời chân đạp đất đó thì vợ được nhờ cái ông chồng mà nó mềm mềm yếu yếu nó, nó 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 hơi một tí là nó làm núng vợ núng con đó, thì người phụ nữ thì khổ ấy thế thì bảo thôi như chắc chú ấy đau quá thế lấy cái thử cái thuốc đó củ bạc hà về chú ấy uống xem vì một số người ở trong miền Nam mà uống mà bảo khỏi ấy uống mới có tuần thế là nó hết đau khoảng độ hơn chục ngày thế là gọi điện cho thầy cảm ơn rối rít rồi bảo ôi rồi bạch thầy thuốc nhà phật màu nhiệm quá <laughs> thế là khỏi hơn chục ngày thế khỏi không đau nữa đi làm bình thường mà nó hết sưng rồi hết đau hết tấy hết sưng hết đau à cái này thì không phải bây giờ thì cái cái củ bạc hà này mới chữa bệnh hút đâu qua cái tìm hiểu thì tôi mới thấy là ở miền Bắc chúng ta hàng uh, chục năm trước hơn chục năm trước ở các cụ ở trong quê với các cụ ở trên uh, người giao trên ba Vì ấy họ đã đi lấy củ bạc hà phơi khô, sắc hạ thổ để uh, cho những người bị bệnh hút uống rồi. Đấy, họ đã khỏi rồi. Đấy nên đấy cũng là một cái uh, phương pháp nhưng bây giờ thì mình uống tươi thì nó sẽ tốt hơn. Nếu uống tươi thì nó lại phải đun uh, đúng liều lượng và đúng cách đun không có lại bị ngứa thế cho nên phật tử này vì bệnh à, à, tiểu đường này à, những người bị bệnh tiểu đường này đặc biệt bệnh xương khớp mà bệnh trí là nhanh nhất vừa qua ba bốn người bệnh trí uống chỉ có tuần hơn tuần nữa là khỏi mà trước đấy thì bị hai ba chục năm rồi đi viện nó không khỏi cắt rồi nó lại thì nó lại à, bị tiếp thế là uống vào là tuần hơn tuần hai tuần thì đã khỏi đó mà bệnh ung thư cũng có vài người thông báo là khỏi rồi vài người đại đa số là đã đỡ nhiều ở đây đang có ai uống mà đã khỏi hoặc đã đỡ nhiều cho giơ tay xem nào trong hội trường này giơ cao lên cao lên à vẫy vẫy cái tay ra là thế xem nào cũng khá nhiều người đỡ và khỏi bệnh đúng không rồi có thể là ngày cuối cùng chúng ta làm một cái chương trình à, thôi không phải phật pháp nhiệm màu đâu gọi lên và phỏng vấn luôn tại chỗ cho nó nhanh để cho một số phật tử họ cũng có cái niềm tin họ uống cho khỏi bệnh có sức khỏe cho tốt thì cũng phải nói là đây cũng là một cái nhân duyên đặc biệt phật pháp các ngài cũng gia trì cho để đấy trường hợp phật tử này thì khuyên như thế kết hợp thêm kết hợp thêm là chịu khó tụng kinh niệm phật chỉ chú ngồi thiền vân vân Tùy theo có duyên là Pháp nào tu Pháp đó Để cho nó tiêu nghiệp đi Và Học lễ Phật y học được nữa thì càng tốt Hoặc là vẩy tay dịch cân kinh đó Để làm sao để cho nó Cân bằng cái Khí huyết trong cơ thể của mình Những cái tuyến mồ hôi Những cái chất độc trong cơ thể Nó ra theo cái tuyến mồ hôi nó ra sạch đi à, Mỗi lần dịch cân kinh Hoặc là um, Lễ Phật y học đó thì nó ra mồ hôi thì chúng ta tắm bằng nước nóng hoặc lấy nước nóng mà lau sạch sẽ đi thì nó sẽ tốt cho sức khỏe thôi đấy mỗi thứ một tí vừa uống thuốc vừa tụng kinh niệm phật vừa là chịu khó thể dục thể thao các cụ già rồi không chạy được như thanh niên như phụ nữ như người trẻ ngoài đường nữa thì tốt nhất chúng ta vừa à, tu vừa gì thể dục dịch cân kinh thì thể soạn ra cái bài dịch cân kinh vừa vừa thể dục thì cân kinh vừa niệm a di đà phật lễ phật y học cũng thế vừa lễ phật y học lại vừa niệm a di đà phật cho nên một công đôi việc vừa được cho sức khỏe vừa được công đức tu hành cái tội gì các hành giả phật tử chúng ta không thực hành Đó. À, về câu hỏi phật tử đấy thế xin trả lời như thế một phật tử nữa hỏi nam mô a di đà phật kính bạch thầy hoan hỉ bố thí cho con xin hỏi ạ con là nguyễn thị sáu ở thái bình con làm tiền vàng tức vàng mã để xuất khẩu sang đài loan như vậy con có bị tổn phúc hay quả báo gì không ạ à? con nghe nhiều thầy giảng làm vàng mã sẽ bị nghiệp rất nặng không chỉ đời này mà con cháu cũng bị ảnh hưởng kính mong thầy giải đáp cho con được hiểu con xin tri ân công đức thầy ạ à. Con Nam Mô A Di Đà Phật. À, xin thưa các quý vị. Thầy nhớ là ngày xưa thầy còn đang đi học, ngồi ở trên học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Thầy à, có đọc thêm một cái quyển sách nói về cái nghiệp làm vàng mã. Mà trong đấy nói rất rõ là dẫn chứng cái Đức Quán Thế Âm Ngài thị hiện và Ngài nói rằng có mấy cái tội. Những người tạo tội thậm chí là tạo tội tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác. Đủ duyên Bồ Tát, quan thiên vẫn có thể cứu được, thoát nạn. Nhưng có mấy cái tội Ngài không thể cứu được. Xin liệt kê ra đây là chúng ta suy nghĩ. Cái tội thứ nhất là cái tội những người làm mắm. Những người làm mắm ấy, làm mắm tôm ấy, mắm ngày xưa làm làm nghề mắm tôm, mắm nước mắm các thứ gì đấy, vân vân. Và lúc đầu đọc ấy, thì thầy cũng chưa hiểu sâu. Thế cái tại sao cái tội nghề làm mắm, làm nước mắm mà họ làm sao mà lại tội Đức Quan Âm không thể cứu được? Nhưng sau khi đọc vào cái phần giảng giải ấy, thì mới thấy là gì? Họ cái phần giảng giải mới nói là những người làm mắm, làm mắm tôm ấy, làm nước mắm ấy, là tất cả những cái con cá, con cua, con tôm, con ốc, con ếch vân vân Họ đánh ở ngoài biển về không biết là bao nhiêu tấn, bao nhiêu chục tấn, bao nhiêu trăm tấn, bao nhiêu nghìn tấn. Càng làm lớn thì giết hại sinh linh càng càng nhiều. Tất tần tật họ về họ đem họ cho vào những cái bể đó. Họ cho vào đấy hết vào đấy. Bắt đầu cái thân những con tôm, con cá, cua, ốc, ếch vân vân tất tần tật đó. Nó thối rửa ra. Rồi nó đục đầy ở trên đó sau đó thì người ta mới rồi chắt lọc lấy cái nước giống như mình nấu rượu á các quý vị đấy thế là ra nước mắm ra mắm hay là nghề làm mắm tôm cũng thế thế thôi tất cả những cái con vật giết rồi cho vào đây cho nó thối lên vài tháng ba tháng sáu tháng rồi chỉ cả năm thối lên ăn à. chính vì á tàn sát không biết bao nhiêu các loài thủy tộc các loại chúng sinh nhỏ bé yếu thế chính vì vậy mà những nỗi oan khuất ấy những oan gia trái chủ ấy nó dâng biểu nó gì nó kiện lên diêm vương thậm chí là nó kiện lên cả gì đức phật luôn ấy đệ tử của của ngài giết chúng tôi không gì không một chút thương tiếc làm sao mà có thể để các vị thành bồ tát thành thánh tăng thành a la hán thành bích chi phật được làm sao để các vị về tây phương cực lạc được khi vị đó thì các vị đó còn nợ mạng chúng con rất nhiều cho nên các phật tử chúng ta đức phật trong ba mươi bảy phẩm trợ đạo thì có cái pháp bát chính đạo trong bát chính đạo thì có một À, cái chính đó là gì? đó là chính nghiệp, tức là nghề nghiệp sinh sống phải chân gì? chân chính, đó. cho nên những nghề nghiệp mà các phật tử chúng ta chọn để làm nên làm những nghề nghiệp chân chính, không tổn hại đến mạng sống của chúng sinh, không lừa gạt, gian dối, nhân loại, làm đồ mã là đồ giả mà. Đồ mã là đồ giả Làm mắm là gì? Là cực ác Nghề làm mắm là cực ác Đấy có mấy cái nghề Nghề thứ nhất là gì? Nghề làm mắm Vì nó cực ác Nghề thứ hai à, Đức Quán âm Bồ Tát nói chính là nghề buôn bán quan tài Hay nó là có cả nghề buôn bán quan tài Nhưng bây giờ chúng ta là buôn bán quan tài Chúng ta phải phân ra hai loại Một loại là buôn bán quan tài là gì? Là vô tư à ngày nào có người không may họ mất thì chúng tôi mình đem mình bán thì không sao nhưng các cụ các phật tử chúng ta biết mà ấy bán còn được hai ba ngày mà không bán được cái nào thì sốt ruột còn gì nữa đúng không cửa hàng thì đi thuê nhân viên khi phải trả lương hai ba ngày đến tuần trả bán được cái nào thì đương nhiên là cái tâm nó khởi lên đi ra đi vào đá thúng đụng mía làm sao cả cái xóm này cả cái phố này mà cả tháng nay hay cả tuần nay chẳng có đứa nào chết <laughs> cả tuần nay chẳng có đứa nào chết thì bà gì bà sống bằng cái gì á à, bà sống bằng cái gì cho nên là trong tâm là khởi ra gì ngày nào cũng phải muốn bán được vài gì vài bộ quan tài mà một khởi cái tâm ngày nào cũng muốn bán bán được vài bộ quan tài trong khu phố của mình trong xã của mình thì đồng nghĩa là ngày nào chúng ta cũng mong cho có người có người chết đó là khởi ác gì ác tâm ác tính ác hạnh ác duyên chính vì vậy mà cái tâm ác dần dần nó từ đó nó lớn lên nó trưởng thành và nó đi vào con đường con đường ma sự chính vì vậy mà chúng ta thấy đức Quán Thế Bồ Tát ngài bảo là hạng người thứ hai mắc tội ngài khó thể cứu được đó là chính là nghề buôn bán là quan tài nói vậy thôi ở đây nếu trong hội trường này hay trong phật tử ấy, những người mà nghe giảng mà nhà mình đang buôn bán quan tài thì cũng phải xem xét nếu cho mình không mong với cái mục đích là phục vụ à thôi cả tháng không có người mất thì càng tốt trong khu phố của mình trong xã của mình cả tháng hoặc là hai ba tháng mà không có ai mất thì À, có nghĩa là nhân dân đang được bình yên càng tốt có người mất họ đến họ mua thì chúng ta gì chúng ta bán cho họ bằng cái khởi cái tâm là tử bi thương xót khổ thân ông ấy khổ thân bà ấy à, khổ thân anh ấy chị ấy còn trẻ như thế mà không may bị bệnh hiểm nghèo hoặc bị tai nạn hay bị gì đó mà gì qua đời thật là gì thật là đáng thương xót thay cầu nguyện tam bảo chư Phật Bồ Tát gia trì cho cứu độ cho cho thần thức của họ sớm được sinh về cõi cõi lành đấy, bán hàng như thế thì không sao Đó. nhưng chúng ta biết rằng đấy để mà làm được như thế thì không phải là đơn đơn giản đối với người người buôn bán chúng ta đấy nó nhiều thứ cho nên là lựa chọn cái nghề nghiệp để làm ăn cũng phải à, suy nghĩ cho nó kỹ vậy đó cái uh, thứ hai cái thứ ba cái thứ ba mà thầy đọc trong đó thì thấy là Đức Quan Thế Bồ Tát ngài dạy rằng uh, cái nghề thứ ba mà ngài không thể cứu độ được đó chính là làm nghề hàng mã vì sao mà bảo là không thể cứu độ được vì uh, lừa thần dối quỷ cái lừa thần dối quỷ uh, lừa thần dối quỷ lừa gì lừa cả nhân gian khiến cho cả nhân gian là gì phần lớn là mê mờ khiến cả nhân gian là mê mờ bây giờ chúng ta thấy có những cái đám ma có những cái đám dỗ, có những đám cúng thất thất trai tuần có những đám cúng ba năm bốn chín có những cái lễ vô lan ở trong chùa một số các quý thầy không hiểu kiểu gì mà đốt vàng mã ghê lắm phật tử cũng đốt vàng mã ghê lắm chúng tôi biết là có những ngôi chùa cứ mỗi một vong là một bộ quần áo nữ thì thêm à, à, nón nam thì thêm mũ rồi thậm chí gia đình nào có điều kiện thì mỗi vong một cái gì một cái xe may bách hay là một cái xe à, 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 ô tô thậm chí là gì? mấy năm trước tôi còn đang đi học ấy, hơn hơn hai chục năm trước đang đi học ấy. đến có một cái đám dự một cái đám một cái chùa các cụ đốt cho thì mỗi cụ một cái Boeing 747 bảy à. thế tôi mới trêu uh, với mấy thầy cùng học là chả biết ngày xưa các cụ ấy còn sống đã được đi uh, máy bay lần nào chứ nhỉ thế mà chả biết thế mình mà bảo bây giờ con cháu đốt bảy bốn 747 xuống thế thì các cụ đi làm sao? Các cụ trong cái cả đời các cụ có lúc còn sống có được đi máy bay bao giờ chưa? Bây giờ đem uh, cúng cái máy bay cho các cụ xuống thế các cụ làm kiểu gì mà lái được? À, mà nuôi uh, lái máy bay thì phải là gì? Đại gia mới nuôi được. À, mới nuôi được máy bay. Chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta mấy năm trước có mấy uh, uh, ông bầu uh, lớn, mấy đại gia lớn mua máy bay cho dần dần bán gần hết rồi vì sao phải thuê bến bãi thuê uh, phi công thuê đủ các thứ mỗi một tháng như vậy nó hàng phải thuê nó phải chi hàng tỷ cho gì vài tỷ cho cái máy bay ấy cuộc sống các cụ lúc còn sống một lần cưỡi máy bay đi máy bay từ đây vào thành phố hồ chí minh chưa chắc là được đi bây giờ đùng một cái đúng là giàu lên một cách gọi là bất ngờ nó bỏ ra vài triệu nó mua một cái Boeing 747 nó bảy nó, nó nó đốt nó hóa và nó dâng cho các cụ các cụ ở dưới có sướng không chắc chắn không một số những vị theo cái tín ngưỡng dân gian họ nói là đốt vàng mã ở dưới kia nhận được cứ đốt là dưới kia nhận được và nói rằng đấy có cái vong linh nó nhập vào cái bà đồng ấy kêu là ở dưới kia không có tiền tiêu, cho nên đốt xong một cái là ở dưới thì cười khinh khách ra bảo là từ giờ trở đi là gì là không thiếu thốn gì nữa và còn dặn là mỗi năm là gì? nên đốt cho cho các cụ một lần như thế vân vân à, chính vì xuất phát từ những cái mê lầm như vậy cho nên chúng ta thấy nhà nước chúng ta chính phủ chúng ta mấy năm trước về bộ văn hóa cũng có cái 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 chỉ đạo cấm đốt vàng mã trong các khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia văn hóa cấp tỉnh trong đó có đền chùa miếu mạo vì nó làm ô nhiễm môi trường nó gây tốn kém tiền của trong nhân dân mà là cái nguy cơ hỏa hoạn là rất là cao đặc biệt những ngôi chùa cổ thì thường hay làm bằng gỗ mà làm gỗ mà đốt như thế về nguy cơ hỏa hoạn rất cao các quý vị. Rồi mấy năm trước có trường hợp là à, đốt vàng mã ở nhà cũng làm cháy cả cái cháy cả mấy cái nhà bên cạnh nữa. Vì nhà liền kề với nhau nó cháy nhà này lan sang nhà kia. Ở Hà Nội chúng ta chứ ở đâu? Thành phố Hồ Chí Minh cũng có một vài trường hợp rồi mấy năm trước báo chí đang ngầm lên. Cho nên cái đốt vàng mã xin thưa các vị nó không phải là văn hóa của Phật giáo cũng không phải là văn hóa của Việt Nam chúng ta. cái khởi uh, nguồn của đốt vàng mã này nó xuất phát từ ở thời nhà nhà gì bên Trung Quốc nhỉ? Nhà Tần bên Trung Quốc. Từ trước vua Tần Thủy Hoàng về trước, các vị vua vị quan uh, lại uh, đầu chiều của Trung Quốc mà mất, những người giàu có đại gia của Trung Quốc họ mất thì thường họ chôn theo gì? Tỷ thiếp, chôn theo vợ, chôn theo uh, người hầu á. Uh, tội đó nó rất là ác vua chết thì các cung tần mỹ nữ phải đem chôn sống theo Và quan niệm là để hầu gì sống làm thê thiếp của vua thì vua chết thì cũng phải đi theo vua để hầu hạ cho nên chôn sống ác quá thế đến sang tới tần thủy hoàng à, chúng ta biết tần thủy hoàng là một vị vua rất là nổi tiếng của trung quốc nhưng mà cũng cực kỳ độc ác ông ấy rất là giỏi ông thống nhất được đất nước Trung Quốc rộng lớn và đặc biệt chúng ta thấy cái di tích của ông bây giờ còn để lại đó chúng là gì đó là cái cái thành gì Trung Quốc nhỉ cái thành gì mà dài nhất thế giới bây giờ tường thành nhá, vạn lý trường vạn lý trường thành ông là người có công xây dựng đặt nền tảng đầu tiên tất nhiên một thời các thời vua chúa sau họ vừa tu bổ vừa xây thêm nó mới dài như thế. Nhưng mà ông là người đầu tiên đặt cái nền móng và xây dựng cái đó. Đến thời của ông ấy thì thay đổi đi một chút. Đó chính là từ cái chỗ là tuấn táng các cung tần mỹ nữ đi theo vua thay vào đó là gì? Là nặn đất gì? Đất nung thành hình gì? Nặn hình nộm hình người đó, thành cái lấy đất Ngày xưa chưa có bê tông, chưa có xi măng như bây giờ Lấy đất, đất sét đó Trộn với gì? Với uh, cái uh, giấy hoặc là tải đay hoặc là cái giấy bản Trộn với thì Trộn với đường mía Cái đường mía mình gọi là mật đó, cái mật nó nó, nó hơi đen đen đó Trộn vào Thầy về cái chùa Khai Nguyên ngày xưa tượng Phật hồi uh, đó tàn toàn bằng gì? Đất chấu với là cái uh, vôi với cái đường mía về đất ấy. Trộn với nhau nó rất là dẻo Thậm chí có khi nó còn tốt hơn là xi măng nữa. Và chúng ta thấy cái đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng ở bên Trung Quốc. Xem họ khảo cổ lên hàng nghìn năm nay, hai nghìn năm nay. Mà nhiều pho tượng vẫn còn nguyên vẹn. Đấy thì sang thời Tần Thủy Hoàng thì bắt đầu là không tuấn táng các cung tần mỹ nữ theo vua nữa. Mà chuyển thành, thành đội quân đất nung. Ở trên dương thế như thế nào thì ở dưới. À quái âm nhà tần Thủy hoàng cũng chuẩn bị cho mình tất cả quan lại, tất cả những uh, binh uh, lấy rồi uh, hoàng hậu, uh, thế tử vân vân à, theo mình như thế. Với cái uh, suy nghĩ có thể là suy nghĩ là sau khi chết đi, vua là một bậc thiên tử, chết đi xuống cái uh, âm phủ thì phải có người hầu hạ vân vân để tiếp tục làm vua. Suy nghĩ như thế con họ mới làm vậy. Và song song với cái giai đoạn đó ở thế gian những người nghèo thì không thể có tiền để bỏ tiền ra để nặn cái gì? Nặn cái hình đất nung bằng người như thế để cúng theo. Cho nên nó xuất phát từ hai mẹ con, một gia đình, ông chồng làm nghề tiểu phu, đi rừng đốn củi và hôm đó bị bị bị, bị ngã và bị chết ở trong rừng. Bà vợ thương chồng quá không biết làm thế nào cho nên thế mới nặn gì nặn mới mới dùng bằng cái hình thức là lúc đầu là nặn bằng cái cắt bằng cái mo cau lấy cái mo cau để cắt thành hình gì hợp vợ và con cắt thành hình vợ và con để để cho để đem để bên cạnh vào cái quan tài để trong quan tài của của, của chồng ấy để chôn ý là gì là vợ và con được chôn theo chồng làm bầu bạn với chồng ở dưới cõi cõi âm thế rồi thì đến ngày dỗ ba năm bốn chín gì đó hay trăm ngày gì đó cái sách thì không nói rõ cái đó đến ngày dỗ đó thì lúc chồng còn còn khỏe thì chồng đi củi để nuôi hai mẹ con bán củi để nuôi hai mẹ con bây giờ chồng chết rồi thì vợ thì chân níu tay mềm từ trước chưa bao giờ đi lên rừng đốn củi để à, bán cả thế bây giờ nuôi con bằng cách gì à cho nên bà mới nghĩ ra một cái kế đó là gì đứa con nó cũng lớn lớn mấy tuổi rồi thế nghĩ là một cái kế cái kế đó là vào cái ngày rỗ hết của bố con đấy dạy cho con cái cách là gì đấy. hôm đó thì tự nhiên là đến ngày rỗ thì con thì con lên con khóc lóc con khóc lóc con làm ầm lên giả dạng như là bố con ấy và người hàng xóm và họ hàng đến dự cái dỗ hôm đó này là, là thấy lạ. Cái đứa trẻ như thế thì khóc lóc nó với trẻ mấy tuổi mà đã biết như thế kêu khóc lóc làm đúng như bố nó ngày xưa. Thế là bảo là ở dưới thì gì buồn lắm. Có một mình buồn bã. À vân vân. À thiếu thốn mọi cái, vân vân. Thế bây giờ người vợ mới nói, chuẩn bị sẵn rồi cho nên mới cắt cái gì? Cái giấy Cắt cái giấy tiền vàng với cắt cái giấy hình nhân thế mạng hai mẹ con thì mới đốt Đốt xuống kia, đốt một tí, thì đốt xong rồi cái đứa trẻ kia là gì? Nó cười, nó vui vẻ và nó không khóc, nó cười vui vẻ và nó bảo là Vui vẻ rồi, đã gặp được hai mẹ con rồi Ở dưới kia đã nhận được những cái phần vật phẩm của hai mẹ con dâng cho rồi cho nên vui lắm Đấy, Bắt đầu từ đó cái tục đốt vàng mã của Trung Quốc bắt đầu xuất phát nguyên thủy từ đó các quý vị. Đó. Và bắt đầu từ đó hai mẹ con sống bằng cái nghề làm vàng, làm vàng mã cho hàng xóm. À, đến lúc đó bắt đầu ở trong làng cứ nhà ai có người chết thì lại đến đặt. Cô ấy, cô ấy làm vàng mã thế đương nhiên cô ấy có tiền để nuôi uh, nuôi con. Tục lệ từ đó. Việt Nam chúng ta có thể là gì? do nghìn năm á, uh, bắc thuộc cho nên cái văn hóa của trung quốc nó xâm nhập vào việt nam chúng ta và việt nam chúng ta um, cũng tiếp thu những cái tín ngưỡng của họ và cái tục vàng mã thì nó cũng bắt đầu ở từ đó các vị còn trong phật giáo chúng ta không có đốt vàng mã phật giáo không đốt vàng mã đây thì cũng nói như vậy để chúng ta cũng biết được thêm vì vậy Phật tử này bảo làm vàng mã này thì để xuất khẩu đi Đài Loan Hỏi có tội không? Có tội hay không thì thầy không dám khẳng định là có tội hay không Vì cứ lên trên Tam Bảo mà hỏi Phật tổ xem có tội hay không <laughs> Lên Tam Bảo hỏi Phật tổ có tội hay không Bây giờ thầy bảo tội thì cũng khó Lấy gì để chứng minh Bây giờ thầy bảo không có tội thì cũng khó Như vậy là thầy lại nói trái với lời Phật dạy lời Bồ Tát quan tâm dạy mà ngày xưa thầy được học được đọc được biết. Cho nên nay xin kể ra câu chuyện đó để cho phật tử này gì tự suy nghĩ đi. Còn thầy cũng không dám nói là phật tử này làm như thế là có tội. Cũng không dám khuyên phật tử này cứ thế mà làm mà tiếp đi để mà lấy tiền mà nuôi con cái nuôi gia đình mà làm giàu vân vân. Nếu thầy khuyên như thế là trái với lời phật ý tổ trái với cái thuần mong phong mỹ tục của phật giáo chúng ta vì phật giáo chúng ta nói thật vì không có đốt như cái đó Đấy, cái dân gian thôi cái tín ngưỡng dân gian xuất phát như Thầy nói là xuất phát từ trung quốc như thế thôi đó, cho nên cái trường hợp này thì thầy cũng đưa ra cái dữ liệu cái câu chuyện như thế và phật tử này và những ai có bất cứ những ai đang làm cái nghề vàng mã hoặc những cái nghề tương tự như thế thì phải suy nghĩ, ví dụ làm mắm này, bán quan tài này, buôn bán quan tài và làm nghề vàng mã này, nên suy nghĩ. À, A-di-đà Phật kính bạch Thầy, do con đi làm về muộn nên đến 8 giờ tối con mới có thể tụng kinh. Nhưng có người nói với con từ 8 giờ tối trở đi không được thắp hương, vì ma vào nhà tám <laughs> giờ tôi tá hương ma vào nhà không phải ai nói cái này <laughs> à, như vậy có phải không thầy à, bàn thờ tổ tiên nhà con thờ năm chén nước nhưng con thấy trong kinh nói là thời bảy chén à, con có phải thay đổi không ạ à? con kính mong thầy hoan hỉ giải đáp giúp con à, một phân tử người câu hỏi có hai ý ý thứ nhất đó hỏi rằng tám giờ tối thì không được tụng kinh nữa vì lúc đó tụng kinh mà lên hương thắp hương thì ma nó vào nhà cái này thầy chưa thấy ở trong kinh sách nào nói như thế chưa thấy lời phật dạy lời tổ giảng nào như thế cho nên chắc chắn cái này cũng chỉ là cái người thế gian chúng ta gọi là À, đồn thổi truyền miệng với nhau mà thôi. Nếu không phải là lời Phật, lời uh, Bồ Tát, lời Thánh Tăng, lời Tổ Sư, lời Chư vị uh, cao tăng Thạc Đức các ngài uh, hướng dẫn và chỉ dạy thì uh, chúng ta cũng không nên uh, tin tưởng lắm. Vì uh, thế gian pháp thì hôm nay đúng mai có thể sai, chỗ này đúng chỗ kia có thể sai tất cả các kinh điển của đức phật ở trong luận tạng luật tạng nói đúng hơn là cả trong tam tạng thánh điển thầy cũng chịu khó đọc sách và nghiên cứu rất là nhiều nhưng mà không thấy trong kinh luật luận nào nói rằng sau tám giờ tối là không được tụng kinh không được lên hương vì lên hương sợ ma vào nhà vân vân chúng ta biết là chư tăng của phật giáo việt nam chúng ta đặc biệt ở phía bắc này có một cái khóa lễ đó là khóa lễ gì lâm thụy khóa lễ lâm thụy được chư tăng tất cả các hại trường ở phía bắc chúng ta bây giờ vẫn duy trì và tu tập đó vào cái thời khóa vào lúc 9 giờ đêm lâm thụy À, bài lâm thụy này, nhật sắc một thời lâm dạ sắc, hôn cù nhiệu nhiệu hữu trùng tăng, đồ chi ngoại điểm tha gia trúc, bất khẳng hồi nhiên phản kỷ, à, phản kỷ đăng, Vân vân, và cho đến vào kệ niệm phật và niệm à, ba chàng phật hiệu sau đó tứ thánh hiệu bồ tát hồi hướng tam tự quy, Đây là khóa tu khuya của chư tăng ở các hải trường phía bắc chúng ta còn uh, các thiền viện ở Trung Quốc và Việt Nam ngày xưa thì người ta còn có thời công phu khuya vào lúc khoảng độ một giờ đến hai giờ sáng nữa cơ ấy mười một hai giờ mới được đi ngủ vừa ngủ chợp mắt được một tí một giờ lại đã thức chúng dậy đi ngồi thiền à, ngồi thiền đến uh, khoảng ba uh, giờ sáng thì uh, chợp mắt một tí đến ba rưỡi bốn giờ lại dậy ạ uh công thu khóa sáng công phu khóa sáng tiếp đấy là các chốn đại tổng lâm các chốn thiền môn ngày xưa các tổ các cụ chế định những cái thời khóa là miên mật như thế mục đích là để cho hành giả tu hành không khởi lòng tham kể cả đó là tham ăn tham ngủ mà đây cụ thể là tham ngủ dành cái thời gian cho sự tu tập cầu đạo giải thoát mong được uh, giác ngộ ngay trong đời này khỏi phải tái sinh uh, trở lại ở đời sau nữa cho nên uh, phật tử này uh, nói rằng uh, có người bảo rằng uh, sau 8 giờ không được tụng kinh vì uh, nếu tụng kinh thắp hương thì ma vào nhà cái này không có lý ai nói như vậy toàn là lời sàm ngôn cái lời đó là lời không có căn cứ và tam tạng thánh điển của Đức Phật, không đáng tin cậy. Và tất cả các Phật tử chúng ta nếu ban ngày sáng chiều mà chúng ta bận công việc công ty, công việc cơ quan, công việc gia đình mà phải đến 8 giờ, 9 giờ chúng ta mới ăn cơm, mới dọn dẹp xong, công việc gia đình mới xong thì chúng ta lên một thời khóa 8 giờ, 9 giờ, thậm chí 10 giờ cũng được. Nhưng miễn làm sao lúc đó chúng ta chuông mõ khánh thì nhẹ nhàng, đừng phát ra tiếng to quá làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của hàng xóm và của người thân trong gia đình chúng ta. Đấy, khéo léo ở cái chỗ đó là được chứ còn không có chuyện mà 8 giờ tối ở tháp hương ma vào nhà khẳng định với các quý vị tam tạng thanh điển phật không dạy như thế tổ không giảng như thế cho nên chắc chắn điều đó là gì là phi pháp phi luật phi phật sở chế các quý vị còn ý thứ hai phật tử này à, hỏi rằng à, trên ban thờ gia tiên có thờ à, năm chén nước như ở trong à, kinh phật lại bảo là bảy à, thời bảy chén thì như vậy có phải thêm không cái điều này cũng không quan trọng các quý vị thường thường là các cụ chúng ta ngày xưa là gì? ba chén năm chén hoặc bảy chén đều được cả thậm chí là gì là một chén cũng được nên thường ngày xưa các cụ là thừa lẻ chứ không thở chẵn một ba năm hoặc bảy vân vân đó thì các quý vị cũng à, biết cái điều đó cũng không nặng nề là cứ phải là đủ bảy năm cũng được rồi mà ban thờ mà chật thì cũng không cứ là phải năm Ba cũng được rồi Với cái ban thờ ở chung cư nó bé thì, có mấy chục phân Năm sáu chục phân Rộng khoảng bốn mươi phân Dài khoảng sáu mươi phân Hoặc tám mươi phân Bát hương rồi mâm bồng rồi đổ lễ hết rồi Thì chỉ cần một chén cũng được Đấy cái này nó là gì ở cái thành tâm ở cái tâm thành của chúng ta đối với đối với thần linh gia tiên à, của gia đình chúng ta thờ phụng thôi hay là đối với tam bảo đối với chư Phật Bồ Tát mà chúng ta thờ phụng ở trong tư gia thôi không nhất định là cứ phải từng ấy chén mới là đúng còn không đủ từng ấy chén là gì là sai nhưng mà theo quan quan niệm của các tổ và các cụ ngày xưa dạy là là cứ lẻ một ba năm hoặc bảy chứ không thờ hai không thờ bốn không thờ sáu Để từ xưa là thường thì thầy đi thị giả các tổ các hòa thượng mà đặc biệt cũng may mắn là thầy ngày xưa là đi học là được gần các cụ hòa thượng lớn như là đức đệ tam pháp chủ này rồi hòa thượng hội xá này hòa thượng hà vĩ này hòa thượng chùa hương này rồi hòa thượng thanh tứ này rồi một số các hòa thượng lớn ở trong miền nam ra giảng cái lớp học viện nữa cho nên được gần gũi các cụ các thầy những cái bậc long tượng ở trong phật pháp việt phật giáo việt nam chúng ta vài chục năm lại đây à, gần gũi các cụ như thế thì thấy là cũng học hỏi được à, rất là nhiều từ nơi à, các bậc tôn túc trường lão ấy ừ. và đặc biệt là cũng hay đi thị giả các cụ cho nên cái này thì à, Phật tử cũng không quá nặng nề về cái chuyện là năm hay là bảy à, năm cũng được rồi à, ban thờ mà 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 bé bé sinh sinh vừa năm chén là được thì để năm thôi không cứ là phải để bảy thậm chí để ba cũng được ừ trừ trường hợp khi nào chúng ta lập đàn ấy ví dụ chúng ta lập đàn địa tạng, hay là lập đàn quan âm, hay là đàn phổ môn, hay là đàn đàn địa tạng, đàn phổ môn, đàn dược sư, à, thì khi đó chúng ta mới phải để cho nó đủ vào bảy đó, để đủ vào bảy, ví dụ bảy cái đèn, bảy chén nước, bảy hàng hoa quả, vân vân, chúng ta để như thế thì lập đàn đấy như vậy còn bình thường thì thành tâm ạ ba năm bảy đều được cả à, một phật tử nữa hỏi kính bạch thầy con đã được tham dự hai pháp hội ở chùa khai nguyên con rất cảm động về cách sống làm việc và công đức thuyết pháp của thầy con đã kể cho nhiều người nghe về thầy con biết thầy có nhiều việc bận nhưng xin thầy cho con ít phút <laughs> nhưng xin thầy cho con ít phút quý báu để giải đáp cho con con bị bệnh tiểu đường lúc nào cũng cảm thấy trong người mệt mỏi con muốn hỏi thầy có cách nào để có thể đẩy lùi bệnh tật để con có sức khỏe tốt hơn để tu tập và làm việc không ạ à? À, xin thưa các quý vị Đức Phật nói là có thân là có bệnh và có khổ rồi không uh, bệnh nhiều thì bệnh ít không bệnh này thì bệnh nọ hán hiếu lắm mới có người uh, từ khi sinh ra cho đến lúc uh, nằm xuống là không uh, bệnh tật gì hoặc là rất ít uh, bệnh tật ít lắm những trường hợp như thế là phúc báo họ là phải lớn lắm Chúng ta sống trong cái giai đoạn là lịch sử Cả thế giới lao đầu vào làm ở kinh tế 4.0, 5.0, vân à, vân Thời đại công nghiệp Phát triển kinh tế xã hội Mà phát triển kinh tế xã hội thì đương nhiên là phải Phá núi đào đất Khai thác mỏ quặng vân vân Chặt cây phá rừng Ngăn sông đắp suối làm cho thiên nhiên môi trường sống chung quanh của chúng ta nó thay đổi một cách là khủng khiếp. Cho nên môi trường thì ô nhiễm, hiệu ứng nhà kính vân vân. Hà Nội của chúng ta, thủ đô của Việt Nam chúng ta, chúng ta nhìn bằng mắt thường thì thấy ngoan lành thế này thôi các quý vị. Nhưng mà các nhà khoa học họ dùng bằng các biện pháp khoa học của họ đo họ thấy là hà nội chúng ta lọt vào tốp đầu của các quốc gia ô nhiễm môi trường trên thế giới các vị không tin cái nhà chúng ta đi ba ngày về mà xem cái cửa sổ mà chúng ta quên đóng á bụi bay trong nhà gì đầy mặc dù ở là con phố đông đúc con phố ngon lành có thể là phố ba đình ấy ở trong ba đình ấy trong quận ba đình ấy nhưng mà bụi vẫn đề bụi về gì? bụi về khí thải ô tô xe máy bụi về các công trình xây dựng chung quanh các quận huyện quanh ba đình nó bốc lên rồi nó gió nó đưa vào vân vân đủ các thứ hết à, cho nên á vì ô nhiễm không khí ô nhiễm môi trường như vậy cộng thêm về gì ô nhiễm về các thức ăn mà chúng ta ăn uống hàng hàng ngày đủ các loại hóa chất đã tẩm sấy ở trong các loại thức ăn của chúng ta bây giờ chính vì vậy mà bây giờ mà kiếm được con người mà từ khi sinh ra cho đến năm sáu bảy mươi tuổi không có bệnh gì là khó vô cùng các quý vị nó cũng là cái cộng nghiệp của nhân loại chúng ta chúng ta tham về kinh tế thì chúng ta phải trả giá về về sức khỏe cộng đồng thôi không có gì khác. Cho nên cái chuyện ốm đau bệnh tật, xin thưa các quý vị, nó là chuyện bình thường rồi. Thầy hôm qua tự nhiên đến trưa hôm qua thì người nó khó chịu phải đi cạo gió suốt cái chiều hôm qua là sáng nay, nay mới lên ngồi được đây, không khí. Đi đưa mấy bác thở đi lên trên tầng 5, tầng 9, tầng 10, đi một vòng để chỉ đạo các công việc. Xuống rồi bắt đầu nghe nó khác ngay à? chắc là hôm qua đông người lên đó mà trên đó đang làm nó bụi quá nó không uh, thoát hết ra được sức khỏe mình kém là mình hít vào những cái bụi bẩn những cái uh, ở trong đó thì có cả những cái bụi sợi thủy tinh như thợ đang làm hít vào mình yếu là mình uh, mệt thôi thế cho nên cái chuyện là sức khỏe uh, chúng ta đừng có đòi hỏi là tại sao con tụng kinh phật con học phật uh, mà con cứ ốm Đức Phật nói có thân, có già, có bệnh, có chết. Mình tụng kinh Phật không phải là không bệnh, tụng kinh Phật không phải không chết. Điều quan trọng ở các Phật tử, những hành giả tu hành của chúng ta, chúng ta học Phật, tu Phật, chúng ta có thân bệnh nhưng mà tâm chúng ta không bệnh. Thân bệnh mà chúng ta không lo lắng, không sợ sệt, không sợ chết. Chúng ta sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào. À, còn sống thì làm Phật sự còn sống thì tiếp tục tu hành chết thì chúng ta về tây phương luôn luôn có một cái tâm niệm như thế thì chúng ta thấy nhẹ nhàng chúng ta không có lo lắng gì cả nếu được về tây phương chúng ta được thân kim cương na la diên bền chắc thọ lượng vô lượng vô biên như đức phật a di đà gọi là vô lượng thọ công đức phúc báo trang nghiêm thanh tịnh thân thể đẹp đẽ do công đức mà từ hoa sen hóa sinh ra, không phải bị cái cảnh sinh già bệnh chết như thế gian chúng ta này nữa, Thì tội gì chúng ta không tu không cầu để được vãng sinh tây phương. Nói thế nhưng mà phật tử này nói rằng à, bị bệnh, à, phật tử này à, à, bị bệnh cho nên là muốn là chỉ cho cái à, phương pháp để tu tập làm sao để cho nó có sức khỏe để còn làm công việc, gia đình cũng như là à, tu tập đỡ mệt mỏi để à, tu tập thì à, cái bệnh tiểu đường này á à, thực sự là cũng có nhiều người đi bệnh viện khám bác sĩ bác sĩ họ kê đơn thuốc cho cũng có người khỏi nhưng cũng khá nhiều người không khỏi nó cứ tái đi tái lại vì cái bộ phận trong cơ thể của chúng ta nó bị hỏng cho nên nó mới sinh ra như vậy có người bảo là ăn đường thì nó sinh ra tiểu đường không phải đâu thầy cũng gần mấy cụ rất là giỏi về thuốc về nghiên cứu về thuốc các cụ nói không phải là ăn đường mà nó sinh ra bệnh tiểu đường ăn cơm ăn các thứ bình thường của chúng ta, ăn chất béo đó mà nó cũng sinh ra bệnh tiểu đường Thì thân thể của chúng ta nó không cân bằng cái chức năng ở trong gan trong thận của chúng ta nó mất một cái chức năng nào đó cho nên nó không cân bằng vậy là sinh ra cái đó thế có một cụ cụ cũng dạy cái phương pháp là chữa bệnh tiểu đường ấy cứ hàng ngày chúng ta uống cái chai nước la vi nước chai trắng chúng ta này này đun sôi lên để nguội hoặc là nước la vi tiệt trùng đó chúng ta cho mấy hạt muối vào nó hơi đậm đậm một chút cho vào khuấy lên là uống cả ngày như thế thế dần dần cái bệnh tiểu đường nó cũng thuyên giảm à, bệnh tiểu đường nó thuyên giảm đấy là một à, cụ thầy thuốc hơn trăm tuổi cụ à, ra đây mấy lần cụ hướng dẫn cũng có một vài phật tử họ À, đi theo đoàn của cụ họ đến họ nói rằng à, họ nhờ cái uống ấy, như thế mà họ khỏi. Đấy, đấy là cứ một cái phương phương pháp mà thầy à, biết được. Cái phương pháp thứ hai đó là cách đây tháng hơn tháng thì các Phật tử nhà mình có người đi vào trong miền Nam nghe cái thông tin là cái củ bạc hà với cái lá đu đủ uống nó cũng chữa được rất nhiều à, căn bệnh, có những căn bệnh quái ác như căn bệnh ung thư. À, nhiều người cũng khỏi thế các phật tử đi vào kia về thì xin được cái công thức uống và các cụ các thầy các cư sĩ ở trong miền nam các vị cũng hoan hỉ cho công thức uống thì về nhiều người uống cũng đã đỡ và đã khỏi rất nhiều đặc biệt là như bệnh xương khớp bệnh trĩ à, có người tiểu đường cũng khỏi có người uống tiểu đường nửa tháng một tháng là đi đo lại nó bình thường rồi đi khám khám lại nó lại nó xuống cái mức là bình thường rồi bệnh gút cũng khỏi ấy nó nhiều cái hay thế nó rất là đơn giản có hai cái loại thôi mà bệnh gút cũng khỏi có cái chú uh, giáo viên cũng quen thầy ở dưới hà nội bị bệnh gút mà đêm đau có không ngủ được thậm chí là còn khóc vợ bảo con không ngờ chồng của con nó yếu đuối như thế thế thầy mới bảo là làm sao mà bảo bảo là chồng yếu đuối và nó nhà con nó đau chân mà tối nó khóc như là trẻ con ấy khóc nỉ khóc non mà là con không ngủ được <laughs> thế thầy mới bảo là cô chưa biết cái người bị đau hút nó đau đến mức độ nào đâu bị cái bệnh hút đó thầy ngày xưa ông tiếp xúc với mấy bác doanh nghiệp với mấy bác lãnh đạo á kiểu như là cứ đi tiếp khách nhiều ăn uống nhiều cho nên nó thừa chất đạm trong người á nó bị bệnh hút cho nên nó sưng nó nứt nẻ chân lên các bác bảo đêm lại mà nó đau đặc biệt là mùa đông nó đau đau là không thể nào mà chịu được nó đau nó từng cái cơn nó cắn nó rất nó rỉa như là lấy từng cái, cái cái dao cùn để xẻo thịt mình ấy cái dao sắc xẻo thịt thì nó đau còn nó, nó mát đi một cái là nó mới đau còn dao cùn mà xẻo thịt thì cứ thế là nó cứa, cứa 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 mà nó như cắn như rỉa như rúc như rỉa ấy. đau vô cùng thế thầy mới bảo cô đấy người ta đau thì người ta khóc tí thì có sao và nhưng mà có con nhỏ con nó khóc rồi chồng cũng khóc à đây đây hai bố con nó khóc thì thầy bảo đấy lộn hết cả ruột ra ban ngày thì đi làm cả ngày chiều về tối về thì thổi cơm à, cho ăn ăn xong rồi đến đêm vào lại thì gì? chồng khóc con khóc à, khổ lắm thế thầy bảo là gì sinh ra làm kiếp gì má hồng là như thế đấy à, đi lấy chồng thì may mắn gặp phải cái người chồng mà chính nhân quân tử mà à, đầu đội trời chân đạp đất đó thì vợ được nhờ cái ông chồng mà nó mềm mềm yếu yếu nó, nó 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 hơi một tí là nó làm núng vợ núng con đó, thì người phụ nữ thì khổ ấy thế thì bảo thôi nhưng chắc chú ấy đau quá thế lấy cái thử cái thuốc đó của bạc hà về chú ấy uống xem vì một số người ở trong miền nam họ uống nó bảo khỏi Ê, uống mới có tuần thế là nó hết đau khoảng độ hơn chục ngày thế là gọi điện cho thầy cảm ơn rối rít rồi bảo ôi rồi bạch thầy thuốc nhà phật màu nhiệm quá <laughs> thế là khỏi hơn chục ngày thế khỏi không đau nữa đi làm bình thường mà nó hết sưng rồi hết đau hết tấy hết sưng hết đau à, cái này thì không phải bây giờ thì cái cái củ bạc hà này mới chữa bệnh hút đâu qua cái tìm hiểu thì tôi mới thấy là ở miền Bắc chúng ta hàng uh, chục năm trước hơn chục năm trước ở các cụ ở trong quê với các cụ ở trên uh, người giao trên ba Vì ấy họ đã đi lấy củ bạc hà phơi khô, sắc hạ thổ để uh, cho những người bị bệnh hút uống rồi. họ đã khỏi rồi. Đấy đấy cũng là một cái uh, phương pháp nhưng bây giờ thì mình uống tươi thì nó sẽ tốt hơn. Nếu uống tươi thì nó lại phải đun uh, đúng liều lượng và đúng cách đun không có lại bị ngứa đấy cho nên phật tử này vì bệnh à, tiểu đường này những người bị bệnh tiểu đường này đặc biệt bệnh xương khớp mà bệnh trí là nhanh nhất vừa qua ba bốn người bệnh trí uống chỉ có tuần hơn tuần nữa là khỏi mà trước đấy thì bị hai ba chục năm rồi đi viện nó không khỏi cắt rồi nó lại thì nó lại bị tiếp thế là uống vào là tuần hơn tuần hai tuần thì đã khỏi đó mà bệnh ung thư cũng có vài người thông báo là khỏi rồi vài người đại đa số là đã đỡ nhiều ở đây đang có ai uống mà đã khỏi hoặc đã đỡ nhiều cho giơ tay xem nào trong hội trường này giơ cao lên cao lên à vẫy vẫy cái tay ra là thế xem nào cũng khá nhiều người đỡ và khỏi bệnh đúng không và có thể là ngày cuối cùng chúng ta làm một cái chương trình à, thôi không phải Phật pháp nhiệm màu đâu gọi lên và là phỏng vấn luôn tại chỗ cho nó nhanh để cho một số phật tử họ cũng có cái niềm tin thì họ uống cho khỏi bệnh có sức khỏe thì tốt thì cũng phải nói là đây cũng là một cái nhân duyên đặc biệt mà Phật pháp các ngài cũng gia trì cho ở đấy trường hợp phật tử này thì khuyên như thế kết hợp thêm kết hợp thêm là chịu khó tụng kinh niệm phật chỉ chú ngồi thiền vân vân, tùy theo có duyên cái Pháp nào tu Pháp đó, để cho nó tiêu nghiệp đi. Và học lễ Phật y học được nữa thì càng tốt, hoặc là vẩy tay dịch cân kinh đó, để làm sao để cho nó cân bằng cái khí huyết trong cơ thể của mình. Những cái tuyến mồ hôi, những cái chất độc trong cơ thể nó ra theo cái tuyến mồ hôi nó ra sạch đi. À, mỗi lần dịch cân kinh hoặc là um, lễ Phật y học đó, thì nó ra mồ hôi thì chúng ta tắm bằng nước nóng hoặc lấy nước nóng mà lau sạch sẽ đi thì nó sẽ tốt cho sức khỏe thôi đấy mỗi thứ một tí vừa uống thuốc vừa tụng kinh niệm phật vừa là chịu khó thể dục thể thao các cụ già rồi không chạy được như thanh niên như phụ nữ như người trẻ ngoài đường nữa thì tốt nhất chúng ta vừa uh, tu vừa gì thể dục dịch cân kinh thì thể soạn ra cái bài dịch cân kinh vừa vừa thể dục thì cân kinh vừa niệm a di đà phật lễ phật y học cũng thế vừa lễ phật y học lại vừa niệm a di đà phật cho nên một công đôi việc vừa được cho sức khỏe vừa được công đức tu hành cái tội gì Các hành giả phật tử chúng ta không thực hành Đó. à về, về câu hỏi phật tử đấy thì xin trả lời như thế một phật tử nữa hỏi nam mô a di đà phật kính bạch thầy hoan Hỷ bố thí cho con xin hỏi ạ con là nguyễn thị sáu ở thái bình con làm tiền vàng tức vàng mã để xuất khẩu sang đài loan như vậy con có bị tổn phúc hay quả báo gì không ạ à? con nghe nhiều thầy giảng làm vàng mã sẽ bị nghiệp rất nặng không chỉ đời này mà con cháu cũng bị ảnh hưởng kính mong thầy giải đáp cho con được hiểu con xin tri ân công đức thầy ạ à, con nam mô a di đà phật à, xin thưa các quý vị thầy nhớ là ngày xưa thầy còn đang đi học ngồi ở trên học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội thầy à, có đọc thêm một cái quyển sách nói về cái nghiệp làm vàng mã mà trong đấy nói rất rõ là dẫn chứng cái đức quán thế âm ngài thị hiện và ngài nói rằng có mấy cái tội những người tạo tội thậm chí là tạo tội tứ trọng ngũ nghịch thập ác đủ duyên bồ tát quán thế âm vẫn có thể cứu được thoát nạn nhưng có mấy cái tội ngài không thể cứu được xin liệt kê ra đây là chúng ta suy nghĩ cái tội thứ nhất là cái tội những người làm mắm Những người làm mắm ấy Làm mắm tôm ấy Mắm ngày xưa làm, làm nghề mắm tôm Mắm nước mắm các thứ gì đấy Vân vân Và lúc đầu đọc thì thầy cũng chưa hiểu sâu thầy nghĩ Tại sao cái tội người làm mắm Làm nước mắm mà họ Làm sao mà lại tội Đức Quan Âm không thể cứu được Sau khi đọc vào cái phần giảng giải ấy, Thì mới thấy là gì Họ, cái phần giảng giải mới nói là những người làm mắm làm mắm tôm ấy làm nước mắm ấy là tất cả những cái con cá con cua con tôm con ốc con ếch vân vân họ đánh ở ngoài biển về không biết là bao nhiêu tấn bao nhiêu chục tấn bao nhiêu trăm tấn bao nhiêu nghìn tấn càng làm lớn thì giết hại sinh linh càng càng nhiều tất tần tật họ về họ đem họ cho vào những cái bể đó họ cho vào đấy hết vào đấy bắt đầu cái thân những con tôm con cá cua ốc ếch vân vân tất tần tật đó nó thối rửa ra Rồi nó đục đầy ở trên đó sau đó thì người ta mới rồi chắt lọc lấy cái nước giống như mình nấu rượu đó các quý vị đấy thế là ra nước mắm ra mắm hay là nghề làm mắm tôm cũng thế thế thôi tất cả những cái con vật giết rồi cho vào đây cho nó thối lên vài tháng ba tháng sáu tháng rồi chỉ cả năm thối lên ăn à. chính vì tàn sát không biết bao nhiêu các loài thủy tộc, các loài chúng sinh nhỏ bé yếu thế. Chính vì vậy mà những nỗi oan khuất ấy những oan gia trái chủ ấy nó dâng biểu nó gì, nó kiện lên Diêm Vương. Thậm chí là nó kiện lên cả gì, Đức Phật luôn ấy. Đệ tử của của ngài giết chúng tôi không gì, không một chút thương tiếc làm sao mà có thể để các vị thành bồ tát thành thánh tăng thành a la hán thành bích chi phật được làm sao để các vị về tây phương cực lạc được khi vị đó thì các vị đó còn nợ mạng chúng con rất nhiều cho nên các phật tử chúng ta đức phật trong ba mươi bảy phẩm trợ đạo thì có cái pháp bát chính đạo trong bát chính đạo thì có một à, cái chính đó là gì đó là chính nghiệp tức là nghề nghiệp sinh sống phải chân gì chân chính đó cho nên những nghề nghiệp mà các Phật tử chúng ta chọn để làm nên làm những nghề nghiệp chân chính không tổn hại đến mạng sống của chúng sinh không lừa gạt gian dối nhân loại làm đồ mã là đồ giả mà đồ mã là đồ giả làm mắm là gì là cực ác nghề làm mắm là cực ác đấy có mấy cái nghề nghề thứ nhất là gì nghề làm mắm vì nó cực ác nghề thứ hai đức quan thế âm bồ tát nói chính là nghề buôn bán quan tài hay nó là có cả nghề buôn bán quan tài nhưng bây giờ chúng ta là buôn bán quan tài chúng ta phải phân ra hai loại một loại là buôn bán quan tài là gì là vô tư à ngày nào có người không may họ mất thì chúng tôi mình đem mình bán thì không sao nhưng các cụ các phật tử chúng ta biết mà ấy bán còn hai ba ngày mà không bán được cái nào thì sốt ruột còn gì nữa đúng không cửa hàng thì đi thuê nhân viên khi phải trả lương hai ba ngày đến tuần trả bán được cái nào thì đương nhiên là cái tâm nó khởi lên đi ra đi vào đá thúng đụng mía làm sao cả cái xóm này cả cái phố này mà cả tháng nay hay cả tuần nay chẳng có đứa nào chết <laughs> cả tuần nay chẳng có đứa nào chết thì bà gì bà sống bằng cái gì á à, bà sống bằng cái gì cho nên là trong tâm là khởi ra gì ngày nào cũng phải muốn bán được vài gì ấy, vài bộ quan tài mà một khởi ra cái tâm ngày nào cũng muốn bán bán được vài bộ quan tài trong khu phố của mình trong xã của mình thì đồng nghĩa là ngày nào chúng ta cũng mong cho có người Có người chết Đó là khởi ác gì Ác tâm Ác tính, ác hạnh Ác duyên Chính vì vậy mà Cái tâm ác dần dần nó từ đó nó Lớn lên Nó trưởng thành Và nó đi vào con đường Con đường ma sự Chính vì vậy mà chúng ta thấy Đức Quán Thế Bồ Tát ngài bảo rằng hạng người thứ hai mắc tội ngài khó thể cứu được đó là chính là nghề buôn bán là quan tài nói vậy thôi ở đây nếu trong hội trường này hay trong phật tử ấy, những người mà nghe giảng Và nhà mình đang buôn bán quan tài thì cũng phải xem xét nếu nhà mình không mong với cái mục đích là phục vụ à thôi cả tháng không có người mất thì càng tốt trong khu phố của mình trong xã của mình cả tháng hoặc là hai ba tháng mà không có ai mất thì À, có nghĩa là nhân dân đang được bình yên càng tốt. Có người mất họ đến họ mua thì chúng ta gì? Chúng ta bán cho họ bằng cái khởi cái tâm là tử bi thương xót khổ thân ông ấy khổ thân bà ấy à, khổ thân anh ấy chị ấy còn trẻ như thế mà không may bị bệnh hiểm nghèo hoặc bị tai nạn hay bị gì đó mà gì qua đời thật là gì thật là đáng thương xót thay cầu nguyện tam bảo chư Phật Bồ Tát gia trì cho cứu độ cho cho thần thức của họ sớm được sinh về cõi cõi lành bán hàng như thế thì không sao Đó. nhưng chúng ta biết rằng đấy để mà làm được như thế thì không phải là đơn đơn giản đối với người người buôn bán chúng ta đấy nó nhiều thứ cho nên là lựa chọn cái nghề nghiệp để làm ăn cũng phải suy nghĩ cho nó kỹ vậy đó cái uh, thứ hai cái thứ ba cái thứ ba mà thầy đọc trong đó thì thấy là Đức quan Thế bồ Tát ngài dạy rằng uh, cái nghề thứ ba mà ngài không thể cứu độ được đó chính là làm người hàng mã vì sao mà bảo là không thể cứu độ được vì uh, lừa thần dối quỷ cái lừa thần dối quỷ uh, lừa thần dối quỷ lừa gì lừa cả nhân gian khiến cho cả nhân gian là gì phần lớn là mê mờ khiến cả nhân gian là mê mờ bây giờ chúng ta thấy có những cái đám ma có những cái đám dỗ có những đám cúng thất thất trai tuần có những đám cúng ba bốn chín có những cái lễ vô lan ở trong chùa một số các quý thầy không hiểu thì như, kiểu gì mà đốt vàng mã ghê lắm phật tử cũng đốt vàng mã ghê lắm chúng tôi biết là có những ngôi chùa cứ mỗi một vong là một bộ quần áo nữ thì à, thêm à, nón nam thì thêm mũ rồi thậm chí gia đình nào có điều kiện thì mỗi vong một cái gì một cái xe may bách hay là một cái xe à, 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 ô tô thậm chí là gì? mấy năm trước tôi còn đang đi học á hơn hơn hai chục năm trước đang đi học ấy. đến có một cái đám dự một cái đám một cái chùa các cụ đốt cho thì mỗi cụ một cái Boeing 747 à. thế tôi mới trêu uh, với mấy thầy cùng học là chả biết ngày xưa các cụ ấy còn sống đã được đi uh, máy bay lần nào chứ nhỉ thế bảo chả biết Thế mình mà bảo bây giờ con cháu đốt VN747 xuống thế thì các cụ đi làm sao? Các cụ trong cái cả đời, các cụ có lúc còn sống có được đi, đi máy bay bao giờ chưa? Bây giờ đem uh, cúng cái máy bay cho các cụ xuống Thế các cụ làm kiểu gì mà lái được? À, mà nuôi uh, lái máy bay thì phải là gì? Đại gia mới nuôi được à, Mới nuôi được máy bay Chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta mấy năm trước có mấy uh, uh, ông bầu uh, lớn Mấy đại gia lớn mua máy bay nhưng dần dần bán gần hết rồi vì sao phải thuê bến bãi thuê uh, phi công thuê đủ các thứ mỗi một tháng như vậy nó hàng phải thuê nó phải chi hàng tỷ cho gì vài tỷ cho cái máy bay ấy cuộc sống các cụ lúc còn sống một lần cưỡi máy bay đi máy bay từ đây vào thành phố hồ chí minh chưa chắc đã được đi bây giờ đùng một cái đúng là giàu lên một cách gọi là bất ngờ nó bỏ ra vài triệu nó mua một cái Boeing 747 nó bảy nó, nó nó đốt nó hóa và nó dâng cho các cụ các cụ ở dưới có sướng không chắc chắn không một số những vị theo cái tín ngưỡng dân gian họ nói là đốt vàng mã ở dưới kia nhận được cứ đốt là dưới kia nhận được và nói rằng đấy có cái vong linh nó nhập vào cái bà đồng ấy kêu là ở dưới kia không có tiền tiêu cho nên đốt xong một cái ở dưới thì cười khinh khách ra bảo là từ giờ trở đi là gì là không thiếu thốn gì nữa và còn dặn là mỗi năm là gì? nên đốt cho cho các cụ một lần như thế vân vân à, chính vì xuất phát từ những cái mê lầm như vậy cho nên chúng ta thấy nhà nước chúng ta chính phủ chúng ta mấy năm trước về bộ văn hóa cũng có cái 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 chỉ đạo cấm đốt vàng mã trong các khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia văn hóa cấp tỉnh trong đó có đền chùa miếu mạo vì nó làm ô nhiễm vào môi trường nó gây tốn kém tiền của trong nhân dân mà là cái nguy cơ hỏa hoạn là rất là cao đặc biệt những ngôi chùa cổ thì thường hay làm bằng gỗ mà làm gỗ mà đốt như thế về nguy cơ hỏa hoạn rất cao các quý vị. Rồi mấy năm trước có trường hợp là à, đốt vàng mã ở nhà cũng làm cháy cả cái cháy cả mấy cái nhà bên cạnh nữa. Vì nhà liền kề với nhau nó cháy nhà này lan sang nhà kia. Ở Hà Nội chúng ta chứ ở đâu. Thành phố Hồ Chí Minh cũng có một vài trường hợp rồi mấy năm trước báo chí đang ngầm lên. Cho nên cái đốt vàng mã xin thưa các vị nó không phải là văn hóa của Phật giáo cũng không phải là văn hóa của Việt Nam chúng ta. cái khởi uh, nguồn của đốt vàng mã này nó xuất phát từ ở thời nhà nhà gì bên Trung Quốc nhỉ? Nhà Tần bên Trung Quốc. Từ trước vua Tần Thủy Hoàng về trước, các vị vua, vị quan uh, lại đầu chiều của Trung Quốc mà mất, những người giàu có, đại gia của Trung Quốc họ mất, thì trường họ chôn theo gì? Tỷ thiếp, Thế trôn theo vợ, chôn theo uh, người hầu á, uh, tội đó nó rất là ác vua chết thì các cung tần mỹ nữ phải đem chôn sống theo Và quan niệm là để hầu gì sống làm thê thiếp của vua thì vua chết thì cũng phải đi theo vua để hầu hạ cho nên chôn sống ác quá thế đến sang tới tần thị hoàng à, chúng ta biết tần thị hoàng là một vị vua rất là nổi tiếng của trung quốc nhưng mà cũng cực kỳ độc ác ông ấy rất là giỏi ông thống nhất được đất nước Trung Quốc rộng lớn và đặc biệt chúng ta thấy cái di tích của ông bây giờ còn để lại đó chúng là gì đó là cái cái thành gì Trung Quốc nhỉ cái thành gì mà dài nhất thế giới bây giờ tường thành nhé vạn lý trường vạn lý trường thành ông là người có công xây dựng đặt nền tảng đầu tiên tất nhiên một thời các thời vua chúa sau họ vừa tu bổ vừa xây thêm nó mới dài như thế nhưng mà ông là người đầu tiên đặt cái nền móng và xây dựng cái đó đến thời của ông ấy thì thay đổi đi một chút đó chính là từ cái chỗ là tuấn táng các cung tần mỹ nữ đi theo vua thay vào đó là gì là nặn đất gì đất nung thành hình gì nặn hình nộm hình người đó thành cái lấy đất Ngày xưa chưa có bê tông, chưa có xi măng như bây giờ Lấy đất, đất xét đó Trộn với gì? Với uh, cái uh, giấy hoặc là tải đay hoặc là cái giấy bản Trộn với gì? Trộn với đường mía Cái đường mía mình gọi là mật đó, cái mật nó nó, nó hơi đen đen đó Trộn vào Thầy về cái chùa Khai Nguyên ngày xưa tượng Phật hồi uh, đó tàn toàn bằng gì? Đất chấu với là cái uh, vôi với cái đường mía với đất ấy. Trộn với nhau nó rất là dẻo và thậm chí có khi nó còn tốt hơn là xi măng nữa và chúng ta thấy cái đội quân đất nung của tần thủy hoàng ở bên trung quốc xem họ khảo cổ lên hàng nghìn năm nay hai nghìn năm nay mà nhiều pho tượng vẫn còn nguyên vẹn đấy thì sang thời tần thủy hoàng thì bắt đầu là không tuấn táng các cung tần mỹ nữ theo vua nữa mà chuyển thành thành đội quân đất nung ở trên dương thế như thế nào thì ở dưới coi à, Âm nhà Tần Thủy Hoàng cũng chuẩn bị cho mình tất cả quan lại tất cả những uh, Binh uh, lấy rồi, uh, hoàng hậu, uh, thê tử, vân vân uh, theo mình như thế Với cái uh, suy nghĩ có thể là suy nghĩ là sau khi chết đi Vua là một bậc thiên tử Chết đi xuống cái uh, âm phủ thì phải có người hầu hạ vân vân để tiếp tục làm vua Suy nghĩ như thế con họ mới làm vậy Và song song với cái giai đoạn đó ở thế gian những người nghèo thì không thể có tiền để bỏ tiền ra để nặn cái gì? Nặn cái hình đất nung bằng người như thế để cúng theo. Cho nên nó xuất phát từ hai mẹ con, một gia đình, ông chồng làm nghề tiểu phu, đi rừng đốn củi và hôm đó bị bị bị, bị ngã và bị chết ở trong rừng. Bà vợ thương chồng quá không biết làm thế nào cho nên thế mới nặn gì nặn mới mới dùng bằng cái hình thức là lúc đầu là nặn bằng cái cắt bằng cái mo cau, lấy cái mo cau để cắt thành hình gì hợp vợ và con cắt thành hình vợ và con để để cho để đem để bên cạnh vào cái quan tài để trong quan tài của 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 chồng ấy để chôn ý là gì là vợ và con được chôn theo chồng làm bầu bạn với chồng ở dưới cõi, cõi âm Thế rồi thì đến ngày dỗ 35, chín gì đó hay trăm ngày gì đó cái Sách thì không nói rõ cái đó Đến ngày dỗ đó thì lúc chồng còn còn khỏe Thì chồng đi củi để nuôi hai mẹ con Bán củi để nuôi hai mẹ con Bây giờ chồng chết rồi thì vợ thì chân níu tay mềm Từ trước chưa bao giờ đi lên rừng đốn củi để à, bán cả Thế Bây giờ nuôi con bằng cách gì? à cho nên bà mới nghĩ ra một cái kế đó là gì đứa con nó cũng lớn lớn mấy tuổi rồi thế nghĩ là một cái kế cái kế đó là vào cái ngày dỗ hết của bố con đấy dạy cho con cái cách là gì đấy. hôm đó thì tự nhiên là đến ngày dỗ rồi thì con thì con lên con khóc lóc con khóc lóc con làm ầm lên giả dạng như là bố con ấy và người hàng xóm và họ hàng đến dự cái dỗ hôm đó này là, là thấy lạ thế đấy trẻ như thế thì khóc lóc nó với trẻ mấy tuổi mà đã biết như thế kêu khóc lóc làm đúng như bố nó ngày xưa thế là bảo là ở dưới thì gì buồn lắm có một mình buồn bã à, vân vân à, thiếu thốn mọi cái vân vân thế bây giờ người vợ mới nói, chuẩn bị sẵn rồi cho nên mới cắt cái gì cái giấy Cắt cái giấy tiền vàng với cắt cái giấy hình nhân thế mạng hai mẹ con thì mới đốt Đốt xuống kia đốt một tí thì đốt xong rồi cái đứa trẻ kia là gì Nó cười nó vui vẻ và nó không khóc nó cười vui vẻ và nó bảo là Vui vẻ rồi Đã gặp được hai mẹ con rồi Ở dưới kia đã nhận được Những cái phần vật phẩm Của hai mẹ con dâng cho rồi cho nên vui lắm à, Bắt đầu từ đó cái tục đốt vàng mã của trung quốc bắt đầu xuất phát nguyên thủy từ đó các quý vị đó. và bắt đầu từ đó hai mẹ con sống bằng cái nghề làm vàng làm vàng mã cho hàng xóm đó. đến lúc đó bắt đầu ở trong làng cứ nhà ai có người chết thì lại đến đặt cô ấy cô ấy làm vàng mã thế đương nhiên cô ấy có tiền để nuôi uh, nuôi con tục lệ từ đó việt nam chúng ta có thể là gì? do nghìn năm uh, bắc thuộc cho nên cái văn hóa của trung quốc nó xâm nhập vào việt nam chúng ta và việt nam chúng ta um, cũng tiếp thu những cái tín ngưỡng của họ và cái tục vàng mã thì nó cũng bắt đầu từ đó các vị còn trong phật giáo chúng ta không có đốt vàng mã phật giáo không đốt vàng mã đấy thì cũng nói như vậy để chúng ta cũng biết được thêm vậy phật tử này bảo làm vàng mã này thì để xuất khẩu đi đài loan thầy hỏi có tội không có tội hay không thì thầy không dám khẳng định là có tội hay không vì cứ lên trên tam bảo mà hỏi phật tổ xem có tội hay không <laughs> lên tam bảo hỏi phật tổ có tội hay không bây giờ thầy bảo tội thì cũng khó lấy gì để chứng minh bây giờ thầy bảo không có tội thì cũng khó như vậy là thầy lại nói trái với lời Phật dạy lời Bồ Tát quan tâm dạy mà ngày xưa thầy được học được đọc được biết. Cho nên nay xin kể ra câu chuyện đó để cho phật tử này gì tự suy nghĩ đi. Còn thầy cũng không dám nói là phật tử này làm như thế là có tội. Cũng không dám khuyên phật tử này cứ thế mà làm mà tiếp đi để mà lấy tiền mà nuôi con cái nuôi gia đình mà làm giàu vân vân. Nếu thầy khuyên như thế là trái với lời phật ý tổ trái với cái thuần mong phong mỹ tục của phật giáo chúng ta vì phật giáo chúng ta nói thật vì không có đốt như cái đó Đấy, cái dân gian thôi cái tín ngưỡng dân gian xuất phát như thầy nói là xuất phát từ trung quốc như thế thôi đó, cho nên cái trường hợp này thì thầy cũng đưa ra cái dữ liệu cái câu chuyện như thế và phật tử này và những ai có bất cứ những ai đang làm cái nghề vàng mã hoặc những cái nghề tương tự như thế thì phải suy nghĩ. Ví dụ làm mắm này, bán quan tài này, buôn bán quan tài và làm nghề vàng mã này, nên suy nghĩ. A-di-đà Phật kính bạch Thầy. Do con đi làm về muộn, nên đến 8 giờ tối con mới có thể tụng kinh. Nhưng có người nói với con, từ 8 giờ tối trở đi không được thắp hương, vì ma vào nhà <laughs> tám giờ tôi tắp hương ma vào nhà không phải ai nói cái này <laughs> à, như vậy có phải không thầy à, bàn thờ tổ tiên nhà con thờ năm chén nước nhưng con thấy trong kinh nói là thời bảy chén à, con có phải thay đổi không ạ à? con kính mong thầy hoan hỉ giải đáp giúp con à, một phân tử câu hỏi có hai ý ý thứ nhất đó hỏi rằng tám giờ tối thì không được tụng kinh nữa vì lúc đó tụng kinh mà lên hương thắp hương thì ma nó vào nhà cái này thầy chưa thấy ở trong kinh sách nào nói như thế chưa thấy lời phật dạy lời tổ giảng nào như thế cho nên chắc chắn cái này cũng chỉ là cái người thế gian chúng ta gọi là À, đồn thổi truyền miệng với nhau mà thôi. Nếu không phải là lời Phật, lời uh, Bồ Tát, lời Thánh Tăng, lời Tổ Sư, lời Chư vị uh, cao tăng thạc đức, các ngài uh, hướng dẫn và chỉ dạy thì uh, chúng ta cũng không nên uh, tin tưởng lắm. Vì uh, thế gian pháp thì hôm nay đúng mai có thể sai, chỗ này đúng chỗ kia có thể sai tất cả các kinh điển của đức phật ở trong luận tạng luật tạng nói đúng hơn là cả trong tam tạng thánh điển thầy cũng chịu khó đọc sách và nghiên cứu rất là nhiều nhưng mà không thấy trong kinh luật luận nào nói rằng sau tám giờ tối là không được tụng kinh không được lên hương vì lên hương sợ ma vào nhà vân vân chúng ta biết là chư tăng của phật giáo việt nam chúng ta đặc biệt ở phía bắc này có một cái khóa lễ đó là khóa lễ gì lâm thụy khóa lễ lâm thụy được chư tăng tất cả các hạ trường ở phía bắc chúng ta bây giờ vẫn duy trì và tu tập đó vào cái thời khóa vào lúc 9 giờ đêm lâm thụy À, bài lâm thụy này nhật sắc một thời lâm dạ sắc hôn cù nhiệu nhiệu hữu trùng tăng đồ chi ngoại điểm tha gia trúc bất khẳng hồi nhiên phản kỷ, à, phản kỷ đăng vân vân và cho đến vào kệ niệm phật và niệm à, ba chàng phật hiệu sau đó tứ thánh hiệu bồ tát hồi hướng tam tự quy Đây là khóa tu khuya của chư tăng ở các hạ trường phía bắc chúng ta còn các thiền viện ở Trung Quốc và Việt Nam ngày xưa thì người ta còn có thời công phu khuya vào lúc khoảng độ 1 giờ đến 2 giờ sáng nữa cơ. Ấy 11, 12 giờ mới được đi ngủ. Vừa ngủ chợp mắt được một tí 1 giờ là đã thức chúng dậy đi ngồi thiền. À, ngồi thiền đến khoảng 3 giờ sáng thì chợp mắt một tí đến 3 rưỡi, 4 giờ lại dậy ạ công thu khóa sáng công phu khóa sáng tiếp đấy là các chốn đại tổng lâm các chốn thiền môn ngày xưa à, các tổ các cụ chế định những cái thời khóa là miên mật như thế mục đích là để cho hành giả tu hành không khởi à, lòng tham kể cả đó là tham ăn tham ngủ và đây cụ thể là tham ngủ dành cái thời gian cho sự uh, tu tập uh, cầu đạo giải thoát mong được giác ngộ ngay trong đời này, khỏi phải tái sinh uh, trở lại ở đời sau nữa. Cho nên uh, Phật tử này uh, nói rằng uh, có người bảo rằng uh, sau 8 giờ không được tụng kinh vì uh, nếu tụng kinh tháp hương thì ma vào nhà, cái này không có lý. Ai nói như vậy toàn là lời sàm ngôn. Cái lời đó là lời không có căn cứ và tam tạng thánh điển của Đức Phật, không đáng tin cậy. Và tất cả các Phật tử chúng ta nếu ban ngày, sáng, chiều mà chúng ta bận công việc công ty, công việc cơ quan, công việc gia đình mà phải đến 8 giờ, 9 giờ chúng ta mới ăn cơm, mới dọn dẹp xong, công việc gia đình mới xong thì chúng ta lên một thời khóa 8 giờ, 9 giờ, thậm chí 10 giờ cũng được. Nhưng miễn làm sao lúc đó chúng ta chuông mõ khánh thì nhẹ nhàng, đừng phát ra tiếng to quá làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của hàng xóm và của người thân trong gia đình chúng ta. Đấy, khéo léo ở cái chỗ đó là được chứ còn không có chuyện mà 8 giờ tối ở tháp hương ma vào nhà khẳng định với các quý vị tam tạng thánh điển phật không dạy như thế tổ không giảng như thế cho nên chắc chắn điều đó là gì là phi pháp phi luật phi phật xử chế các quý vị còn ý thứ hai phật tử này à, hỏi rằng à, trên ban thờ gia tiên có thờ à, năm chén nước như ở trong à, kinh phật lại bảo là bảy